Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 170. Hỗn độn trảm thiên kiếm, vốn chỉ là ẩn chứa công kích linh hồn cùng hỗn độn lực lượng kiếm khí, mặc dù uy lực tuyệt luân, nhưng cũng không thể phá mở thời không chi lực. Nhưng là, Tiêu Phàm ở phi tiên thánh cảnh bên trong, đoạt được hỗn độn nguyên thú một sợi bản nguyên chi lực, sáp nhập vào cái kia màu xám nguyên tuyển bên trong, nhưng hắn nguyên lực bên trong, nhiều hơn một loại quỷ dị thời không lực lượng. Loại này lực lượng thập phần vi diệu, nếu như là bình thường thi triển đi ra, uy lực ngược lại là vượt quá tưởng tượng lớn. Nhưng là đứng ở nơi này thái cổ phá diệt kiếp bên trong, loại này lực lượng lại có vẻ không có ý nghĩa, phạm vi công kích nhận lấy hạn chế. Đây cũng là Tiêu Phàm vẫn không có thi triển một kiếm này nguyên nhân. Nhưng mà, phạm vi công kích bị hạn chế, cũng không phải nói rõ cái này hỗn độn trảm thiên kiếm hoàn toàn không cần đường, chỉ ít, ở khoảng cách ngắn bên trong, uy lực của nó vẫn là không có gì sánh kịp. Liền tựa như hiện tại, Cơ Tuần Thiên khoảng cách Tiêu Phàm chỉ có mấy trượng khoảng cách. Chỉ thấy một đạo tối tăm mờ mịt kiếm khí từ Tiêu Phàm vị trí nộ xạ mà ra, tốc độ nhanh chóng, không thể tưởng tượng, dù cho Cơ Tuần Thiên đều né tránh không được. Phốc phốc, một đạo huyết kiếm bắn về phía hư không, Cơ Tuần Thiên một cánh tay kiếm khí chém xuống, máu tươi vẩy ra, cánh tay cụt kia tức thì bị thời không chi lực ép thành bột phấn. Trong nháy mắt thất thần, kinh khủng thời không chi lực tác dụng ở trên người hắn, đau đến hắn nhe răng trợn mắt, phát ra tiếng kêu thảm thiết thống khổ, hai mắt đỏ bừng hướng về Tiêu Phàm. Tiêu Phàm con người hoàn toàn như trước đây băng lãnh, trong tay Tu La kiếm làm xong tùy thời chém ra chuẩn bị. Chỉ có hắn biết rõ, vừa rồi một kiếm kia, cơ hồ đã tiêu hao hết màu xám hỗn độn nguyên tuyển 2/3 lực lượng, hơn nữa nơi này căn bản là không có cách nhanh chóng bổ sung nguyên lực. Hắn hiện tại, nhiều nhất còn có thể chém ra một kiếm, hơn nữa uy lực không đến mới vừa một nửa. Lại đến, Tiêu Phàm há miệng, thanh âm của hắn căn bản không truyền ra đi, Cơ Tuần Thiên chỉ có thể nhìn thấy khẩu hình của hắn. Lại đến, Cơ Tuần Thiên bưng bít lấy cụt tay, không có tiếp tục xuất thủ, mà là nhìn về phía Hoang Nguyên Cực cùng Hoang Kiếm đám người. Giết hắn, Hoang Nguyên Cực do dự một chút, hướng về phía cách đó không xa Hoang Kiếm nói ra, đồng thời phóng ra bước chân hướng về Tiêu Phàm tới gần. Tiêu Phàm đánh giá quá thấp Hoang Nguyên Cực giết hắn quyết tâm, tâm thần dẫn ra lấy ngực hắc sắc hỏa diệm ân ký. Mắt thấy Hoang Nguyên Cực đám người càng ngày càng gần, Tiêu Phàm nhịp tim cũng bắt đầu gia tăng tốc độ. Xem ra chỉ có thể dùng một chiêu này, Tiêu Phàm trong lòng ngưng tiếng nói, ngay sau đó lui ra phía sau một bước, đi đến thí thần cùng Kim Cốt Đế bên người. Lão đại, làm sao bây giờ? Thí thần vẫn như cũ còn đang thúc giục 3000 nguyên giới, lộ ra cố hết sức, sắc mặt cũng trắng bạch hết sức. Ta mang các ngươi đi một cái có ý tứ địa phương, đến lúc đó, ta sẽ tìm tới các ngươi, đồng thời trở về. Tiêu Phàm cho hai người truyền âm nói, ở 3000 nguyên giới trong kết giới, hắn ngược lại là vô cùng dễ dàng. Tốt, thí thần cùng Kim Cốt Đế hai người ánh mắt hơi sáng. Tiêu Phàm lại là nhìn thoáng qua xa xa vô tận cổ cương tu sĩ một cái. Nguyên bản hắn còn muốn mang theo một đám anh em đi trước, đáng tiếc tình thế không tha người. Hoang Nguyên Cực, Hoang Kiếm, Cơ Tuần Thiên ba người chậm rãi tới gần, sáu cái kia thánh đế cảnh hậu kỳ tu sĩ, lại là ngừng chân ở bên ngoài mấy chục dặm, lấy bọn hắn thực lực, căn bản ngăn không được nơi này thời không chi lực nghiền ép. Mấy tức về sau, ba người nhìn nhau, đồng thời bạo khởi, hướng về Tiêu Phàm đánh giết mà tới. Tiêu Phàm thấy thế, trên mặt lại là hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, tâm thần khẽ động, trong nháy mắt dẫn ra lấy ngực hắc sắc hỏa diệm ân ký. Hô hô, bỗng nhiên, ngọn lửa màu đen từ ngực của hắn xông ra, cực tốc hướng về bên ngoài mãnh liệt, trong nháy mắt bao phủ phương viên hơn trăm dặm, hoàn toàn không nhìn cái kia thời không chi lực. Một sát na này, Tiêu Phàm ba người, Hoang Nguyên Cực ba người, cùng hơn 10 dặm ra ngoài sáu cái kia thánh đế cảnh hậu kỳ, tất cả đều bị bao phủ ở bên trong. Một cỗ cảm giác lạnh lẽo âm u trong nháy mắt tràn ngập mọi người linh hồn, không khỏi dùng mình một cái, cho dù là Hoang Nguyên Cực, cũng là kinh hãi không thôi, bản năng muốn lui lại. Nhưng quỷ dị chính là, hắn cảm giác thân thể của mình hoàn toàn không nghe sai khiến, bị một cỗ lực lượng vô hình trói buộc. Cửu U Địa Ngục, mở, Tiêu Phàm nhìn xem cuồn cuộn hắc sắc hỏa diễm, trong lòng một tiếng quát khẽ, lại là nhìn thấy ngọn lửa kia đột nhiên đem hư không đều đốt sạch rồi. Khắp nơi bị bóng đêm vô tận thôn phệ,
đen kịt một màu. Hoàng Nguyên Cực đám người tất cả đều trợn to hai mắt, tựa như gặp được chuyện kinh khủng gì một dạng. Bọn họ không biết Tiêu Phàm đây là cái gì thủ đoạn, nhưng không hề nghi ngờ, Tiêu Phàm loại này thủ đoạn quá kinh khủng. Hoàng Nguyên Cực nghĩ đến bản thân lòng bàn tay mệnh kiếp thiên ấn, Hoàng Nguyên Cực trong lòng có chút sợ hãi, mệnh kiếp thiên ấn tồn tại, để cho hai người trở thành người chết ta sống quan hệ. Nếu là giết không chết Tiêu Phàm, hắn sẽ chết ở trong tay Tiêu Phàm, chẳng lẽ mình hiện tại liền phải chết? Cơ Tuần Thiên cùng Hoang Kiếm mấy người cũng toàn thân run rẩy dữ dội, muốn kêu to đi ra, có thể cổ họng của bọn hắn thật giống như bị một cái đại thủ bóp lấy, liền hô hấp đều trở nên ngạt thở hết sức. Phản kháng, căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Giờ phút này, trong lòng bọn họ hối hận hết sức, sớm biết mình cũng không cần như thế bức bách Tiêu Phàm. Thế nhưng là, bây giờ hối hận đã không có một chút tác dụng nào. Ngoại giới, ba đại cổ cương tu sĩ đồng thời nhìn về phía Tiêu Phàm vị trí, lại là nhìn thấy Tiêu Phàm đám người đột nhiên đứng tại chỗ không nhúc nhích, tựa như thời không dừng lại một dạng. Ngay sau đó, chuyện quỷ dị đã xảy ra, chỉ thấy Tiêu Phàm đám người thân ảnh đột nhiên chậm rãi liền nhạt, cuối cùng biến mất trong tầm mắt của mọi người. Biến mất, đám người trợn tròn mắt, đang yên đang lành người, tại sao sẽ đột nhiên biến mất? Nhưng mà, Tiêu Phàm bọn họ liền là như vậy không thấy. Ba đại cổ cương tu sĩ sững sờ ngay tại chỗ, Man Hoang cổ cương cùng Vô Tận cổ cương tu sĩ tất cả đều lộ ra khủng hoảng. Man Hoang thần vệ cùng Hoàng Cực thần vệ, khí thế hung hăng đến đánh giết Tiêu Phàm, cuối cùng lại rơi vào kết quả toàn quân chết hết. Còn dư lại cũng chỉ là một chút đại đế cảnh tu sĩ, lại làm sao có thể chống đối Vô Tận cổ cương công kích đây? Phải biết, Vô Tận cổ cương nhưng còn có một lần này 200 cái thánh đế cảnh a, chỉ là suy nghĩ một chút, bọn họ liền tê cả da đầu. Rất nhiều tu sĩ càng là hốt hoảng đào tẩu, có thể những cái kia địa vực tất cả đều bị trận pháp vây khốn, bọn họ muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Không hàng người, giết, Quân Nhược Hoan nổi giận gầm lên một tiếng, tiếng truyền thiên địa. Không hàng người, giết, không hàng người, giết, Vô Tận cổ cương tu sĩ đồng thời gầm thét, mỗi người đều nhiệt tình tăng vọt, hưng phấn tới cực điểm, mặc dù Tiêu Phàm biến mất, có thể Tiêu Phàm đã sớm nhắc nhở bọn họ, cho nên cũng không có bối rối. Hơn nữa, Quân Nhược Hoan không nói người đầu hàng, không giết, mà là nói không hàng người, giết, cũng vượt trội quyết tâm của hắn cùng sát tâm. Trong lúc nhất thời, Man Hoang cổ cương cùng Vô Cực cổ cương 20, 30 ức tu sĩ, tất cả đều hoảng loạn lên. Không có thánh đế cảnh lãnh đạo bọn họ, không hàng chỉ có đường chết một đầu, cái này đối với bọn hắn mà nói, cũng không phải là nhiều khó khăn lựa chọn. Vẻn vẹn mấy ngày xuống tới, 20, 30 ức tu sĩ tất cả đều đầu hàng Vô Tận cổ cương, cũng có một chút không hàng người, toàn bộ bị Vô Tận cổ cương xử quyết, răn đe. Vài ngày sau, Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Quân Nhược Hoan đám người đứng ở Tiêu Phàm biến mất địa phương, thật lâu không nói. Lão Tam, người kế hoạch thành công, chúng ta chờ ngươi trở về. Nam Cung Tiêu Tiêu nhẹ giọng nói, trong giọng nói lộ ra nồng nặc lo lắng. Lại nói Tiêu Phàm đám người biến mất ở Thái Cổ Thần Giới, trên thực tế, bọn họ cũng không có biến mất, mà là bị một cái lỗ đen thật lớn thôn phệ mà thôi. Chỉ là ngoại giới người căn bản không nhìn thấy, chỉ có thân ở cái kia trong hắc động, mới biết được xảy ra chuyện gì. Ở Tiêu Phàm mở ra cửu u địa ngục cửa vào một sát na kia, liền đã mất đi thí thần cùng kim cốt đế cảm ứng, đồng thời, cái kia 3000 nguyên giới cũng đã biến mất. Hắn chỉ cảm thấy bóng tối vô tận đang thôn phệ hắn, dù cho thánh đế kiếp thời không niễn áp chi lực, đều hoàn toàn không làm gì được hắn. Tiêu Phàm không thể không thừa nhận cửu u quỷ chủ cường đại, một chỗ thế giới thông đạo cửa vào mà thôi, lại có thể tạm thời ngăn cách thánh đế kiếp. Về phần thánh đế kiếp đến cùng có hay không biến mất, Tiêu Phàm tạm thời cũng không biết được. Hắn thân ở bóng tối vô tận bên trong, dường như bản thân bị lạc lối. Không biết qua bao lâu, giống như chỉ là thời gian mấy hơi thở, lại dường như đi qua mấy chục năm, Tiêu Phàm trước mắt lần nữa khôi phục thanh minh thời khắc, lại lần nữa cảm nhận được một cỗ mạnh mẽ không gian niễn áp chi lực. Thánh đế kiếp, Tiêu Phàm kinh ngạc không thôi, hắn không nghĩ tới thánh đế kiếp lại còn không có biến mất. Để cho Tiêu Phàm kinh ngạc là, hắn thời khắc này tu vi, vậy mà đã đột phá đến thánh đế cảnh trung kỳ. Bản thân vô duyên vô cớ đã đột phá, không đúng, không phải đột phá, mà là,
ta hiện tại chỉ là linh hồn bản thể. Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, sắc mặt dị thường đặc sắc. Hắn cũng không có kinh hoàng, bởi vì loại tình huống này, hắn kinh nghiệm đã từng trải qua nhiều lần. Hơn nữa, người khác đều có thể hại bản thân, nhưng bác lão là tuyệt đối không có khả năng hại bản thân. Mình bây giờ hơn phân nửa là đã đến cửu u địa ngục, chỉ là chẳng biết tại sao lấy linh hồn chi thể tồn tại mà thôi. Cảm thụ được bốn phía thời không niễn áp chi lực, Tiêu Phàm nhíu mày, bản thân bây giờ chỉ là linh hồn chi thể, muốn đối kháng cái này thời không niễn áp chi lực, lại là có chút phiền phức. Quả nhiên, như Tiêu Phàm sở liệu, hắn nghĩ muốn triệu hoán thời không thiên châu cùng thời không chiến cổ, cuối cùng đều thất bại. Nói trắng ra là, thời không thiên châu cùng thời không chiến cổ, cũng chỉ là ngoại vật, bây giờ hắn chỉ là linh hồn chi thể, căn bản là không có cách mở ra nhục thân bên trên càn khôn giới. Ngược lại là Tu La Kiếm, cùng Tiêu Phàm sớm đã hòa làm một thể, hắn có thể đủ tùy ý lấy ra. Hơn nữa, Tu La Kiếm cũng không thể điều động thể nội 3.000 thế giới lực lượng. Nói cách khác, hắn hiện tại, trừ bỏ sử dụng Tu La Kiếm cùng linh hồn chi lực bên ngoài, thủ đoạn khác căn bản không dùng đến. Muốn vượt qua cái này thánh đế kiếp, Tiêu Phàm chỉ có dựa vào bản thân nghị lực. Thánh đế kiếp đã qua thời gian dài như vậy, nghĩ đến rất nhanh liền có thể thành công vượt qua. Tiêu Phàm trong lòng âm thầm tự an ủi mình. Sau một ngày, Tiêu Phàm linh hồn đã có chút uể oải, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ không kiên trì nổi. Thế nhưng là, cái kia thời không chi lực vẫn như cũ còn chưa biến mất, còn đang không ngừng nghiền ép lấy Tiêu Phàm, dù cho Tiêu Phàm có được linh hồn miễn dịch năng lực, giờ phút này cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Tốt ở thời không lực lượng đã bắt đầu biến yếu, Tiêu Phàm hoàn toàn dựa vào bản thân nghị lực kiên trì. Sau 3 ngày, Tiêu Phàm linh hồn bản thể đã có chút tan rã, thời không chi lực cũng triệt để tán đi. Rốt cục lui đi, Tiêu Phàm trong lòng tảng đá lớn rơi xuống. Nếu như cái này thời không chi lực mọc lại thời gian một ngày, hắn liền lại cũng chống đỡ không nổi đi. Một khi linh hồn tử vong, hắn liền thật đã chết rồi. Mặt khác thánh đế cảnh nếu là chết rồi, khả năng sẽ còn phục sinh, có thể Tiêu Phàm muốn phục sinh, cơ hồ là không thể nào, bởi vì hắn căn bản cũng không có mệnh thạch. Lúc này, Tiêu Phàm ánh mắt đứng ở không trung, nơi nào có lấy một đóa hắc sắc mây mù, bên trong tản mát ra thuần túy nhất năng lượng ba động. Đây là Tiêu Phàm híp híp hai mắt, nhanh chóng hướng về chân trời lao đi. Trải qua đủ loại đáng sợ thần lôi kiếp, Tiêu Phàm đối loại này lôi kiếp sớm đã có hiểu biết, lôi kiếp càng khủng bố hơn, độ kiếp thành công về sau, thiên quỹ chi vật càng quý nặng. Bây giờ cách xa nhau khoảng cách rất xa, Tiêu Phàm đều cảm nhận được, không cần nghĩ cũng biết, cái này thiên quỹ chi vật tuyệt đối không đơn giản. Tiêu Phàm tốc độ rất nhanh, bậc này nghịch thiên chi vật tuyệt đối không thể khiến người khác phát hiện, bằng không nhất định sẽ mang đến phiền toái rất lớn. Lần trước vượt qua đại đế kiếp, thiên quỹ chi vật thiên quỳnh ngọc lộ tương, coi như mang đến cho hắn chỗ tốt rất lớn. Lần này, thiên quỹ chi vật lại sẽ là gì chứ? Tiêu Phàm mang theo một cỗ hiếu kỳ, nín thở ngưng thần đi tới mây mù màu đen vị trí, khi hắn nhìn thấy mây mù bên trong đồ vật lúc, Tiêu Phàm không khỏi ngốc trệ ở cái kia. Chỉ thấy cái kia mây mù màu đen bên trong, nằm một oa chất lỏng màu đen, phía trên lượn lờ từng tia huyền diệu khí tức, tản ra một loại hùng hậu năng lượng ba động. Hơn nữa loại năng lượng này chấn động, chính là linh hồn dành riêng chấn động. Chẳng lẽ là U Minh Thánh Thủy? Tiêu Phàm hướng về trước mắt một oa chất lỏng màu đen, thân thể đều đang kịch liệt khẽ run. U Minh Thánh Thủy A, đây chính là tăng lên linh hồn chi lực chí bảo, đừng nói thánh đế cảnh. Chính là thánh tôn cảnh cũng tuyệt đối sẽ đoạt vỡ đầu. Bây giờ Tiêu Phàm thân thể hết sức yếu ớt, có thể vẻn vẹn đứng ở bên cạnh, hút một trong cửa, hắn linh hồn chi thể liền ổn định rất nhiều. Tiêu Phàm thở sâu, cưỡng ép để cho mình bình tĩnh trở lại. Cái này U Minh Thánh Thủy đã xuất hiện thời gian không ngắn, nếu như lại không thu lấy, thì sẽ tiêu tán ở trong thiên địa. Há miệng hút vào, cái kia một oa U Minh Thánh Thủy liền bị Tiêu Phàm nuốt lấy 1/3. Mênh mông lực lượng tràn ngập hắn toàn thân, hư nhược linh hồn chi thể rất nhanh liền khôi phục đỉnh phong. Hơn nữa, U Minh Thánh Thủy năng lượng còn xa xa không có đến luyện hóa cấp độ. Bất quá, Tiêu Phàm cũng không dám hấp thu, một khi tiếp tục hấp thu, hắn linh hồn chi thể khẳng định chống đỡ không nổi, vô cùng có khả năng bạo thể mà chết. Nhưng trước mắt còn có 2/3 U Minh Thánh Thủy A,
chẳng lẽ liền bỏ qua như vậy? Đó là không có khả năng. Tiêu Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bỗng phân ra một bộ linh hồn phân thân bắn vào phía dưới sơn lâm bên trong, mấy tức về sau, linh hồn phân thân trong tay liền có thêm một tấm gỗ điêu. Đây là Tiêu Phàm linh hồn phân thân vừa mới điêu khắc không gian thần điêu, chỉ là tạm thời dùng để cất giữ cái này còn dư lại U Minh Thánh Thủy mà thôi. Lấy tay vung lên, vậy còn dư lại U Minh Thánh Thủy tất cả đều chứa vào không gian kia thần điêu pháp bảo bên trong, sau đó hắn lại đánh mấy đạo phong ấn, để phòng U Minh Thánh Thủy sói mòn. Bất quá Tiêu Phàm cũng biết, dù cho hắn thêm nhiều hơn nữa phong ấn, không gian này thần điêu vẫn như cũ quá mức ra thô giáp, là không thể nào thời gian dài cất giữ U Minh Thánh Thủy. Muốn cất giữ U Minh Thánh Thủy, tốt nhất là dùng cửu âm huyết ngọc chế tạo bình ngọc, dù sao, U Minh Thánh Thủy chỉ là so cửu U huyền thủy kém một chút chí âm linh vật. Tiêu Phàm trong lòng âm thầm tính toán. Đồng thời, trong cơ thể hắn bắt đầu nhanh chóng luyện hóa cắn nuốt U Minh Thánh Thủy, hắn tin tưởng, một khi luyện hóa thể nội U Minh Thánh Thủy năng lượng, hắn linh hồn lực lượng tất nhiên có thể tiến thêm một bước, đột phá thánh đế cảnh hậu kỳ. Lúc này, Tiêu Phàm lúc này mới thu liếm khí tức, cẩn thận quan sát cái thế giới xa lạ này. Ở bên kia, nhưng mà, cũng đúng lúc này, chân trời đột nhiên truyền đến một đạo quát chói tai thanh âm, lại là mấy cỗ khí tức mạnh mẽ từ đằng xa bay vụt mà tới, trong nháy mắt tập trung vào hắn. Tiêu Phàm thấy thế, sắc mặt hơi hơi trầm xuống. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nghe được thanh âm kia, Tiêu Phàm trước tiên nghĩ tới là rời đi, có thể mấy cỗ khí tức kia đã sớm tập trung vào hắn, cho dù đào tẩu cũng không kịp. Tiêu Phàm âm thầm một buồn bực, bản thân vừa rồi nhìn thấy U Minh Thánh Thủy, bởi vì kích động mà quá nhập thần, đến mức có người đuổi tới cũng không phát hiện. Vẫn là tâm tính không quá quan a, Tiêu Phàm trong lòng thở dài. Tất nhiên chạy không thoát, vậy liền dứt khoát không chạy, thản nhiên đối mặt là được. Hai ba cái thời gian hô hấp về sau, ba cái hắc điểm tiến nhập Tiêu Phàm trong tầm mắt, theo ba cái kia hắc điểm tới gần, Tiêu Phàm rốt cục nhìn rõ ràng ba cái kia hắc điểm bộ dáng. Cầm đầu là cả người khoác hắc sắc chiến giáp, mọc ra một khỏa đầu châu tu sĩ, đỉnh đầu hai căn sừng châu trùng thiên, trên người vòng quanh cuồn cuộn ma khí. Hắn thân cao hơn một trượng, cầm trong tay hoàng kim côn sắt, khí thế hung hăng hướng về Tiêu Phàm, giống như một tôn cái thế ma vương. Ngưu ma vương, Tiêu Phàm nhìn thấy cái này đầu châu tu sĩ, thiếu chút nữa thì kinh hãi hô lên, hơi hơi cổ quái nói. Đối diện cái này đầu châu tu sĩ cách ăn mặc, cùng hắn kiếp trước Tây Du Ký bên trong Ngưu ma vương không có sai biệt a. Bất quá một lần này, Tiêu Phàm lại là rất nhanh bình tĩnh trở lại, quan sát tỉ mỉ lấy đầu châu tu sĩ, tựa như muốn đem hắn nhìn thấu một dạng. Người biết ta danh tự, cái kia đầu châu tu sĩ nghe được lời nói của Tiêu Phàm, cũng là một trận kinh ngạc. Hắn rất khẳng định, bản thân không biết Tiêu Phàm, càng là chưa từng có gặp qua, cái kia Tiêu Phàm lại là làm sao nhận biết mình đây. Ngưu ca, cái này quỷ khốc uyên phương viên mấy vạn dặm, người nào không biết tên của ngươi a? Chính là, Ngưu ca đại danh, sớm đã vang vọng vạn ma quỷ lĩnh, cho dù vô cửu quỷ vương, cũng tán thưởng rất nhiều. Đầu châu tu sĩ bên người mặt khác hai cái đầu ngựa tu sĩ tán thưởng không thôi, vỗ mông ngựa không ngừng. Ách, Tiêu Phàm trực tiếp ngây tại chỗ, bản thân lúc nào nghe nói qua ngươi Ngưu ma vương. Hắn cũng không nghĩ đến, cái này đầu châu tu sĩ, vậy mà thực gọi Ngưu ma vương. Đương nhiên, Tiêu Phàm sở dĩ kinh ngạc, cũng không phải là đầu châu tu sĩ danh tự, mà là bởi vì hai cái kia đầu ngựa tu sĩ. Trầm ngâm chốc lát, Tiêu Phàm 10 điểm nghiêm túc nhìn về phía ba người nói, người xác định người kêu Ngưu ma vương, mà không phải là các ngươi cùng một chỗ gọi đầu châu mặt ngựa. Nghĩ đến cửu u địa ngục, Tiêu Phàm trước tiên nghĩ tới là đầu châu mặt ngựa, mà không phải là cái gì Ngưu ma vương. Trước mắt đã gặp được đầu châu, cũng nhìn thấy mặt ngựa, Tiêu Phàm tự nhiên là trước tiên nghĩ tới đầu châu mặt ngựa, lúc này mới phù hợp thân phận của bọn hắn. Cái gì đầu châu mặt ngựa? Ngưu ma vương nâng lên trong tay côn sắt, ngữ khí bỗng giận dữ, nói tiểu chút chít, thành thật một chút, đem đồ vật giao ra, đừng tưởng rằng cùng lão tử lôi kéo làm quen, lão tử thì sẽ bỏ qua ngươi. Dứt lời, trên người ma khí chấn động, sát khí bành trướng, một cỗ khí thế mạnh mẽ bay thẳng Tiêu Phàm mà đến. Thánh đế cảnh trung kỳ, Tiêu Phàm âm thầm kinh ngạc. Mặc dù hắn biết rõ cửu u địa ngục bên trong quả thật có thánh đế cảnh cường giả,
lúc trước Bác lão nhắc nhở qua hắn, hơn nữa nhường hắn đột phá thánh đế cảnh thời điểm lại tới nơi này. Thế nhưng là, Tiêu Phàm như thế nào cũng không nghĩ đến, tùy tiện nhìn thấy một người cũng là thánh đế cảnh trung kỳ. Không chỉ Ngưu Ma Vương, ngay cả phía sau hắn hai cái đầu ngựa tu sĩ, vậy mà cũng là thánh đế cảnh tiền kỳ tu vi, nếu như cửu u địa ngục đều là thực lực như vậy, vậy liền thực quá kinh khủng. Biết rõ sợ, nhìn thấy Tiêu Phàm trên mặt kinh ngạc, Ngưu Ma Vương còn tưởng rằng Tiêu Phàm sợ hãi, lập tức cười lạnh nói, hiện tại cũng chưa muộn lắm, đem ngươi có được đồ vật giao ra, Ngưu gia có thể thả ngươi một con đường sống. Tiêu Phàm cười lắc đầu, Ngưu Ma Vương tu vi mặc dù không thấp, nhưng hắn Tiêu Phàm hiện tại cũng là linh hồn trạng thái, tu vi đồng dạng là thánh đế cảnh trung kỳ, há lại sẽ e ngại cái này Ngưu Ma Vương. Nói như vậy, ngươi là muốn lão tử tự mình đến lấy. Ngưu Ma Vương lập tức nhe răng trợn mắt, sát khí bành trướng. Hắn nhún nhún cái mũi, tham lam hấp thu trong không khí u minh thánh thủy lưu lại đặc biệt mùi, hai mắt càng ngày càng đỏ bừng. Đây chính là u minh thánh thủy a, biết bao chân quý. Dù cho Ngưu Ma Vương không biết u minh thánh thủy cái tên này, nhưng hắn cũng có thể cảm ứng rõ ràng đến cái kia thuần chính lực lượng linh hồn. Trong lòng của hắn đã âm thầm tính toán. Nếu như hắn có thể có được loại này chân quý lực lượng linh hồn có lẽ có thể đột phá thánh đế cảnh hậu kỳ, thậm chí thánh đế cảnh đỉnh phong cũng khó nói. Chỉ là suy nghĩ một chút, nội tâm của hắn liền vô cùng kích động, trên mặt không tự chủ được hiện lên nụ cười sán lạn. Tiêu Phàm chỉ là nhàn nhạt nhìn xem bọn hắn, ngay sau đó hướng về phía ba người ngoắc ngón tay. Giết hắn, Ngưu Ma Vương không nghĩ tới Tiêu Phàm lại còn dám khiêu khích hắn. Chỗ nào chịu được ở một hơi này, vì cái kia vật quý hiếm, hắn sớm liền muốn động thủ dùng sức mạnh. Ngưu ca yên tâm, ta giết hắn, một đầu ngón tay là đủ rồi, chỗ nào dùng ngươi xuất thủ. Trong đó một cái đầu ngựa tu sĩ tiến lên tranh công nói. Chính là, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu. Một cái khác đầu ngựa tu sĩ cũng cười nói. Ngưu Ma Vương hài lòng cười cười, tựa hồ rất hài lòng hai cái đầu ngựa tu sĩ vuốt mông ngựa. Tiêu Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, hắn đều có chút không nhìn nổi, nói tất tất nhiều như vậy, các ngươi ngược lại là lên a. Ngưu Ma Vương sầm mặt lại, lạnh giọng nói, gặp qua tìm chết, nhưng còn không có gặp qua như vậy vội vã tìm chết. Tiểu tử, chết đi. Trong đó một cái đầu ngựa tu sĩ gầm thét một tiếng, tiện tay vung ra một đầu dây sắt, bỗng nhiên hướng về Tiêu Phàm đánh giết mà tới. Tiêu Phàm lại là đứng ở cái kia không nhúc nhích. Một cái thánh đế cảnh tiền kỳ linh hồn mà thôi, Tiêu Phàm căn bản không cần quá mức quan tâm. Tiểu tử, đoán chừng sợ choáng váng a, thậm chí ngay cả trốn đều không biết trốn. Thẳng hướng Tiêu Phàm đầu ngựa tu sĩ thấy thế, nhếch miệng cười nói. Nhưng mà, phốc phốc, một đạo lợi mang bỗng từ Tiêu Phàm vị trí nở rộ mà ra, trong nháy mắt xuyên qua đầu ngựa tu sĩ thân thể, chỉ thấy cái kia đầu ngựa tu sĩ nụ cười trong nháy mắt ngưng kết tại chỗ. Cách đó không xa Ngưu Ma Vương cùng một cái khác đầu ngựa tu sĩ, cũng toàn bộ đều trợn tròn mắt. Tiêu Phàm tốc độ xuất thủ nhanh chóng, hoàn toàn vượt qua bọn họ gặp mắt bắt, liền ngay cả nhìn cũng không thấy, lại làm sao có thể tránh thoát được đây. Chỉ thấy cái kia đầu ngựa tu sĩ trực tiếp bạo tán mà ra, hóa thành từng đạo huyền diệu lực lượng linh hồn tràn ngập tại hư không. Cách đó không xa một cái khác đầu ngựa tu sĩ dọa đến thở sâu. Cái kia huyền diệu lực lượng linh hồn đột nhiên quỷ dị bị hắn hút vào trong bụng, đồng thời, hắn khí thế trên người bỗng nhiên tăng vọt. Thế nhưng là, Ngưu Ma Vương cùng đầu ngựa tu sĩ căn bản không phát hiện tất cả những thứ này, mà là sợ hãi nhìn xem Tiêu Phàm. Oanh, một tiếng vang nhỏ, cái kia đầu ngựa tu sĩ hấp thu bị Tiêu Phàm chém giết tu sĩ kia năng lượng, vậy mà trực tiếp đột phá đến thánh đế cảnh trung kỳ. Trên người của hắn linh hồn khí tức tăng vọt. Nhưng hắn căn bản không có quá nhiều mừng rỡ, mà là sợ hãi nhìn xem Tiêu Phàm. Đừng nói hắn đột phá thánh đế cảnh trung kỳ mà thôi, chính là hắn đột phá đến thánh đế cảnh hậu kỳ, cũng chưa chắc có thể ngăn cản được Tiêu Phàm vừa rồi một kiếm kia a. Các ngươi ngược lại là lên a. Tiêu Phàm lạnh lùng nhìn xem Ngưu Ma Vương cùng đầu ngựa tu sĩ nói. Chém giết một cái đầu ngựa tu sĩ, đối với hắn mà nói chỉ là làm một chuyện nhỏ không đáng kể đồng dạng. Có thể đối với bọn hắn hai người mà nói, lại là kinh thiên động địa sự tình. Tiền bối tha mạng, theo Tiêu Phàm một tiếng quát chói tai, Ngưu Ma Vương cùng đầu ngựa tu sĩ lại cũng chịu không được cỗ kia áp lực, hai chân như nhũn ra, trực tiếp quỳ xuống. Tha mạng,
Tiêu Phàm như có điều suy nghĩ nhìn xem Ngưu Ma Vương cùng đầu ngựa tu sĩ, rơi vào trong trầm tư. Nếu như là bình thường, Tiêu Phàm nơi nào sẽ nghĩ nhiều vấn đề như vậy, trực tiếp một kiếm đi qua, đem hai người thần hồn câu diệt. Nhưng hiện tại, hắn mới đến, cần tìm một số người lại lý giải cửu u địa ngục cách cục, nếu như cứ như vậy giết bọn hắn, bản thân còn phải đi tìm những người khác. Hai người này bây giờ bị hắn sợ vỡ mật, bọn họ khẳng định biết gì nói nấy, biết gì nói nấy, hắn cũng không tất yếu lại đi lãng phí thời gian. Vậy phải xem các ngươi có đáng giá hay không ta tha mạng. Tiêu Phàm híp hai mắt, cười nói, trước cùng ta rời đi nơi này. Dứt lời, Tiêu Phàm xóa đi nơi này khí tức, ngay sau đó quay người hướng nơi xa bay đi, Ngưu Ma Vương bọn họ có thể cảm ứng được U Minh Thánh Thủy khí tức, khó tránh khỏi cũng sẽ bị người khác cảm ứng được. Nếu là xuất hiện địch nhân cường đại hơn, hắn có thể chưa chắc có thể áp chế. Dù cho hắn giờ phút này trong lòng có ngàn vạn nỗi nghi hoặc còn muốn hỏi Ngưu Ma Vương cùng mặt ngựa tu sĩ, hắn cũng không thể không tạm thời giấu ở trong lòng. Quả nhiên, ở Tiêu Phàm bọn họ rời đi chỉ chốc lát sau, thì có tốt mấy bóng người xuất hiện ở bọn hắn ở tại địa phương. Cái kia năng lượng hẳn là từ cái phương hướng này truyền tới, làm sao đến nơi đây liền không có. Đoán chừng là có người cố ý xóa sạch, nếu là có thể mượn dùng quỷ chủ tam sinh U Minh Kính, liền có thể biết rõ trước đó xảy ra chuyện gì. Ngươi liền đừng có nằm mộng, quỷ chủ tam sinh U Minh Kính như thế nào chúng ta có thể mượn dùng, dù cho 10 đại quỷ vương, cũng mượn không được. Đi thôi, đừng lãng phí thời gian, qua một đoạn thời gian, chính là vô cửu quỷ vương đại thọ, nghe nói quỷ vương khả năng sẽ còn cho hắn tiểu tôn nữ cử hành tỷ võ chiêu thân, chúng ta cũng đừng bỏ qua, huynh đệ mấy cái nếu là phát đạt, về sau tuyệt đối đừng quên anh em. Những người kia quét mắt bốn phía, xác định bọn họ trước đó cảm ứng đồ vật biến mất sau, liền rời đi chủ đề, sau đó thanh âm càng ngày càng nhỏ, rời đi nơi đây. Mà lúc này, Tiêu Phàm mang theo Ngưu Ma Vương cùng mặt ngựa tu sĩ xuất hiện ở ngoài mấy ngàn dặm một chỗ trong cổ lâm, nhìn thấy không người theo dõi, Tiêu Phàm mới trầm tĩnh lại. Tốt rồi, hiện tại các ngươi trả lời ta mấy vấn đề, nếu để cho ta hài lòng, ta liền bỏ qua cho bọn ngươi. Tiêu Phàm khẽ mỉm cười nói. Tiền bối tha mạng, chúng ta nhất định biết gì nói nấy. Ngưu Ma Vương cùng mặt ngựa tu sĩ quỳ sát ở Tiêu Phàm trước người, đầu không ngừng đập chạm đất mặt, đụng ầm ầm rung động. Tiêu Phàm biết rõ hai người bị bản thân mới vừa hung lệ một kiếm sợ vỡ mật, lúc này hỏi bọn hắn, khẳng định không dám có bất kỳ giấu giếm nào. Giới này là cửu u địa ngục, Tiêu Phàm lười biếng ngồi ở một bên một hòn đá bên trên, một cái tay đứng đấy kiếm, một cái tay khác đặt ở trên đầu gối, thản nhiên nói. Đúng, hai người từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, không tự chủ được gật đầu nói. Tiêu Phàm gật đầu một cái, lại nói, vậy cửu u địa ngục thế lực lớn khái làm sao phân bố. Ngưu Ma Vương cùng mặt ngựa tu sĩ hai người hơi sững sờ, trong mắt đều có một vòng kinh ngạc. Làm sao, vấn đề này rất khó sao? Tiêu Phàm híp híp hai mắt, sát khí từ trong mắt của hắn bắn ra. Không phải, hai đầu người giống như trống lúc lắc một dạng đung đưa, cũng không phải là vấn đề này rất khó, mà là quá đơn giản. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, Tiêu Phàm vậy mà hỏi bọn hắn vấn đề đơn giản như vậy. Chắc hẳn tiền bối hẳn là vừa mới đến giới này, thức tỉnh tiền thế ký ức, không biết cửu u địa ngục thế lực phân bố cũng rất bình thường, cửu u địa ngục tổng cộng chia làm 5 đại thế lực, theo thứ tự là thiên địa nhân quỷ thần. Ngưu Ma Vương nói một hơi, sợ chọc giận Tiêu Phàm tên sát tinh này. Thiên địa nhân quỷ thần, Tiêu Phàm hơi hơi nhíu mày. Lúc này, mặt ngựa tu sĩ vội vàng cướp giải thích nói, thiên địa nhân quỷ thần chỉ là 5 đại thế lực tên gọi tắt mà thôi, theo thứ tự là, thiên thượng linh phong, minh tuyệt cốc, nhân vương thành, quỷ khốc uyên, cùng thần điện. Một bên Ngưu Ma Vương khó chịu nhìn mặt ngựa tu sĩ một cái, tựa như vấn đề này hẳn là hắn đến trả lời, mặt ngựa tu sĩ không nên đoạt danh tiếng của hắn. Nhưng mặt ngựa tu sĩ chỉ muốn ở trước mặt Tiêu Phàm biểu hiện tốt một chút, đối Ngưu Ma Vương nơi nào còn có nửa điểm kính sợ, lại nói, 5 đại thế lực bên trong, lúc này lấy thiên địa linh phong mạnh nhất, chiếm cứ lấy cửu u địa ngục minh mông cương thổ, chiếm cứ giới này trung ương. Minh tuyệt cốc xếp hàng thứ hai, ở vào đông phương, nhân vương thành đệ tam, ở vào nam phương, thần điện đệ ngũ, ở vào bắc phương, mà chúng ta bây giờ vị trí chính là xếp hạng đệ tứ quỷ khốc uyên một chỗ tên là vạn ma quỷ lĩnh địa phương, về vô cửu quỷ vương quản hạt,
mặt ngựa tu sĩ thuộc như lòng bàn tay đồng dạng, đem cửu u địa ngục đại khái thế lực phân bố giảng thuật một lần, Tiêu Phàm tất cả đều nhà tù nhớ kỹ trong lòng. Những tin tức này, mặc dù đối với hắn hiện tại không có quá nhiều dùng, vốn lấy sau không nhất định sẽ không dùng đến. Quỷ Khốc Uyên, Vạn Ma Quỷ Lĩnh, Tiêu Phàm hơi hơi trầm tư. Cái tên này, ngược lại có thể hù dọa người, bất quá nơi này hơn phân nửa cùng ma không quan hệ, dù sao cửu u quỷ chủ chắc chắn sẽ không cho phép ma xuất hiện hắn thể nội thế giới. Ma không có, quỷ quả thật có rất nhiều. Không sai, chính là Vạn Ma Quỷ Lĩnh. Vạn Ma Quỷ Lĩnh từ Vô Cửu Quỷ Vương thống lĩnh. Ngưu Ma Vương rốt cục bắt được cơ hội biểu hiện, nói Quỷ Khốc Uyên chủ nhân Thiên Uyên Quỷ chủ, thủ hạ cùng sở hữu 10 đại quỷ vương, những cái này quỷ vương, chí ít cũng là thánh đế cảnh đỉnh phong, thậm chí bán bộ thánh tôn cảnh tu vi, Vô Cửu Quỷ Vương chính là một cái trong số đó. Thánh đế cảnh đỉnh phong, bán bộ thánh tôn cảnh, Tiêu Phàm trong lòng âm thầm kinh hãi, lấy hắn thực lực hơn phân nửa không thể nào là thánh đế cảnh đỉnh phong đối thủ, trừ phi hắn linh hồn lực lượng tiến thêm một bước, đột phá thánh đế cảnh hậu kỳ. Nghĩ đến đột phá thánh đế cảnh hậu kỳ, Tiêu Phàm liền nghĩ tới mấy vấn đề. Một cái là hắn bây giờ chính là linh hồn chi thể, trước kia có được công kích linh hồn miễn dịch năng lực, không biết là không phải còn có hiệu quả. Đệ nhị chính là, hắn linh hồn phải chăng có thể tiếp tục đột phá, dù sao, người bình thường. Linh hồn cảnh giới là không thể nào mạnh hơn bản thân tu vi quá nhiều, trừ phi gặp gỡ nghịch thiên cơ duyên. Cái thứ ba là, nếu như hắn hiện tại linh hồn chi thể đột phá thánh đế cảnh hậu kỳ, nhục thể của hắn có phải hay không cũng có thể đi theo đột phá. Đúng rồi, người vừa rồi nói ta thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước, đây là có chuyện gì? Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, lại cau mày nhìn xem Ngưu Ma Vương nói. Từ Ngưu Ma Vương trong khẩu khí. Gia hỏa này hình như là biết rõ cửu u địa ngục bên ngoài, còn có thế giới khác. Lần này, Ngưu Ma Vương cùng mặt ngựa tu sĩ cũng không có cướp trả lời, mà là liếc nhìn nhau. Ta muốn nghe lời thật, Tiêu Phàm trên người trán phóng sát khí như có như không. Ngưu Ma Vương hai người không khỏi đánh run rẩy. Ngưu Ma Vương vội vàng nói tiền bối, là như vậy, nghĩ đến tiền bối cũng biết, chúng ta cũng chỉ là linh hồn chi thể, hơn nữa cũng là chết rồi linh hồn may mắn không chết. Chỉ còn lại có một sợi u linh đánh mất vốn là ký ức, sau đó bị một cỗ lực lượng quỷ dị hút vào giới này. Tiêu Phàm thần sắc như thường, nhưng trong lòng là mừng rỡ không thôi, nếu như chiếu Ngưu Ma Vương nói như vậy, cái kia túy ông có lẽ thực khả năng không chết, mà là bị cửu u địa ngục lực lượng hút vào giới này. Nói tiếp, Tiêu Phàm lập tức tinh thần tỉnh táo, tiếp tục hỏi. Ngưu Ma Vương nhìn thấy Tiêu Phàm không có tức giận, ngược lại hơi có chút kích động, trong lòng vui vẻ. Nói, nghĩ đến tiền bối cũng giống như chúng ta, đều là tới từ thế giới khác a. Xem như thế đi, Tiêu Phàm gật đầu. Nguyên bản hắn còn không quá muốn bại lộ thân phận của mình, có thể nghe Ngưu Ma Vương ý tứ, cửu u địa ngục có vẻ như cũng không bài ngoại a. Bất quá suy nghĩ một chút cũng liền bình thường trở lại, nơi này rất nhiều sinh linh, cũng là chết rồi một sợi u hồn bất diệt, lúc này mới đi tới cửu u địa ngục, chỉ là bọn hắn về sau lại khôi phục ký ức mà thôi. Nói đến cùng, nơi này đại bộ phận sinh linh, cũng là ngoại lai, bọn họ lại làm sao có thể bài ngoại đây? Vậy tiền bối cũng hẳn là thức tỉnh tiền thế ký ức không lâu a? Ngưu Ma Vương buông lỏng không ít, tiếp tục nói, đúng rồi, cửu u địa ngục người, đem khôi phục ký ức gọi là thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước. Mặc dù chúng ta linh hồn chi thể đã chết qua, hơn nữa bây giờ ra đời mới linh trí, nhưng vẫn là chính chúng ta, cho nên nơi này người đem trước kia linh hồn ký ức. Xưng là kiếp trước. Tiêu Phàm gật gật đầu, một bộ sáng tỏ thông suốt dáng vẻ. Nhưng mà lúc này, Ngưu Ma Vương lại là thật sâu thở dài nói, ai, kỳ thật chúng ta đều biết, mình bây giờ, cùng kiếp trước vẫn có chỗ bất đồng, dù cho thức tỉnh cái gọi là tiền thế ký ức, chúng ta cũng vẫn như cũ chỉ có được bộ phận ký ức. Bộ phận ký ức, Tiêu Phàm dường như bắt được trọng điểm, trầm giọng hỏi, chẳng lẽ trí nhớ này không thể bù đắp sao? Ngưu Ma Vương cùng mặt ngựa tu sĩ hai người lắc đầu, trên mặt đều là khổ sáp. Nói, Tiêu Phàm quát khẽ một tiếng, hai người này cho là mình tính khí tốt, lại còn dám bán cái nút. Tiền bối, là như vậy, mặt ngựa tu sĩ đoạt lấy chủ đề, nói, chúng ta u hồn chẳng qua là kiếp trước linh hồn ngàn vạn sợi bên trong một sợi mà thôi, tự nhiên chỉ có được bộ phận ký ức. Mặc dù có người nói, mỗi một sợi u hồn ký ức chỗ sâu ẩn chứa toàn bộ ký ức.
nhưng là vậy quá mơ hồ, muốn thức tỉnh toàn bộ ký ức, trừ phi lấy được đỉnh cấp linh hồn quý hiếm. Tỷ như, U Minh Thánh Thủy, cửu U Huyền Thủy loại hình đỉnh cấp linh hồn vật liệu. Ngưu Ma Vương lại bổ sung một câu. Tiêu Phàm trên mặt lại là lộ ra vẻ cổ quái, thiếu chút nữa thì sững sờ ngay tại chỗ. U Minh Thánh Thủy, trên người hắn chẳng phải có được U Minh Thánh Thủy sao, chẳng lẽ cái này U Minh Thánh Thủy thật sự có thể bù đắp u hồn toàn bộ ký ức. Làm Tiêu Phàm lấy lại tinh thần thời khắc, lại là phát hiện Ngưu Ma Vương cùng mặt ngựa tu sĩ ánh mắt sáng quắc theo dõi hắn. Nhìn ta làm cái gì? Tiêu Phàm lạnh lùng lườm hai người một cái. Hai người vội vàng thu hồi ánh mắt, cúi đầu, vẻ mặt sợ hãi nhìn xem Tiêu Phàm. Tiêu Phàm lại là ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, nói ai, quả nhiên không thể gạt được các ngươi, ta xác thực vận khí tốt, chiếm được mấy giọt U Minh Thánh Thủy, ta liền nói, ta làm sao lại đột nhiên khôi phục tất cả ký ức đây. Nghe được lời nói của Tiêu Phàm, Ngưu Ma Vương cùng mặt ngựa tu sĩ yếu ớt ngẩng đầu nhìn Tiêu Phàm, trong mắt lóe lên một vòng vẻ ước ao. Nhưng mà, Tiêu Phàm lại tựa như không thấy được hai người đồng dạng, vẻ mặt tự trách bộ dáng, tự nhủ, sớm biết U Minh Thánh Thủy quý giá như vậy, ta liền không nên toàn bộ thôn phệ, hẳn là chỉ nuốt một giọt, lưu lại mặt khác. Nói đến đây, Tiêu Phàm trên mặt lộ ra bi thống tự trách, Ngưu Ma Vương cùng mặt ngựa tu sĩ lại là thất vọng không thôi. Tiêu Phàm sở dĩ nói như vậy, chỉ là muốn nói cho Ngưu Ma Vương cùng mặt ngựa tu sĩ, các người trước đó cảm nhận được U Minh Thánh Thủy khí tức, đúng là thực. Đáng tiếc, cái kia U Minh Thánh Thủy đã bị ta thôn phệ luyện hóa, các ngươi không cần suy nghĩ nữa. Nếu như không phải Tiêu Phàm cảm thấy hai người này còn có chút giá trị, lại nơi nào sẽ cho bọn hắn giải thích một câu như vậy, trực tiếp một kiếm một cái làm thịt, nên cái gì sự tình cũng bị mất. Tiền bối, vậy chúng ta trả lời, ngài có phải không? Lúc này, mặt ngựa tu sĩ lại ngẩng đầu, yếu ớt nhìn xem Tiêu Phàm nói, trong đôi mắt đều là khẩn cầu. Tiêu Phàm hai tay đánh ra từng đạo thủ ấn, sau đó hóa thành hai cái phủ văn chui vào hai người mi tâm biến mất không thấy gì nữa. Sắc mặt hai người đại biến, dọa đến lần nữa quỳ trên mặt đất, chuẩn bị hướng Tiêu Phàm cầu tình. Tạm thời không giết các ngươi, bất quá, các ngươi cũng đừng hòng dùng thủ đoạn gì. Tiêu Phàm nhàn nhạt nhìn xem hai người, nói, vừa rồi cái này thủ ấn, hẳn là có thể tùy tiện muốn số mạng của các ngươi. Nghe được Tiêu Phàm câu nói đầu tiên, Ngưu Ma Vương cùng mặt ngựa tu sĩ trong lòng vui vẻ, có thể nghe được câu nói thứ hai lúc, lại là run lên bần bật, bất quá trong lòng hai người còn ôm một tia may mắn, chờ Tiêu Phàm không chú ý, đến lúc đó trực tiếp đào tẩu là được rồi. Ý nghĩ vừa dứt, đột nhiên hai người ôm đầu kêu thảm, toàn thân run rẩy kịch liệt lấy, thiếu chút nữa thì ngã trên mặt đất. Loại tư vị này không dễ chịu a, hy vọng các ngươi nhớ kỹ. Tiêu Phàm cười nhạt một cái nói. Ngưu Ma Vương cùng mặt ngựa tu sĩ trong lòng kinh hãi không thôi, giờ phút này, trong bọn họ tâm lại không bất luận cái gì may mắn tâm lý, Tiêu Phàm thật không phải lừa bọn họ, đạo kia ấn ký, quả thật có thể muốn tính mạng của bọn hắn. Vâng vâng vâng, hai người nơi nào còn dám phản kháng, nằm sấp trên mặt đất, đầu đập không ngừng. Đúng rồi, Tiêu Phàm đột nhiên lại nhìn về phía hai người, nói, hắn gọi Ngưu Ma Vương. Ngươi lại tên gọi là gì? Ta gọi, mặt ngựa tu sĩ vô cùng kích động, Tiêu Phàm vậy mà hỏi tên của hắn, chẳng lẽ là mình mới vừa biểu hiện để Tiêu Phàm hài lòng sao? Nhưng mà, không đợi hắn đem chân chính danh tự nói ra, Tiêu Phàm trực tiếp ngắt lời hắn, nói, được rồi, mặc kệ ngươi trước kia tên gọi là gì, các ngươi hai cái từ giờ trở đi liền kêu là đầu trâu mặt ngựa. Đầu trâu mặt ngựa, nghe được cái này xưng hô. Ngưu Ma Vương cùng mặt ngựa tu sĩ có loại hộc máu xúc động, tên này cũng quá trực tiếp a. Tiền bối, ta, Ngưu Ma Vương càng là có chút không cam lòng, muốn tranh thủ một lần, thật sự là đầu trâu cái tên này thật khó nghe, nơi nào có Ngưu Ma Vương ba chữ này bá khí. Chỉ là, Tiêu Phàm căn bản không nói cho hắn cơ hội, thản nhiên nói, hiện tại, các ngươi danh tự sửa, có ý kiến gì không? Tiêu Phàm giọng nói vô cùng bá đạo, càng là lộ ra một vòng yếu ớt sát cơ. Ngưu Ma Vương cùng mặt ngựa tu sĩ một cái giật mình, nào dám có nửa điểm phản bác, ngược lại cho Tiêu Phàm đập mông ngựa, nói đầu trâu mặt ngựa hai cái danh tự này lấy được tốt. Ngưu Ma Vương cùng mặt ngựa tu sĩ hai người chưa bao giờ nghĩ tới, bọn họ lúc đầu danh tự một mực yên lặng không nghe thấy, có thể từ sửa hai cái danh tự này về sau, danh tiếng của bọn hắn cuối cùng vang vọng cửu u địa ngục. Đương nhiên,
đây là nói sau. Tốt rồi, ta muốn bế quan 2 ngày, các ngươi cho ta hộ pháp. Tiêu Phàm để lại một câu nói, liền tiến vào trạng thái nhập định, căn bản không sợ hai người tạo phản. Có thể nhất tâm đa dụng hắn, lại làm sao có thể sợ hãi đầu trâu mặt ngựa tạo phản đây. Tất nhiên xác định nơi này là cửu u địa ngục, cái kia an tâm. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm, đúng rồi, mặc dù ta là linh hồn chi thể, nhưng tu la truyền thừa thế nhưng là khác ở trong đầu ta, nghĩ đến có thể từ bên trong tìm tới một chút liên quan tới cửu u địa ngục tin tức hữu dụng. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm một bên luyện hóa thể nội u minh thánh thủy, vừa bắt đầu ở tu la truyền thừa bên trong tìm kiếm tin tức hữu dụng. Hôm sau, Tiêu Phàm mơ màng tỉnh lại, hắn linh hồn chi thể đã khôi phục đỉnh phong trạng thái. Mặc dù u minh thánh thủy còn chưa hoàn toàn luyện hóa, nhưng hắn linh hồn lực lượng đã ổn định ở thánh đế cảnh trung kỳ, lấy hắn linh hồn cường độ, nghĩ đến ứng phó thánh đế cảnh hậu kỳ là không có vấn đề. Về phần thánh đế cảnh đỉnh phong, Tiêu Phàm cũng không có niềm tin quá lớn. Một ngày này, Tiêu Phàm từ tu la truyền thừa bên trong tìm được liên quan tới cửu u địa ngục đôi câu vài lời. Ở trong cửu u địa ngục, bất luận cái gì sinh mệnh cũng là linh hồn chi thể, hơn nữa, sinh linh đã mất đi sinh sôi lực lượng, cho nên căn bản không tồn tại chủng tộc nói chuyện. Giống đầu trâu mặt ngựa, trước người hai người bởi vì là ngưu tộc cùng mã tộc, cho nên chết rồi linh hồn cũng duy trì dạng này khuôn mặt, không có gì lạ. Đồng dạng, có chút nhân tộc tu sĩ linh hồn, cũng không phải là tự thân bộ dáng, mà là bản thân linh hồn tu luyện bộ dáng. Hơn nữa, rất nhiều người chết rồi, đều đã mất đi ký ức, có thể tìm về một phần trí nhớ, cũng chính là cái gọi là thức tỉnh tiền thế ký ức người, quá ít. Bởi vì một loại này loại nguyên nhân, cửu u địa ngục căn bản không có chủng tộc mà nói. Ở chỗ này, ai thực lực cường đại, người đó là lão đại. Mà để Tiêu Phàm kinh ngạc nhất chính là, cửu u địa ngục tốc độ thời gian trôi qua, vậy mà cùng thái cổ thần giới khác biệt, nơi này 100 năm, thái cổ thần giới mới qua 1 năm. 100, một tốc độ thời gian trôi qua a, Tiêu Phàm vẫn là lần thứ 2 nhìn thấy loại này lớn như vậy tốc độ thời gian trôi qua so. Lần đầu tiên là chiến hồn đại lục cùng thái cổ thần giới tốc độ thời gian trôi qua so. Chiến hồn đại lục đi qua 1000 năm, thái cổ thần giới mới qua 1 năm. Dòng dã 1000, một tốc độ thời gian trôi qua, cực kỳ kinh người. Mà lĩnh ngộ từng tia thời không chi lực Tiêu Phàm, tối đa cũng liền có thể để bản thân thể nội thế giới cùng thái cổ thần giới tốc độ thời gian trôi qua so đạt tới 5:1, đây đã là hắn hiện tại mức cực hạn. Ở biết rõ cửu u địa ngục cùng thái cổ thần giới tốc độ thời gian trôi qua là 100, một lúc, Tiêu Phàm cũng là âm thầm kinh hãi cửu u quỷ chủ thực lực. Nguyên vốn cho là mình đột phá thánh đế cảnh, liền có thể nhìn thấy cửu u quỷ chủ bọn họ bóng lưng. Nhưng hiện tại Tiêu Phàm mới phát hiện, bản thân khoảng cách bác lão cùng cửu u quỷ chủ độ cao của bọn họ, còn có cực kỳ xa khoảng cách, hắn hoàn toàn không phải đang cùng một cái cấp độ. Các huynh đệ, chờ ta ra ngoài. Tiêu Phàm thở sâu, trong lòng than nhẹ một tiếng. Đối với Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ, Tiêu Phàm cũng không thế nào lo lắng, Hoang Nguyên Cực, Hoang Kiếm cùng Cơ Tuần Thiên bọn họ đều bị bản thân đưa vào cửu u địa ngục, Vô Tận Cổ Cương tạm thời sẽ không gặp nguy hiểm. Mà hắn, ở trong này dù cho ngốc 100 năm, ngoại giới cũng mới đi qua 1 năm mà thôi. Hắn chỉ cần ở 100 năm này bên trong rời đi là được rồi, dù cho Man Hoang Cổ Cương cùng Vô Tận Cổ Cương nghĩ tiếp tục đối phó Vô Tận Cổ Cương, hắn cũng có thể kịp thời trở về. Đúng rồi, Hoang Nguyên Cực bọn họ, đột nhiên, Tiêu Phàm trong lòng cảm giác nặng nề. Hoang Nguyên Cực bọn họ cũng đồng dạng tiến nhập cửu u địa ngục, hơn nữa còn có thí thần cùng kim cốt đế, nếu là vạn nhất gặp được Hoang Nguyên Cực bọn họ, vậy coi như thực phiền toái. Dù sao, ba người này linh hồn chi thể, đoán chừng yếu nhất cũng là thánh đế cảnh đỉnh phong. Xem ra, từ giờ trở đi, ta cũng bị sửa cái danh tự mới được. Đối mặt Hoang Nguyên Cực bọn họ, Tiêu Phàm không thể không cẩn thận, hắn hiện tại còn chưa đủ lấy cùng bán bộ thánh tôn cảnh là địch. Tiền bối, người đã tỉnh, nhìn thấy Tiêu Phàm mở hai mắt ra, đầu trâu mặt ngựa lập tức tiến lên đón. Nhìn thấy hai người chưa rời đi, Tiêu Phàm khẽ gật đầu, nói, đầu trâu mặt ngựa, ta không quen thuộc tiền bối xưng hô thế này, các ngươi có thể gọi ta Diêm La. Diêm La, lấy từ Tu La Điện 10 đại Diêm La ý tứ, lúc đầu hắn nghĩ lấy Tu La, có thể lại sợ bị Hoang Nguyên Cực bọn họ nhận ra. Dù sao,
Tiêu Phàm cũng không phải loại kia đợi ở một cái địa phương liền an phận thủ thường người, dù cho chính hắn nghĩ an phận thủ thường, thượng thiên cũng không nhất định sẽ thành toàn hắn. Ai bảo hắn là thiên đấu chi nhân đây? Là, thuộc hạ bái kiến Diêm La đại nhân. Đầu trâu mặt ngựa quỳ một chân Tiêu Phàm trước người nói, bọn họ bất kể Tiêu Phàm tên gọi là gì đây, chỉ cần Tiêu Phàm không giết bọn họ là được rồi. Tiêu Phàm hài lòng gật đầu, ngay sau đó lắc mình biến hóa, biến thành một người mặc áo dài trắng hết lần này tới lần khác công tử, ngọc thụ lâm phong, phong lưu phóng khoáng, nơi nào còn có nửa điểm linh hồn thân thể bộ dáng. Linh hồn biến ảo, so nhục thân biến ảo lại là nhẹ nhõm nhiều. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, xòe bàn tay ra, như làm ảo thuật đồng dạng, lòng bàn tay xuất hiện một cái quạt xếp. Nhìn thấy Tiêu Phàm biến hóa, đầu trâu mặt ngựa sớm đã nhìn mà trợn tròn mắt, bọn họ không nghĩ tới Tiêu Phàm còn có thể như thế biến ảo. Đầu trâu mặt ngựa, các ngươi đối cái này quỷ khốc uyên vạn ma quỷ lĩnh hẳn biết a. Lúc này, Tiêu Phàm lúc này mới nhìn về phía hai người nói, nơi nào có cái gì náo nhiệt, mang ta tiến đến nhìn xem. Náo nhiệt, đầu trâu nhíu mày, trong lúc nhất thời nghĩ không ra cái gì náo nhiệt. Mà mặt ngựa lại là vỗ đầu trâu đầu, nói, không phải vô cửu quỷ vương đại thọ sao. Hơn nữa, hắn còn muốn gả tôn nữ, nghe nói có thể là lôi đài luận võ, nhất định sẽ rất náo nhiệt. Đúng nga, ta lại đem việc này quên đi, Diêm La đại nhân, chúng ta liền dẫn ngươi đi vạn ma quỷ thành. Đầu trâu kịp phản ứng, vẻ mặt chê cười nói. Tiêu Phàm thu hồi quạt xếp, nói cái kia còn chờ lấy làm cái gì, đi thôi. Bỗng nhiên, Tiêu Phàm đạp không mà lên. Đại nhân, bên này, đầu trâu gọi lại Tiêu Phàm, nói, đại nhân, chúng ta tốt nhất tầng trời thấp phi hành. Vì sao, nếu như ở nơi này rừng núi hoang vắng gặp được thánh đế cảnh hậu kỳ trở lên cường giả, bọn họ nhất định sẽ nuốt mất chúng ta, ngài chẳng lẽ không biết, nuốt mất mặt khác linh hồn, là có thể không ngừng trở nên mạnh mẽ sao? Có ta ở đây, sợ cái gì? Tiêu Phàm cũng không có để ý tới nhiều như vậy, hắn linh hồn xác thực chỉ có thánh đế cảnh trung kỳ, có thể hắn nếu là muốn đường chạy mà nói, thánh đế cảnh đỉnh phong cũng chưa chắc có thể đuổi theo kịp hắn. Tiêu Phàm nói như vậy, đầu trâu mặt ngựa tự nhiên là không thể nào kháng cự, tốc độ của ba người rất nhanh, thánh đế cảnh tu vi, tự nhiên cực kỳ khủng bố. Trên đường, bọn họ cũng gặp được không ít linh hồn, bất quá Tiêu Phàm cũng không động thủ. Thật sự là những cái kia linh hồn chi thể quá yếu, ăn đều không có ích lợi gì. Vẻn vẹn mấy ngày sau, một tòa mênh mông u minh quỷ thành liền lạc ấn ở trong mắt Tiêu Phàm. Xa xa nhìn tới, từng tòa cao ngất kiến trúc, giống như từng đầu mãnh thú ẩn núp ở cái kia, tản ra một cỗ cực kỳ hung hiểm khí tức. Tiêu Phàm liếc mắt quét tới, lấy hắn tu vi vậy mà không nhìn thấy cuối cùng, có thể nghĩ thành này cuồn cuộn cùng mênh mông. Thành trì bên trong. Khắp nơi đều là bóng đen, không thể so thái cổ thần giới đỉnh cấp thành chỉ kém bao nhiêu. Chỉ là cái này bên trong hắc khí trùng thiên, quỷ vụ lượn lờ, cho người ta một loại u ám cảm giác. Nhưng hiện tại toàn bộ sinh linh cũng là linh hồn chi thể, loại này luận điệu mới là quen thuộc nhất, thư thích nhất. Đại nhân, nơi này chính là vạn ma quỷ thành, nơi này không cho phép tu sĩ tự giết lẫn nhau, muốn chiến đấu, có thể đi sinh tử đấu trường. Đầu trâu ở bên người Tiêu Phàm, nhỏ giọng nói nhỏ. Tiêu Phàm phe phẩy trong tay quạt xếp, đạm mạc gật đầu, ngay sau đó một đầu ngã xuống dưới, trực tiếp xông về phía thành trì bên trong. Đại nhân, chờ đã. Đầu trâu thấy thế, dọa đến sắc mặt đại biến, nhanh chóng đuổi theo. Tiêu Phàm cử động, nhưng làm đầu trâu mặt đều dọa xanh lét, cũng may Tiêu Phàm kịp thời đã ngừng lại thân hình, ngừng trên không trung. Làm sao? Tiêu Phàm nghi hoặc nhìn đầu trâu mặt ngựa. Đại nhân, cái này vạn ma quỷ thành, không cho phép ngoại nhân ngự không phi hành, nếu không sẽ bị tuần tra quân coi giữ vô tình đánh giết. Đầu trâu liền vội vàng giải thích nói. Vừa rồi một sát na kia, hắn vẫn rất lo Tiêu Phàm vọt thẳng vào vạn ma quỷ thành bên trong. Phải biết, nơi này chính là vô cửu quỷ vương lãnh địa a, vạn ma quỷ lĩnh tu sĩ ai lại dám ở nơi đây làm càn. A. Vậy ta đi vào cũng có thể rồi a hát, Tiêu Phàm nhún nhún vai, lơ đễnh nói. Tất nhiên đến nơi này, cái kia tạm thời vẫn là thủ quy củ của nơi này tốt, mặc dù hắn không sợ phiền phức, nhưng là không muốn theo liền gây chuyện. Nghe được lời nói của Tiêu Phàm, đầu trâu mặt ngựa khẽ thở phào nhẹ nhõm. Những ngày qua, bọn họ cùng Tiêu Phàm ở cùng một chỗ,
cũng đại khái biết Tiêu Phàm làm người, đó hoàn toàn là không sợ trời không sợ đất ha. Chờ hai người lấy lại tinh thần, Tiêu Phàm đã rơi vào cửa thành bên ngoài, khó chịu nhìn xem bọn hắn hai người nói, làm sao, chẳng lẽ còn muốn ta thay các ngươi dẫn đường hay sao? Không dám, đầu trâu mặt ngựa nào dám để Tiêu Phàm cho bọn hắn dẫn đường, lách mình liền xuất hiện ở Tiêu Phàm trước người, sau đó ủng hộ lấy Tiêu Phàm đi vào cửa thành. Đầu trâu đau lòng xuất ra mấy khỏa nguyên thạch giao cho những cái kia thủ vệ, lúc này mới mang theo Tiêu Phàm thành công tiến vào thành trì. Cái này vào thành còn muốn vào thành phí, Tiêu Phàm buồn bực nhìn xem đầu trâu nói. Một khỏa hạ phẩm nguyên thạch, hoặc là 1000 cực phẩm thần thạch mới có thể đi vào vạn ma quỷ thành. Đầu trâu cười khổ gật đầu. Đây không phải trắng trợn cướp đoạt sao? Tiêu Phàm lông mày hơi nhíu. Cũng chớ xem thường một khỏa hạ phẩm nguyên thạch. Đây chỉ là thông thường vào thành phí mà thôi, nếu như một ngày có 1 vạn người vào thành, có thể liền là 1 vạn hạ phẩm nguyên thạch a. Một năm chính là 360 vạn hạ phẩm nguyên thạch, chỉ là khoản này nguyên thạch, đối với người bình thường mà nói, chính là một món tài sản khổng lồ. Huống chi, một ngày tiến vào vạn ma quỷ thành làm sao dừng lại 1 vạn, đoán chừng 1 ức đều có, một năm kia nhưng chính là 360 ức hạ phẩm nguyên thạch a. Suy nghĩ một chút đều có chút khủng bố. Đầu trâu thiếu chút nữa thì xông đi lên bưng kín Tiêu Phàm miệng, đáng tiếc hắn là nỗi sợ hãi phát ra từ sâu trong linh hồn Tiêu Phàm, đành phải làm thủ hiệu chớ có lên tiếng, nói, đại nhân, ngài nhỏ giọng một chút, cũng đừng làm cho tuần tra thủ vệ nghe được. Tiêu Phàm bĩu môi, chẳng lẽ liền nói cũng không thể nói. Đúng rồi, cái kia vô cửu quỷ vương đại khái là thực lực gì? Tiêu Phàm đột nhiên nghĩ tới cái gì? Nói sang chuyện khác. Nghe nói là bán bộ thánh tôn cảnh, khoảng cách thánh tôn cảnh chỉ có cách xa 1 bước, thực lực sâu không lường được. Mặt ngựa chen lời nói. Đầu trâu lại bổ sung một câu, mặc dù chỉ là bán bộ thánh tôn cảnh, nhưng vô cửu quỷ vương thế nhưng là 10 đại quỷ vương bên trong thực lực trước 3 tồn tại. Cái kia còn tạm tạm, Tiêu Phàm 10 điểm nghiêm túc gật đầu một cái. Tạm tạm, đầu trâu mặt ngựa trong lòng co lại, nếu như không phải sợ Tiêu Phàm, hai người đã sớm không chút lưu tình đả kích Tiêu Phàm. Bọn họ làm sao biết, bán bộ thánh tôn cảnh linh hồn, đối Tiêu Phàm mà nói, xác thực chỉ có thể nói là tạm tạm, thật không nghĩ tới, hắn Tiêu Phàm liền chân chính bán bộ thánh tôn cảnh đều đối mặt qua. Nếu như hắn luyện hóa thể nội u minh thánh thủy, đột phá thánh đế cảnh hậu kỳ, chính hắn đều không sợ thánh đế cảnh đỉnh phong cùng bán bộ thánh tôn cảnh. Đại nhân! Cái này vạn ma quỷ thành Thanh Huyền Tử Lâu thế nhưng là nổi tiếng thiên hạ, đại nhân nếu đã tới, nên không nên bỏ lỡ. Mặt ngựa lại đột nhiên nghĩ đến cái gì, vẻ mặt nịnh hót cười nói. Không sai, đại nhân, Thanh Huyền Tử Lâu mặc dù chỉ thành lập hơn 1000 năm, có thể rượu của nó, lại là quét ngang vô địch thiên hạ a, nghe nói phân lâu đã mở ra mặt khác 4 đại thế lực đi, thật không phải thổi, rượu kia dù cho đối với chúng ta tu luyện, đều có hết sức có ích. Đầu trâu cũng vội vàng nói, tất nhiên nổi danh như vậy, nghĩ đến rượu kia không rẻ a. Tiêu Phàm cười nhìn lấy hai người nói. Vậy khẳng định, mặt ngựa tiếp thượng Tiêu Phàm lời nói, cho dù là thông thường rượu, đều cần 100 vạn cực phẩm thần thạch, một khi lên rồi phẩm giai, cái kia ít nhất cũng phải hơn 1 vạn hạ phẩm nguyên thạch. Rượu này còn phân phẩm giai, Tiêu Phàm đến một tia hứng thú. Thanh Huyền Tửu Lâu rượu chia làm 3 phẩm, theo thứ tự là hạ phẩm, trung phẩm. Thượng phẩm, hạ phẩm say 1 ngày, trung phẩm say 1 năm, thượng phẩm nghe ngóng đã say, tỉnh nửa thời điểm, trên đời đã 100 năm. Đầu trâu cũng lộ ra hồi vị vô cùng dáng vẻ. Đáng tiếc, lấy thực lực của chúng ta, tối đa cũng chỉ có thể mua được trung phẩm rượu ngon, lần trước vẫn là may mắn cùng đầu trâu uống qua 1 lần. Mặt ngựa cũng tán thán nói. Các ngươi nói như vậy, nói cách khác các ngươi có đầy đủ nguyên thạch rồi. Tiêu Phàm vẫn như cũ cười híp mắt nhìn xem hai người nói. Đầu trâu mặt ngựa nghe được câu này, trong lòng 1 vạn đầu tuấn mã lao nhanh, hận không thể hung hăng tát mình 1 bạt tai. Bọn họ nguyên bản còn muốn để Tiêu Phàm mời khách, dù sao, lấy Tiêu Phàm thực lực, nghĩ đến trên người nguyên thạch khẳng định không ít. Nhưng bọn họ không nghĩ tới, Tiêu Phàm lại muốn để bọn hắn mời khách. Bọn họ làm sao biết? Tiêu Phàm trên người trừ bỏ tu la kiếm cùng u minh thánh thủy bên ngoài, thật là không có gì cả a. Đừng nói 1 vạn hạ phẩm nguyên thạch, chính là 1 vạn hạ phẩm thần thạch cũng không lấy ra được a. Làm sao,
nhìn bộ dáng của các ngươi, tựa như các ngươi không quá nguyện ý a. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Đầu trâu mặt ngựa bỗng nhiên run một cái, đầu giống như trống lúc lắc một dạng đung đưa, nịnh nọt cười nói, đâu có thể mời đại nhân uống rượu, là vinh hạnh của chúng ta. Lời của hai người chỉnh tề tinh tế, tựa như qua diễn tập đồng dạng. Tốt rồi, Tiêu Phàm khoát khoát tay, nói, mặt ngựa, ngươi cho ta đi mua mấy khối ngọc tốt đến, lấy lòng về sau, sẽ đi qua Thanh Huyền Tử Lâu tìm ta cùng đầu trâu. Là, đại nhân. Mặt ngựa như được đại xá, lách mình liền rời đi. Mà đầu trâu thuận tiện tựa như ăn chuột chết một dạng sắc mặt khó coi, hắn rất muốn nói cho Tiêu Phàm, vừa rồi cái kia lệ phí vào thành cũng là ta hoa a, dựa vào cái gì muốn ta dùng tiền uống rượu. Nhưng Tiêu Phàm lưu lại câu nói này, liền hướng lấy phía trước đi đến, đầu trâu đành phải tiếp nhận sự thật này, đi theo. Nhưng làm đầu trâu vừa mới xoay người một sát na kia, một đạo thân ảnh gầy yếu va vào một phát bờ vai của hắn, đầu trâu thân thể hướng phía sau lùi lại mấy bước. Không có mắt sao, đầu trâu giận mắng một tiếng, giờ phút này tâm tình của hắn nhưng không thế nào mỹ hảo, vô duyên vô cớ bị người va vào một phát, hơn nữa liền một câu xin lỗi đều không có, cái này khiến hắn không giận mới là lạ chứ. Nhưng mà, chờ hắn quay người thời khắc, lại là phát hiện, cái kia đụng hắn người đã không thấy bóng dáng, đầu trâu một bụng nén giận. Lại là không chỗ phát tiết. Thực sự là suối quẩy. Đầu trâu cúi đầu giận mắng một tiếng nói. Lúc này, mấy bước ra ngoài Tiêu Phàm, lại là híp hai mắt hướng về trong đám người một cái phương hướng, mấy tức về sau mới hồi phục tinh thần lại, nhìn về phía đầu trâu nói, người tốt nhất kiểm tra một chút, trên người có phải hay không mất cái gì đồ vật. Yên tâm đi, đại nhân. Đầu trâu cười lắc đầu, nhưng trong lòng một trận xem thường. Mất cái gì đồ vật? Chẳng lẽ còn có đồ không có mắt, dám trộm hắn đường đường thánh đế cảnh trung kỳ cường giả đồ vật hay sao? Chỉ là lời còn chưa dứt, đầu trâu nụ cười cũng đã ngưng kết tại chỗ. Ta, linh giới không thấy. Đầu trâu lên tiếng kinh hô, sát khí lạnh lẽo từ trên người hắn bộc phát ra, tức giận con ngươi lạnh lùng đảo qua toàn trường, tìm kiếm đạo kia đụng thân ảnh của hắn. Đáng tiếc, cái kia thân ảnh gầy yếu đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Tựa như cho tới bây giờ liền chưa từng xuất hiện. Chung quanh tu sĩ vẻ mặt nghi hoặc nhìn đầu trâu, rất nhiều người càng là lên cơn giận dữ, vô cùng khó chịu đầu trâu ánh mắt. Đầu trâu vội vàng thu liếm khí tức, cúi thấp đầu, cắn răng nói, công tử, ngươi tất nhiên nhìn thấy hắn trộm ta đồ vật, vì sao không nhắc nhở ta, hiện tại, ta người không có đồng nào. Đầu trâu cầu xin vẻ mặt, hắn tất cả mọi thứ đều để ở đó mai linh giới bên trong, mà bây giờ... Cái viên kia linh giới vậy mà không thấy, cái này khiến hắn làm sao không giận. Ngược lại là Tiêu Phàm 10 điểm bình tĩnh, hồi tưởng lại tình cảnh vừa nãy, trong lòng không khỏi âm thầm cảm thán, một màn này đã từng là cỡ nào quen thuộc a, không nghĩ tới cái này cửu u địa ngục, vậy mà cũng có dạng này tiểu thâu cao thủ. Phải biết, đầu trâu thế nhưng là thánh đế cảnh trung kỳ a, hơn nữa cái kia linh giới vẫn là đeo tại trên ngón tay. Vừa mới đánh lui lại hắn người. Lại có thể từ đầu trâu trên ngón tay lặng yên không tiếng động cướp đi linh giới, chỉ là chiêu này, cũng không phải là bình thường đơn giản. Đối phương linh hồn chi lực không chỉ có cường đại, hơn nữa đối linh hồn chi lực vận dụng cũng hết sức quen thuộc, căn bản không giống một người thấp giai tu sĩ, mà là một cái tay già đời. Nếu như là một cái tân thủ, thân thể của hắn bộ vị tới gần đầu trâu liền có thể trong nháy mắt phát hiện trên người ác ý, nơi nào sẽ đợi đến hắn nhắc nhở mới biết được. Đoán chừng đã sớm động thủ cầm xuống người kia. Ta cũng chỉ là hoài nghi mà thôi. Tiêu Phàm nhún nhún vai, vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Nếu như hắn đã sớm biết người kia là tên trộm, nhất định sẽ giúp đầu trâu ngăn lại. Hắn chẳng qua là cảm thấy người kia động tác cùng sáo lộ tương đối quen thuộc, tựa như ở nơi nào gặp qua mà thôi, cho nên cũng liền thuận miệng hỏi một chút. Dừng một chút, Tiêu Phàm lại thở dài, nói, xem ra, Thanh Huyền Tử Lâu rượu. Đã không uống được. Mặc dù nói như vậy, nhưng Tiêu Phàm lại căn bản không có bất luận cái gì tiếc hận, ở Hoang Nguyên Cực, Hoang Kiếm cùng Cơ Tuần Thiên bọn họ không có giải quyết trước đó, Tiêu Phàm nơi nào có tâm tư uống rượu. Đầu trâu cầu xin vẻ mặt, thầm nghĩ trong lòng, cũng không phải ngươi đồ vật, ngươi đương nhiên không đau lòng a. Tốt rồi, đến lúc đó ta mời các ngươi uống rượu không được sao? Tiêu Phàm khoát tay một cái nói, tất nhiên Thanh Huyền Tử Lâu không đi được. Vậy liền lại tìm chút chuyện khác làm,
đúng rồi, có bán hay không thần dược địa phương? Đầu trâu nghe vậy, trong lòng một trận xem thường. Người nhà đoán chừng liền một khỏa hạ phẩm nguyên thạch đều không lấy ra được, nơi nào có nguyên thạch mời ta uống rượu. Đầu trâu khinh bỉ là đúng, bất quá hắn vẫn nói ra, vạn ma quỷ thành trừ bỏ Thanh Huyền Cửu U, nổi danh nhất muốn thuộc 3 năm một lần vạn ma đấu giá hội, nơi đó bán đấu giá thần dược rất bất phàm, tính toán thời gian, có vẻ như cũng chính là một lần này 2 ngày. Vậy liền đi phòng đấu giá, Tiêu Phàm quyết định thật nhanh nói. Đầu trâu linh giới bị cướp, để Tiêu Phàm cũng minh bạch một cái đạo lý, trên người nếu như không có đầy đủ nguyên thạch, thật đúng là nửa bước khó đi. Hắn cảm thấy, bản thân hẳn là đi làm điểm nguyên thạch lại nói, bằng không xử lý cái gì đều không tiện. Lần này, đầu trâu ngược lại là quyết định thật nhanh, trong lòng của hắn mặc dù không đối Tiêu Phàm ôm hy vọng quá lớn, nhưng vẫn là một tấc cũng không rời thủ hộ ở Tiêu Phàm sau lưng. Giờ phút này, một gian trong ngõ nhỏ, hai đạo bóng người đang ở châu đầu ghé tai. Công tử, ngươi làm ta sợ muốn chết, bị ngươi trộm cái kia thế nhưng là thánh đế cảnh trung kỳ a, nếu như bị phát hiện liền xong rồi. Trong đó một cái hạ nhân cách ăn mặc tu sĩ trẻ tuổi vỗ ngực một cái nói. Hừ, bản công tử khéo tay, lại còn có bị phát hiện. Một cái khác công tử cách ăn mặc nam tử trẻ tuổi lạnh rên một tiếng, giống như gà trống nhỏ đồng dạng, cao ngạo ngẩng đầu, vẻ mặt ngạo khí. Hiển nhiên, chính là cái này công tử trẻ tuổi trộm đầu châu linh giới đó là. Cái kia hạ nhân vội vàng nịnh nọt ứng phó nói, bất quá người này dù sao cũng là thánh đế cảnh a, đã vậy còn quá nghèo, còn không bằng ta người làm này đây. Nếu để cho đầu châu nghe nói như thế, đoán chừng sẽ buồn bực thổ huyết không thôi. Người nhà trộm ta linh giới, cầm đi ta tất cả gia tài, bây giờ trách ta nghèo quá, người có bản lãnh đi trộm người khác, đừng trộm ta à. Đáng tiếc, đầu châu nhất định là không nghe được. Cái kia bởi vì ngươi là bản công tử hạ nhân, công tử trẻ tuổi trợn trắng mắt. Cái kia hạ nhân vui cười một tiếng, nói, vậy công tử, chúng ta bây giờ đi nơi nào đây, nếu không vẫn là đi Thanh Huyền Tửu Lâu a, những cái này nguyên thạch. Mua một hai vò thượng phẩm rượu ngon nhất định là không có vấn đề. Rượu tùy thời đều có thể đi uống, nhưng có một số việc bỏ qua nhất định phải chờ đã nhiều năm. Công tử trẻ tuổi lắc đầu, phủi tay bên trong quạt xếp, ánh mắt chớp lên nói, vạn ma đấu giá hội không phải muốn bắt đầu sao? Công tử, người khẳng định muốn đi vạn ma đấu giá hội. Lão gia nếu là phát hiện chúng ta lén chạy ra ngoài. Cái kia hạ nhân sắc mặt biến hóa, thậm chí hơi trắng bệch. Sợ cái gì, ra ra hiểu ta nhất, chẳng lẽ còn có thể ăn chúng ta? Công tử trẻ tuổi hừ nhẹ một tiếng, dứt khoát quyết định nói, bản công tử thật vất vả lấy được một tấm thiếp mời, liền đi vạn ma đấu giá hội. Thời gian uống cạn nửa chén trà về sau, một tòa xa hoa, vĩ đại ba tầng đại điện in vào Tiêu Phàm cùng đầu trâu trong tầm mắt. Đại điện toàn thân từ đầu gỗ cấu tạo, phía trên độ một tầng mạ vàng, khiến cho cả tòa đại điện nhìn qua kim bích huy hoàng. Tinh xảo mà hùng vĩ. Căn kia cầu long đại trụ bên trên, điêu khắc một chút thần dị sinh linh, sinh động như thật, tựa như liền muốn sống lại một dạng. Tiêu Phàm cũng nhìn không được cảm khái, dư quang lại là thấy được cửa ra vào bảng hiệu bên trên viết mấy cái rồng bay phượng múa chữ lớn, Vạn Ma Các. Đại nhân, Vạn Ma phòng đấu giá liền là ở Vạn Ma Các cử hành, Vạn Ma Các sau màn lão bản là Vô Cửu Quỷ Vương, ở Vạn Ma Quỷ Thành, thậm chí Vạn Ma Quỷ Lĩnh. Cũng không mấy người chạy tới nơi này quấy rối. Đầu trâu thấp giọng cho Tiêu Phàm giải thích nói. Tiêu Phàm âm thầm gật đầu, vậy chúng ta đi vào trước đi, ta đã truyền âm cho mặt ngựa, hắn hẳn rất nhanh liền đến. Đầu trâu thấy thế, liền vội vàng kéo Tiêu Phàm, cười khổ nói, đại nhân, không phải theo như ngươi nói sao, muốn đi vào vạn ma đấu giá hội, là cần thiệp mời, một tấm thiếp mời có thể mang hai người đi vào. Ngươi không nói, ta còn quên đi. Tiêu Phàm thần sắc bình tĩnh, con ngươi lại trong đám người tìm tòi, khi hắn nhìn thấy trong đám người một bóng người lúc, ánh mắt hơi hơi sáng lên. Ngươi chờ ta một hồi, ta đi một chút sẽ trở lại. Tiêu Phàm để lại một câu nói, liền hướng lấy không đám người xa xa bên trong đi đến. Lúc này, hai đạo thân ảnh kiều tiểu chính xuyên toa trong đám người, trên mặt không kiềm hãm được mang theo nụ cười, hai người không phải người khác, chính là trước đó trộm đầu châu tiểu thâu. Công tử, lần này chúng ta phát, nhiều như vậy linh giới, đều là của chúng ta. Cái kia hạ nhân tiểu thâu âm thầm truyền âm nói, trên ngón tay của hắn mang đầy đủ linh giới.
điểm ấy linh giới tính là gì? Công tử trẻ tuổi xem thường không thôi, hôm nay nhiều người như vậy, chúng ta vừa vặn vớt một cái, coi như ra ra không cho ta nguyên thạch, ta cũng không sợ. 3. Chính đang tuổi trẻ công tử chuẩn bị tiếp tục tiến lên thời khắc, đột nhiên một mực hơi có vẻ khoan hậu bàn tay, nhẹ nhàng rơi vào trên bờ vai hắn. Công tử trẻ tuổi thấy thế, cơ thể hơi run lên, hắn trộm không ít thứ, nhưng từ không bị người nắm qua tại chỗ A. Bây giờ bị người bắt tại chỗ, vạn nhất tại chỗ vạch trần, vậy hắn coi như không còn mặt mũi. Làm sao bây giờ, đến cùng phải làm gì, ngươi làm gì, đừng đụng công tử nhà ta. Chính đang tuổi trẻ công tử bối rối thời khắc, hắn hạ nhân đột nhiên truyền đến một tiếng lạnh lùng quát chói tai. Nghe nói như thế, công tử trẻ tuổi lập tức lại có dũng khí, tức giận quay người nhìn về phía một bên nắm lấy tay hắn người, chỉ một thoáng, một tấm hơi có vẻ gương mặt đẹp trai, trong nháy mắt in vào trong mắt của hắn. Đối phương mặt nở nụ cười nhìn xem hắn, chậm rãi buông ra bàn tay của hắn, cười nói chúng ta lại gặp mặt. Công tử trẻ tuổi nghe được lời nói của đối phương, giọng nói kia tựa như cùng một cái lão bằng hữu nói chuyện đồng dạng, cái này khiến hắn như chút được gánh nặng, chí ít, đối phương không phải đến tìm phiền toái. Ta không nhận biết ngươi, ngươi nhận lầm người a. Nam tử trẻ tuổi rất nhanh lấy lại tinh thần, trong lòng lại là âm thầm trầm ngâm, gia hỏa này đoán chừng là nhận ra ta, cố ý muốn theo ta bấu víu quan hệ. Có đúng không, người đối diện hơi hơi kinh ngạc. Cẩn thận quan sát công tử trẻ tuổi, từ trên xuống dưới đều đánh giá một lần, nhìn công tử trẻ tuổi toàn thân không được tự nhiên. Ngay sau đó hắn lại cực kỳ bình tĩnh nói, ta không có nhận lầm a, chúng ta nửa chén trà nhỏ trước đó còn thấy qua. Nửa chén trà nhỏ thời gian trước đó, công tử trẻ tuổi cùng hắn hạ nhân hơi sững sờ, bọn họ hoàn toàn không nhớ nổi người này. Bọn họ trước đó chỉ muốn trộm đầu châu linh giới, căn bản không đem Tiêu Phàm quá mức để ở trong lòng. Trong thời gian ngắn tự nhiên là không nhớ nổi Tiêu Phàm. Xem ra, có thể là ta nhớ sai, xin lỗi. Tiêu Phàm mỉm cười, sau đó lui vào trong đám người. Tiểu Vũ, người gặp qua người này sao? Công tử trẻ tuổi nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Cái kia hạ nhân cũng nghi ngờ lắc đầu, ngay sau đó lại mãnh liệt gật đầu, ta nhớ ra rồi, nửa chén trà nhỏ trước đó, công tử không phải trộm cái kia đầu châu tu sĩ sao? Hắn liền là cái kia đầu châu tu sĩ. Công tử trẻ tuổi sắc mặt biến hóa. Không phải, hắn là đầu châu tu sĩ bên người người kia, lúc ấy chúng ta không quá mức để ý mà thôi. Hạ nhân Tiểu Vũ lắc đầu, nói. Đột nhiên, Tiểu Vũ lại suýt chút nữa lên tiếng kinh hô, nói công tử, ta linh giới đều không thấy. Bọn họ phấn đấu thời gian uống cạn nửa chén trà A, lấy được hơn mấy chục cái linh giới, vậy mà đều không cánh mà bay. Ta cũng không thấy, công tử trẻ tuổi lấy lại tinh thần, kinh ngạc không thôi, ngay sau đó vẻ mặt tức giận nói, ta thiếp mời cũng đặt ở ta linh giới bên trong, hiện tại cũng không thấy. Công tử, chúng ta gặp gỡ cao thủ, thật đúng là nhân ngoại hữu nhân a. Tiểu Vũ đắng chát cười nói, có thể mặt đối mặt trộm đi trên người bọn họ linh giới, còn để bọn hắn hồn nhiên không biết, không phải cao thủ thì là cái gì chứ? Công tử trẻ tuổi khí dậm chân. Nói, bản công tử nhớ kỹ mặt mũi của hắn, hắn không chạy thoát được đâu. Thế nhưng là, không thấy thiếp mời, chúng ta làm sao đi vào. Hạ nhân Tiểu Vũ khổ sở lắc đầu, cả ngày đánh nhạn, không nghĩ tới hôm nay bị nhạn mổ vào mắt. Một cái vạn ma đấu giá hội mà thôi, bản công tử không thấy thiếp mời liền vào không được sao. Tuyệt đối đừng để cho ta lại nhìn thấy hắn, bằng không bản công tử định nhường hắn đẹp mắt. Công tử trẻ tuổi lạnh rên một tiếng. Tức giận gạt mở đám người, hướng về một phương hướng khác đi. Mà lúc này, Tiêu Phàm lại là lần tìm được đầu châu vẻ mặt khẩn trương, chờ cũng không phải, rời đi cũng không phải. Nhìn thấy Tiêu Phàm trở về, đầu châu vội vàng nghênh đón, đại nhân, ngươi trở lại rồi, chúng ta vẫn là chờ một chút a, chờ mặt ngựa trở về, đi mua một tấm thiếp mời là được. Không cần, ta để mặt ngựa tiếp tục cho ta đi mua đồ. Tiêu Phàm khoát khoát tay. Trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một tấm tử kim sắc thiếp mời. Tử kim thiếp, đầu châu trợn to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tiêu Phàm, còn cho rằng mắt mình hoa. Chẳng phải một tấm thiếp mời sao? Tiêu Phàm một trận xem thường, cái này đầu châu dù sao cũng là thánh đế cảnh trung kỳ, cái này tâm tính cũng quá kém. Đại nhân, ngài là không biết,
cái này vạn ma đấu giá hội thiếp mời thế nhưng là chia làm 4 cái cấp bậc A. Đầu Châu thở sâu, truyền âm giải thích nói, loại thứ nhất là phổ thông thiếp mời, cũng nói là bạch thiếp chỉ có thể ngồi ở bàn đấu giá phía ngoài nhất, hơn nữa còn là rất nhiều người ngồi ở một hàng, hơn nữa không thể dẫn người đi vào. Loại thứ hai là bạc thiếp, ngồi tại đấu giá hội trung ương, 4 người ngồi một cái bàn, có thể mang 2 cái cấp dưới còn chỉ có thể đứng đấy, không có tư cách ngồi. Loại thứ ba trở thành kim thiếp, kim dựa sát gần bàn đấu giá, một tấm thiếp mời có thể ngồi một bàn, hơn nữa có thể mang 4 cái cấp dưới đi vào, cấp dưới đều có thể ngồi xuống, ngoài ra còn có trái cây chiêu đãi. Nói đến đây, đầu Châu dừng một chút, tiếp tục nói, loại thứ tư, chính là đại nhân trong tay tử kim thiếp, có được tử kim thiếp người không phú thì quý. Hắn có thể có được độc lập bao gian, hơn nữa có người hầu chiêu đãi, cho dù là vạn ma đấu giá hội ban tổ chức, đều muốn cho tử kim thiếp chủ nhân mấy phần mặt mũi. Chủ yếu nhất là, toàn bộ vạn ma quỷ lính, cũng chỉ có được 9 cái tử kim thiếp, ngài bây giờ còn cảm thấy tử kim thiếp rất phổ thông sao? Đúng rồi, còn có một chút quên nói, có được tử kim thiếp người, ở vạn ma các vô điều kiện có được 1 ức hạ phẩm nguyên thạch hạn mức. Đầu Châu nói xong, nhìn chằm chằm Tiêu Phàm trong tay tử kim thiếp, cũng may Tiêu Phàm nắm lấy tử kim thiếp góc độ coi như ẩn nấp, cũng không có người phát hiện. Bằng không mà nói, đoán chừng những người khác sẽ bao vây đi lên. Nói xong, Tiêu Phàm thần sắc bình tĩnh nhìn xem đầu Châu. Đầu Châu còn muốn từ Tiêu Phàm trên mặt nhìn ra vẻ khiếp sợ, nhưng mà, Tiêu Phàm thần sắc như thường, dù cho hô hấp đều không có bất kỳ biến hóa nào. Cái này khiến đầu Châu âm thầm xem thường, Trang, ngươi tiếp tục Trang, ta xem ngươi có thể giả đến lúc nào. Đại nhân, ngươi cái này tử kim thiếp là thế nào đến? Đầu Châu đột nhiên yếu ớt hỏi. Nếu như đầu Châu không biết Tiêu Phàm vừa mới thức tỉnh tiền thế ký ức, hắn có lẽ sẽ còn cho rằng Tiêu Phàm thực địa vị 10 điểm tôn sùng. Nhưng đầu Châu rất rõ ràng, Tiêu Phàm chính là một cái liền thiếp mời cũng không có người, là không thể nào có được tử kim thiếp, khả năng duy nhất chính là trộm được. Nghĩ vậy, đầu Châu cảm giác ra đầu hơi tê tê, Tiêu Phàm liền tử kim thiếp cũng dám trộm, đây không phải muốn chết sao? Vạn nhất bị vạn ma đấu giá hội điều tra ra. Đây chính là sẽ phải gánh chịu vạn ma quỷ lính vô tình đuổi giết a. Ngươi nói làm sao tới đây? Tiêu Phàm nghiền ngẫm cười một tiếng, cũng không gấp bộ dáng, một tấm thiếp mời mà thôi, phía trên lại không viết tên ai, cùng lắm thì nói nhặt được là được, chẳng lẽ vạn ma quỷ lính sẽ còn không chết không thôi? Bất quá Tiêu Phàm cũng âm thầm lưu một cái tâm nhãn, tấm thiệp này thế nhưng là từ cái kia công tử trẻ tuổi trên người sờ trở về, nghĩ đến tấm thiệp này chính là cái kia công tử trẻ tuổi. Bản thân dạy cho bọn họ một cái sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân đạo lý, chương này tử kim thiếp xem như bọn họ vui vẻ nhận, Tiêu Phàm trong lòng dạng này tự an ủi mình. Xem ra, cái kia tuấn tú tiểu tử, địa vị còn không đơn giản a. Tiêu Phàm âm thầm ngâm khẽ nói. Nếu như hắn nói cho đầu Châu, trên người hắn cũng không chỉ là có được một tấm thiếp mời, mà là có được 10-20 chương, không biết đầu Châu sẽ khiếp sợ thành bộ dáng gì. Vừa vặn thiếu một chút nguyên thạch, hai người kia ngược lại là dạy cho ta một cái phương pháp. Tiêu Phàm đột nhiên khóe miệng hơi hơi dương lên, hiện lên một vòng tà dị đường cong. Vạn ma đấu giá hội khách quý thông đạo, đầu Châu mặt sạm lại đi theo Tiêu Phàm sau lưng, thân thể đều đang khẽ run lấy. Đầu Châu, sắc mặt làm sao khó coi như vậy? Tiêu Phàm thần sắc bình tĩnh nhìn xem đầu Châu nói. Cái này không hỏi còn tốt, hỏi một chút phía dưới. Đầu Châu càng là phiền muộn hết sức. Đại nhân, dạng này thực được không? Đầu Châu lấy dũng khí, hít sâu một cái nói. Không tốt sao? Tiêu Phàm mỉm cười, nhìn thấy một loạt người hầu canh giữ ở thông đạo cửa ra vào, cũng không quay đầu lại nói. Đại nhân tôn quý, ngài đưa ra ngài thiếp mời, chúng ta an bài cho ngài bao gian. Một cái cao gầy nữ tử tiến lên đón, cười nhẹ nhàng nhìn xem Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm không chút hoang mang lấy ra tử kim thiếp, đưa cho cái kia cao gầy mà tịnh lệ nữ tử. Một hàng kia người hầu nhìn thấy tử kim thiếp, toàn bộ đều cảm thấy kính nể, vẻ mặt kính sợ nhìn xem Tiêu Phàm cùng đầu Châu, hận không thể lập tức đem mặt dính sát. Cao gầy nữ tử mở ra tử kim thiếp nhìn lướt qua, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng kinh ngạc, nhìn thật sâu Tiêu Phàm một cái, nhất thời thất thần. Đầu Châu khẩn trương tới cực điểm, trong tay áo hai tay nắm tay. Khẽ run, hiển nhiên là khẩn trương đưa đến.
nhất là bị cao gầy nữ tử nhìn như vậy, hắn càng là tâm loạn như ma. Phải biết, Tiêu Phàm chương này tử kim thiếp thế nhưng là trộm được a, một khi bị nhìn thấu, vạn ma quỷ lĩnh đoán chừng lại không bọn họ nơi sống yên ổn. Chủ yếu nhất là, bọn họ có thể hay không chạy ra vạn ma quỷ thành còn chưa hẳn đây. Nhưng làm đầu châu nhìn về phía Tiêu Phàm thời khắc, phát hiện Tiêu Phàm lại là dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra, ngược lại hơi hơi khó chịu nói cái này thiếp mời có vấn đề sao? Không, không có, cao gầy nữ tử trong nháy mắt lấy lại tinh thần, hướng về một người nhìn như vậy, thế nhưng là 10 điểm không lễ phép. Hơn nữa, có được tử kim thiếp người, thân phận cao quý cỡ nào, như thế nào hắn người thị nữ này có thể đắc tội? Ngài là số 2 bao gian, mời đi theo ta. Cao gầy nữ tử cũng coi là thường thấy sự kiện lớn người, rất nhanh liền lấy lại tinh thần, nụ cười cũng lần nữa chồng chất ở trên mặt. Nàng như vậy kinh ngạc, cũng không phải là bởi vì chương này tử kim thiếp, mà là bởi vì có được chương này tử kim thiếp người quá trẻ tuổi. Cao gầy nữ tử dù sao cũng là tiếp đãi qua mấy giới vạn ma đấu giá hội người, mặt khác có được tử kim thiếp, cơ bản cũng là đã có tuổi lão đầu, lại không ra sao cũng là 40-50 tuổi bộ dáng. Nhưng Tiêu Phàm, thực sự quá trẻ tuổi. Nhìn thấy cao gầy nữ tử dẫn đường đi đến vừa đi đi, Tiêu Phàm lúc này mới hài lòng gật đầu. Đầu châu sớm đã làm xong chuẩn bị chạy trốn, có thể nhìn đến Tiêu Phàm như không có chuyện gì xảy ra cứ như vậy tiến vào, hắn hoàn toàn trợn tròn mắt, thân thể cũng không nghe sai khiến đi vào theo. Chết thì chết a, đầu châu chỉ có thể trong lòng âm thầm cắn răng. Mà lúc này, vạn ma phòng đấu giá cửa ra vào lại là ồn ào hết sức. Ta thiếp mời đây, ai trộm ta thiếp mời? Ta thiếp mời cũng không thấy, còn có ta linh giới, ta nhớ được thiếp mời rõ ràng đặt ở linh giới bên trong a. Tên đáng chết nào, vậy mà trộm đi bản đế linh giới, muốn chết sao? Hỗn trướng, thành chủ đại nhân thế nhưng là giao cho ta 1.000 vạn nguyên thạch, để cho ta tới mua sắm tử lăng thần hoa, phải làm sao mới ổn đây? Đồ đạc của chúng ta là ở vạn ma phòng đấu giá cửa ra vào ném, việc này khẳng định cùng vạn ma phòng đấu giá có không thoát được liên quan, vạn ma phòng đấu giá nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo. Từng đợt phàn nàn mà tức giận thanh âm vang vọng bốn phía, rất nhiều tu sĩ không ngừng trùng kích vạn ma phòng đấu giá cửa ra vào, có một ít người càng là thiếu chút nữa thì nhìn không được động thủ. Bọn họ rất nhiều người thật xa chạy tới, không phải là vì tham gia cái này vạn ma đấu giá hội sao. Nhưng bây giờ, thiếp mời ném thì cũng thôi đi, thậm chí ngay cả trên người linh giới cũng không cánh mà bay, cái này khiến bọn họ làm sao cam tâm. Phải biết, rất nhiều người đều là mang theo riêng phần mình thế lực nhiệm vụ đến. Chán sống rồi, dám ở vạn ma phòng đấu giá dương oai. Một tiếng quát như sấm vang vọng thương khung, lại là nhìn thấy từng đội tuần tra thủ vệ hướng về bên này nhanh chóng chạy đến. Một cỗ khí tức mạnh mẽ trong nháy mắt chặn lại phòng đấu giá cửa vào, những tu sĩ kia tất cả đều bay ngang ra ngoài, có người càng là không chịu nổi cỗ kia uy áp, linh hồn chi thể đột nhiên bạo tán mà ra. Trong lúc nhất thời, toàn trường nhanh chóng yên tĩnh trở lại, đám người kiêng kỵ nhìn trước mắt cái kia một đội tuần tra thủ vệ. Ở cái kia tuần tra thủ vệ phía trước nhất, lại là cả người khoác hắc sắc chiến giáp, cầm trong tay lợi kiếm trung niên tướng sĩ. Sắc mặt lạnh như băng quét mắt quảng trường phía trên. Là Vân Kiếm Quỷ Tướng. Đám người có người lên tiếng kinh hô, vẻ mặt kiêng kỵ nhìn xem cái kia hắc sắc chiến giáp tướng sĩ. Cái kia được xưng là Vân Kiếm Quỷ Tướng trung niên tướng sĩ, ánh mắt chậm rãi thu liếm, lại như cũ có một loại thấu xương băng lãnh, lạnh lùng nói, các ngươi vì sao gây chuyện, nếu như không nói ra được một cái lý do hợp lý, giết không tha. Giết không tha, theo ba chữ này phun ra. Nhiệt độ chung quanh bỗng hạ xuống, hư không bên trong càng là bay xuống lấy từng đạo xương lạnh, dọa đến toàn trường tu sĩ nhịn không được dùng mình một cái. Trầm mặc chỉ chốc lát sau, bỗng một lão già gạt mở đám người đi ra, thản nhiên nói, Vân Kiếm Quỷ Tướng, lão hủ chính là Xích Ma Quỷ Thành thành chủ Xích Ma, ứng quỷ vương lời mời, đến đây tham gia vạn ma đấu giá hội, có thể lão hủ thiếp mời cùng linh giới lại đột nhiên không cánh mà bay. Thiếp mời cùng linh giới mất đi. Lại có thể trách ai? Vân Kiếm Quỷ Tướng ngữ khí hoàn toàn như trước đây lạnh lẽo. Cái kia Xích Ma Quỷ Thành thành chủ Xích Ma ngược lại là không sợ, tiếp tục nói, nếu chỉ là lão hủ một người thiếp mời cùng linh giới mất đi, vậy lão hủ chỉ có thể tự nhận suối quẩy, nhưng tại trận chỉ ít có hơn 100 người ném thiếp mời cùng linh giới,
Vân Kiếm Quỷ Tướng cho rằng đây chỉ là trùng hợp sao? Vân Kiếm Quỷ Tướng rất khó chịu Sigma Quỷ Thành thành chủ Sigma chất vấn, nhưng hắn cũng biết, hôm nay nếu không cho những người này một cái công đạo, sợ là không cách nào lành. Dù sao, những người này thế nhưng là có không ít người thân phận không kém gì hắn, liền tựa như cái này Sigma thành chủ, cũng là một cái có uy tín quỷ tướng, có được thánh đế cảnh đỉnh phong thực lực. Sigma thành chủ nói đúng, việc này cũng không phải trùng hợp. Vân Kiếm Quỷ Tướng, Vô Cửu Quỷ Vương Vạn U Ma Linh Tháp không phải có được nghịch chuyển thời không chi năng sao, sao không để Vô Cửu Quỷ Vương đem cái kia tặc nhân tìm ra. Còn mời Vân Kiếm Quỷ Tướng thay chúng ta làm chủ. Lần lượt từng bóng người tiến lên, hơn trăm người liên thủ, chỗ nào còn sẽ e ngại Vân Kiếm Quỷ Tướng đây? Một cái Sigma thành chủ có lẽ còn không có để Vân Kiếm Quỷ Tướng để ở trong lòng, nhưng cái này hơn trăm người, dù cho Vân Kiếm Quỷ Tướng cũng vô cùng kiêng kỵ. Dù sao, có thể có được thiếp mời đi tới vạn ma đấu giá hội, có há lại phàm nhân đây? Vân Kiếm Quỷ Tướng lo lắng sự tình, cũng đồng dạng là đầu châu lo lắng sự tình, tất cả những thứ này. Cũng là Tiêu Phàm làm chuyện tốt, những người này thiếp mời cùng linh giới, toàn bộ đều rơi vào Tiêu Phàm trong tay. Nếu như bị những người này phát hiện, Tiêu Phàm nhất định sẽ bị vạn ma quỷ lĩnh tất cả tu sĩ truy sát. Vân Kiếm Quỷ Tướng thở sâu, lãnh đạm quét những người này một cái, nói, bản tướng liền đi bẩm báo quỷ vương, bất quá các ngươi không được càn rỡ, càng không được ngăn cản những người khác tiến vào phòng đấu giá. Không cần, đám người đang chuẩn bị ứng thanh, lúc này, đột nhiên hư không vang lên một đạo thanh âm mờ mịt hư vô. Theo đạo kia phiêu miểu thanh âm vang lên, một cỗ thật lớn áp lực bao phủ ở trong lòng mọi người, để cho người ta có chút không thở nổi, rất nhiều người càng là không tự chủ được khom người xuống. Bái kiến quỷ vương, Vân Kiếm Quỷ Tướng đột nhiên quỳ một chân trên đất, hướng về phía thiên khung hơi hơi cung kính cúi đầu. Bái kiến quỷ vương, toàn trường tu sĩ tất cả đều lấy lại tinh thần, cung kính hướng về thiên khung cúi đầu. Cúi đầu, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Thật sự là Vô Cửu Quỷ Vương mang tới áp lực quá lớn, vậy cơ hồ là cửu u địa ngục đứng đầu tồn tại, như thế nào bọn họ có thể nhìn thẳng? Chỉ có nơi xa khách quý thông đạo vị trí, còn đứng mấy bóng người. Cầm đầu là một cái 50-60 tuổi bộ dáng lão giả, mặc dù nhìn qua gầy yếu hết sức, nhưng lại cho người ta một loại cực kỳ ngắn gọn cảm giác. Lão giả nhàn nhạt nhìn hư không một cái. Ngay sau đó quay người đi vào thông đạo, hoàn toàn làm Vô Cửu Quỷ Vương không tồn tại. Việc này bổn vương đã biết, bổn vương sẽ an bài các ngươi tiến vào đấu giá hội, về phần đánh mất nguyên thạch, bổn vương bất lực, việc này cứ như vậy. Một đạo khàn khàn mà hơi có vẻ thanh âm lạnh lùng quanh quẩn tại thiên khung. Giọng nói kia nhìn như rất bình thản, có thể người ở chỗ này làm sao nghe không hiểu trong đó cường ngạnh. Việc này như vậy bỏ qua. Nếu người nào dám lại cầm việc này mà nói sự tình, tuyệt đối sẽ gặp Vô Cửu Quỷ Vương vô tận lửa giận. Chỉ là ném thiệp mời còn tốt, bọn họ có thể tiến vào vạn ma phòng đấu giá, hoàn toàn không có cái gì tổn thất. Nhưng ném linh giới người liền phiền toái, dù cho có thể tiến vào vạn ma phòng đấu giá, cũng không có chút ý nghĩa nào, bởi vì không có nguyên thạch bán đấu giá các thứ. Nhưng mà, lại có ai dám ngỗ nghịch Vô Cửu Quỷ Vương ý tứ đây? Không có. Bọn họ chỉ có thể đánh rất răng hướng trong bụng nuốt, ai cũng không dám làm trái Vô Cửu Quỷ Vương. Linh giới ném không sao, chỉ ít còn có thể bảo trụ mạng của mình, nếu là chọc giận Vô Cửu Quỷ Vương, đây chính là muốn chết người. Chỉ một thoáng, cỗ kiệu uy thế ngập trời tán đi, tất cả mọi người lúc này mới dám ngẩng đầu lên. Nên xếp hàng, còn phải tiếp tục xếp hàng, cũng không có bởi vì những cái kia ném thiếp mời cùng linh giới người mà có bất kỳ thay đổi nào. Lúc này, vạn ma phòng đấu giá đỉnh cao nhất phòng ở trong lúc đó, Vân Kiếm Quỷ Tướng cung kính đứng ở một cái bàn phía trước, nín thở ngưng thần, sợ kinh động đến ngồi ở trước bàn chỉnh lý văn án lão giả. Lão giả ăn mặc thanh sắc cẩm bào, trên mặt phủ đầy nếp nhăn, thần thái nhìn qua cực kỳ già nua, bất quá hắn con ngươi, lại là thanh minh hết sức, tinh quang lập lòe, một chút cũng không hiện đục ngầu. Nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy lão giả này, có lẽ sẽ cảm giác có chút quen thuộc. Bất quá cũng không nhất định có thể nhận ra. Vân Kiếm, người tới nơi này, cần làm chuyện gì? Thật lâu, thanh bào lão giả rốt cục thu thập xong đồ vật, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Vân Kiếm Quỷ Tướng, ngữ khí bình tĩnh nói. Vương, Vân Kiếm thở sâu, nói chuyện hôm nay, rõ ràng có người từ đó cản trở,
vì sao ngài? Không sai, Vân Kiếm tới đây, là muốn biết rõ ràng Vô Cửu Quỷ Vương vì sao sẽ làm như vậy, cái này cũng không giống như Vô Cửu Quỷ Vương làm người a. Quỷ Khốc Lĩnh 10 đại quỷ vương bên trong, Vô Cửu Quỷ Vương có thể là có tiếng công bình công chính, chưa bao giờ làm qua ỷ mạnh hiếp yếu sự tình, nhưng hôm nay, lại làm cho Vân Kiếm quỷ tướng 10 điểm ngoài ý muốn. Cùng thường ngày so sánh, hôm nay Vô Cửu Quỷ Vương, thế nhưng là lộ ra cực kỳ bá đạo. Vậy thì như thế nào? Vô Cửu Quỷ Vương thần sắc bình tĩnh. Lời này để Vân Kiếm không biết nói gì, lúc này, Vô Cửu Quỷ Vương mới nói, nếu như ta cho ngươi biết, việc này cùng Như Hi cũng có một chút quan hệ, ngươi tin không? Như Hi, Vân Kiếm sắc mặt trầm xuống, cuối cùng gật đầu một cái, nói ta tin. Vậy cứ như vậy đi, đấu giá hội cũng sắp bắt đầu, ngươi theo ta đi gặp một cái khách nhân tôn quý. Vô Cửu Quỷ Vương đi đến Vân Kiếm bên người, vỗ vỗ Vân Kiếm bả vai nói. Khách nhân tôn quý, Vân Kiếm hơi hơi kinh ngạc. Lấy Vô Cửu Quỷ Vương địa vị, có thể làm cho hắn xưng là tôn quý, cái kia địa vị có thể tưởng tượng được. Chẳng lẽ là Quỷ Khốc Huyên trong truyền thuyết huyên chủ? Ngay sau đó Vân Kiếm lại thầm tự lắc đầu, nếu như là Quỷ Khốc Huyên huyên chủ, cái kia Vô Cửu Quỷ Vương đoán chừng đã sớm quét dọn giường chiếu nghênh đón, không có khả năng như vậy điệu thấp. Đi ngươi sẽ biết, Vô Cửu Quỷ Vương thản nhiên nói. Ngay sau đó đẩy cửa phòng ra hướng về bên ngoài đi đến. Vân Kiếm tâm bên trong khẩn trương, đồng thời cũng vô cùng hưng phấn, Vô Cửu Quỷ Vương nguyện ý mang theo hắn đi gặp khách nhân tôn quý, mà không phải mang theo mặt khác quỷ tướng. Điều này nói rõ hắn chiếm được Vô Cửu Quỷ Vương coi trọng, cái này khiến hắn làm sao không kinh hỉ. Lại nói Tiêu Phàm cùng Đầu Châu hai người tới số 2 bao gian, trực tiếp đem bên trong phòng người hầu đuổi đi, Tiêu Phàm liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Hoàn toàn không có nửa điểm lo lắng bộ dáng. Đầu Châu sớm đã mồ hôi đầm đìa, sắc mặt đều hơi trắng bệch, hiển nhiên là khẩn trương chỗ đến. Hắn đã làm xong hại vô cùng dự định, chờ lấy Vạn Ma phòng đấu giá người đến tìm hắn để gây sự, có thể đợi lâu như vậy, vẫn như cũ không có người xuất hiện. Chẳng lẽ hắn đã sớm biết, không có người sẽ tới tìm chúng ta phiền phức. Đầu Châu nhìn về phía Tiêu Phàm thời khắc, trong lòng âm thầm thầm thì. Hắn suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra được, vì sao Tiêu Phàm như thế chắc chắn đối phương sẽ không tới tìm hắn phiền phức. Tiểu thư, ngươi không thể tới nơi này. Đột nhiên, ngoại giới truyền đến một đạo thanh âm dồn dập, liên tiếp một mảnh tiếng bước chân dồn dập. Đến, Đầu Châu biến sắc, vội vàng đi tới cửa, lỗ tai dán tại trên cửa, tử tế nghe lấy bên ngoài tiếng vang. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng đem mặt dán đi lên, Tiêu Phàm thanh âm nhàn nhạt vang lên. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có mở hai mắt ra. Vừa dứt lời, Đầu Châu còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên cửa phòng bỗng nhiên bị một cước đá văng, Đầu Châu trực tiếp bay ngược mà ra, trọng trọng đập trên mặt đất, trên mặt xanh một tảng lớn. Ngay sau đó, Đầu Châu tuyệt vọng nhìn về phía cửa ra vào, chỉ thấy tốt mấy đạo nhân ảnh xuất hiện vậy, bất quá Đầu Châu lực chú ý trong nháy mắt bị trong đó một cái hắc bào lão giả hấp dẫn. Đầu Châu nhớ mang máng. Hắc bào lão giả kia hình như là Vạn Ma phòng đấu giá chàng chủ, đối phương là đến tìm phiền toái. Nhưng mà, nhường hắn mắt trợn tròn chính là, hắc bào lão giả kia đột nhiên đi đến bên cạnh hắn, cung kính thi lễ nói, khách nhân tôn kính, quấy rầy rồi, lão hủ cho tiểu thư nhà ta hướng ngài bồi tội. Tốt rồi, người ra ngoài đi. Không đợi Đầu Châu mở miệng, Tiêu Phàm lại là khoát tay một cái nói, ta cùng với tiểu thư nhà ngươi, cũng coi là người quen. Người quen. Hắc bào lão giả kia cùng Đầu Châu đồng thời sững sờ, bất quá ý nghĩ trong lòng lại là hoàn toàn không giống. Ở hắc bào lão giả xem ra, nhà hắn tiểu thư người quen biết, nói thế nào cũng là cùng hắn nhà tiểu thư một cái cấp độ, nhất là đối phương trẻ tuổi như vậy, càng là chứng minh điểm này. Khó trách tiểu thư dám xông vào nơi này, đoán chừng là hai cái miệng nhỏ liếc mắt đưa tình đây. Mà ở Đầu Châu xem ra, Vạn Ma phòng đấu giá chàng chủ xưng là tiểu thư người. Không cần nghĩ cũng biết nàng là thân phận gì. Ngược lại là Tiêu Phàm, vừa mới thức tỉnh tiền thế ký ức, lại làm sao có thể nhận biết nhân vật như vậy đây? Để cho các ngươi ra ngoài, không nghe thấy sao? Đột nhiên, chàng chủ trước người một người mặc bạch sắc váy lụa thiếu nữ, lại là bén nhọn nổi giận gầm lên một tiếng. Thanh âm kia, đâm đến Đầu Châu đều có chút làm đau màng nhĩ, hắc bào lão giả kia cùng với cấp dưới nơi nào còn dám lưu lại nơi này? Nhao nhao rời khỏi bao gian.
nhìn thấy cái kia váy trắng thiếu nữ tức giận bộ dáng, đầu trâu trong lòng thất kinh, Tiêu Phàm sẽ không thật là cái này thiếu nữ tình lang a. Bao gian bên trong, hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ còn lại có hai nữ tử còn đứng ở cửa, mà Tiêu Phàm vẫn như cũ nằm trên ghế nhắm mắt dưỡng thần, tựa như hồn nhiên không biết những người khác tồn tại. Đầu trâu vẻ mặt lúng túng đứng ở cái kia, lưu lại cũng không phải, rời đi cũng không phải. Bất quá giờ phút này, đầu trâu lại là phát ra từ trong lòng đối Tiêu Phàm thay đổi cách nhìn, hắn không nghĩ tới Tiêu Phàm ở nơi này trước mặt thiếu nữ lại còn có thể bảo trì bình tĩnh như thế, coi như là giả vờ, vậy cũng trang hắn chịu phục. Khục, đại nhân, ta đi trước bên ngoài, có việc gọi ta. Lúc này, đầu trâu thực sự đứng không nổi nữa, vội ho một tiếng liền chuẩn bị đi ra ngoài cửa. Lúc này, Tiêu Phàm lại là gọi lại đầu trâu, ngươi không cần đi, bọn họ, ngươi cũng cần phải nhận biết. Ta biết, đầu trâu trợn to một đôi mắt trâu, chỉ mình, miệng há thành o hình. Hắn hướng về cửa ra vào hai thiếu nữ nhìn hồi lâu, càng xem càng buồn bực, bản thân có vẻ như chưa từng gặp qua các nàng a, Tiêu Phàm nói thế nào gặp qua đây. Đầu trâu bỗng nhiên nghĩ tới một loại khả năng. Trong lòng thầm mắng không thôi, ngươi thiếu nợ tình, chẳng lẽ cũng muốn để cho ta tới còn không thành. Ngươi xác định không biết, Tiêu Phàm chậm rãi chuyển qua cái ghế, mở hai mắt ra, cười nhìn lấy cửa ra vào hai nữ tử nói, tiểu thâu tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt. Ngươi mới là tiểu thâu, cả nhà ngươi cũng là tiểu thâu. Bạch sắc váy lụa thiếu nữ lập tức một tay chống nạnh, chỉ Tiêu Phàm nổi giận mắng. Tiểu thâu tiểu thư, đầu trâu nghe được mấy chữ này. Một đôi mắt trâu bỗng nhiên chừng một cái, trong nháy mắt nghĩ tới điều gì, căm tức nhìn bạch sắc váy lụa thiếu nữ nói, là ngươi. Là ngươi trộm đi ta linh giới, đem linh giới trả lại cho ta. Nếu như không phải nhận ra thiếu nữ thân phận, đầu trâu đoán chừng đã sớm xông lên. Ta cũng không có bắt ngươi linh giới. Váy trắng thiếu nữ lạnh rên một tiếng, khinh thường nói, huống chi, chỉ ngươi cái kia nghèo kiết hủ lậu dạng, coi như đem linh giới cho ta, ta đều lười nhắc cầm. Nghe nói như thế, đầu trâu lập tức mặt đỏ tới mang tai, để làm sao không nghe ra váy trắng thiếu nữ trong giọng nói ý tứ đây. Liền bằng ngươi linh giới bên trong điểm này nguyên thạch, đối phương căn bản không có thèm. Ngươi linh giới ở trên người hắn, váy trắng thiếu nữ căm tức nhìn Tiêu Phàm, nói, làm sao, có ít người dám làm không dám chịu sao. Tiêu Phàm cũng không tức giận, ngược lại cười nói như vậy, ngươi thừa nhận trộm đầu trâu linh giới. Ta váy trắng thiếu nữ nhất thời không biết trả lời như thế nào, ngay sau đó lại quát lên, là ta làm lại như thế nào, chí ít ta dám làm dám chịu. Phải là được rồi, Tiêu Phàm nhún nhún vai nói. Vậy cũng so ngươi cái này âm hiểm hạng người tốt, chỉ biết là vụ oan giá họa. Váy trắng thiếu nữ lạnh rên một tiếng. Cũng khó trách nàng tức giận như vậy, nàng và nha hoàn của nàng vẻn vẹn trộm 10-20 người linh giới mà thôi, có thể Tiêu Phàm lại trộm hơn 100 người linh giới. Hơn nữa tất cả đều giá họa cho nàng, cái này khiến nàng làm sao không giận. Nếu như không phải nàng cũng khô ám muội sự tình, có lẽ nàng đã sớm dẫn người tới bắt lại Tiêu Phàm. Người đây là 50 bước cười 100 bước, Tiêu Phàm lắc đầu, hắn sở dĩ còn mang theo khuôn mặt tươi cười, ôn hòa cùng đối phương nói như thế, cũng chính bởi vì hắn lợi dụng một lần đối phương. Từ đầu trâu nói cho hắn tử kim thiếp quý giá chỗ lúc. Tiêu Phàm liền đoán được váy trắng thiếu nữ thân phận không đơn giản. Đã như vậy, cho dù hắn ăn cắp những người khác linh giới, một khi vạn ma phòng đấu giá phải cẩn thận kiểm tra, cũng nhất định sẽ trước tiên tra được váy trắng thiếu nữ trên người. Nếu như vạn ma phòng đấu giá dám tìm váy trắng thiếu nữ phiền phức, Tiêu Phàm cũng chỉ có thể tự nhận xúi quẩy, chuẩn bị tùy thời chạy trốn. Nhưng vạn nhất đối phương không dám tìm váy trắng thiếu nữ phiền phức, vậy dĩ nhiên là sẽ không bại lộ hắn tồn tại. Trộm phải những cái kia linh giới, liền hoàn toàn thuộc về hắn. Đây cũng là Tiêu Phàm không kiêng nể gì như thế tiến vào vạn ma phòng đấu giá nguyên nhân, thậm chí hắn đều không sợ váy trắng thiếu nữ tìm đến phiền phức. Bởi vì váy trắng thiếu nữ bản thân liền không làm sao sạch, nàng thật muốn tìm phiền toái, chẳng phải là bóc chính nàng ngắn sao. Ngươi, váy trắng thiếu nữ không biết làm sao phản bác, chỉ có thể lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn, tức giận hướng về Tiêu Phàm. Tốt rồi, ngồi xuống đi. Tiêu Phàm một bộ bắt tay giảng hòa tư thế, tiện tay ném ra trong tay tử kim thiếp, cùng từ trên người bọn họ ăn cắp những cái kia linh giới, nói ta không phải là dùng một chút các ngươi tử kim thiếp nha, cùng lắm thì dùng những cái này linh giới đền bù tổn thất các ngươi.
những cái này linh giới vốn chính là ta. Váy trắng thiếu nữ nghiến răng nghiến lợi. Ngươi xác định những cái này linh giới là của ngươi. Tiêu Phàm cười híp mắt nói, nếu như ngươi dám nói là của ngươi, vậy ta liền cầm lấy những cái này linh giới ra ngoài, nhìn xem có hay không những người khác nhận lãnh. Ngươi, hỗn trướng, váy trắng thiếu nữ khí nhe răng trợn mắt, hận không thể đem Tiêu Phàm ăn sống nuốt tươi. Hôm nay, nàng ăn một cái thiệt thòi lớn như thế, cho Tiêu Phàm cõng lớn như vậy hắc oa, lại còn hoàn toàn không làm gì được Tiêu Phàm, khẩu khí này để cho nàng làm sao nuốt trôi đi. Một bên đầu trâu sớm đã trợn tròn mắt, hắn mặc dù có chút phản ứng chỉ đột, nhưng đại khái cũng minh bạch có ý tứ gì, trong lòng không khỏi đối Tiêu Phàm càng ngày càng bội phục lên. Đồng thời, đè ở trong lòng tảng đá lớn cũng tan thành mây khói, liền tử kim thiếp chủ nhân đều không làm gì được Tiêu Phàm, vậy bọn hắn ngồi ở chỗ này, chẳng phải là danh chính ngôn thuận. Không chỉ có như thế, Tiêu Phàm có vẻ như còn chiếm được mấy chục mai linh giới, từ không có gì cả, biến thành tiểu phú ông, đây quả thực là làm ăn không vốn a. Cao siêu, đầu trâu không khỏi âm thầm cho Tiêu Phàm giơ ngón tay cái lên. Tiểu thư, đừng nóng giận. Váy trắng thiếu nữ nha hoàn Tiểu Vũ ngăn đón cánh tay của nàng, an ủi. Hừ, váy trắng thiếu nữ trong lỗ mũi đều muốn bốc khói, hận hận ở khác trên một cái ghế ngồi xuống, đôi mắt như đao như kiếm hướng về Tiêu Phàm, nói, ngươi sẽ phải hối hận. Tiêu Phàm chỉ là cười nhạt một tiếng, nói có hối hận không, sau này hãy nói, nếu không, sẽ giúp ta một chuyện. Một bên đầu trâu cùng váy trắng thiếu nữ nha hoàn khóe miệng giật một cái. Ngươi không thấy được nàng liền giết ngươi tâm đều có sao, nàng lại làm sao có thể giúp cho ngươi bận bịu đây. Nằm mơ, váy trắng thiếu nữ dù muốn hay không. Lợi hại như vậy, đừng cẩn thận về sau không gả ra được. Tiêu Phàm lắc đầu, nhìn chăm chú phía dưới phòng đấu giá nói, ta liền là muốn mua chút đồ vật mà thôi, liền mượn dùng một lần số 2 bao gian danh nghĩa sử dụng, ngươi sẽ không đuổi ta đi à. Trong lúc nói chuyện, Tiêu Phàm trong tay bỗng xuất hiện một mai kỳ lạ hạt châu cùng ký ức thủy tinh có chút tương tự, chính là cửu u địa ngục đặc thù ký ức thủy tinh, Tiêu Phàm hiển nhiên đem sự tình vừa rồi toàn bộ đều ghi chép xuống. Nhìn thấy cái này ký ức thủy tinh, váy trắng thiếu nữ nắm đấm nắm chặt, vọt thẳng đến Tiêu Phàm bên người, nắm lên Tiêu Phàm cánh tay, hung hăng cắn một cái. Tùy tiện cắn a, dù sao ta đây chỉ là hồn thể mà thôi, cũng eo không đau, tất nhiên ngươi không phản đối. Vậy ta liền khi ngươi đáp ứng. Tiêu Phàm lơ đễnh cười nói. Hắn linh hồn chi thể, chính là từ linh hồn chi lực ngưng tụ mà thành, công kích như vậy đối với hắn mà nói, căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đại nhân ra mặt thật dày a. Đầu trâu nhìn thấy một màn này, không khỏi cảm thán nói. Đột nhiên, hắn dư quang nhìn xuống phía dưới phòng đấu giá, một đạo tinh quang hiện lên, hơi hơi kích động nói, đại nhân, đấu giá hội bắt đầu. Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, cái ghế lần nữa chuyển đi, hoàn toàn làm váy trắng thiếu nữ cùng nha hoàn của nàng không tồn tại. Thậm chí, từ đầu đến cuối, nàng đều không biết Tiêu Phàm tên gọi là gì. Váy trắng thiếu nữ nhìn thấy một màn này, đành phải buông ra Tiêu Phàm cánh tay, tức giận dậm chân. Tiểu thư, nha hoàn của nàng Tiểu Vũ lôi kéo nàng cánh tay, để cho nàng an tĩnh lại. Hừ, ta không sợ nói cho ngươi. Chỉ bằng trên tay ngươi điểm ấy linh giới, đoán chừng cũng không bao nhiêu nguyên thạch a, căn bản liền mua không có bao nhiêu đồ vật. Váy trắng thiếu nữ cười lạnh đả kích nói. Tiêu Phàm lông mày khẽ nhíu một chút, hắn vừa mới đem những cái kia linh giới bên trong đồ vật đơn giản sửa sang lại một phen, đồ vật ngược lại là không ít, nhưng thứ đáng giá cũng không phải rất nhiều. Gần 100 mai linh giới, hắn cũng vẻn vẹn gọp đủ 3 ức nguyên thạch, căn bản cũng không có cái gì giá trị quá lớn. Bất quá suy nghĩ một chút cũng liền bình thường trở lại, cần xếp hàng chờ đợi tiến vào vạn ma phòng đấu giá người, căn bản cũng không phải là đại phú đại quý người. Nói trắng ra là, bọn họ tối đa cũng chỉ là có được bạc thiếp mà thôi, trên người lại có thể có bao nhiêu nguyên thạch đây. Có thể có được kim thiếp người, là không cần thiết xếp hàng, có rất ít khả năng bị Tiêu Phàm trộm được. Nói câu khó nghe, Tiêu Phàm có thể gom góp 3 ức nguyên thạch. Đã coi như là vận khí 10 phần không sai. Nếu là nhục thân trạng thái, Tiêu Phàm tùy tiện lấy ra chút cực phẩm long tinh đến, liền có thể đổi vô số nguyên thạch, căn bản không cần lo lắng tiền tài vấn đề. Nhưng hiện tại, hắn duy nhất có thể đem ra được đồ vật, cũng chỉ có U Minh Thánh Thủy. Hơn nữa, không đến vạn bất đắc dĩ,
Tiêu Phàm cũng sẽ không bại lộ U Minh Thánh Thủy tồn tại. Nhìn thấy Tiêu Phàm trên mặt mây đen, váy trắng thiếu nữ lúc này mới đắc ý cười một tiếng. Đại nhân, loại thứ nhất đấu giá đồ vật dĩ nhiên là trong truyền thuyết Mộng Huyễn Thần Thủy, hơn nữa còn là ba giọt. Đột nhiên, đầu châu tiếng thét chói tai đem Tiêu Phàm suy nghĩ kéo lại. Cho dù là váy trắng thiếu nữ, đôi mắt cũng hiện lên một vòng kinh ngạc. Mộng Huyễn Thần Thủy a, đây chính là đồ vật trong truyền thuyết, chính là đỉnh cấp linh hồn thánh dược, thánh đế cảnh phía dưới tu sĩ, vô luận linh hồn thụ thương nặng hơn, chỉ cần chưa từng tán đi, một giọt Mộng Huyễn Thần Thủy liền có thể khôi phục. Cho dù là đã từng lãng thiên muốn Tiêu Phàm ở nhân tộc thí luyện cổ địa bên trong tìm kiếm vãng sinh linh phách hoa, cùng so sánh, cũng không phải cùng một cái cấp độ linh vật. Vãng sinh linh phách hoa, tối đa cũng liền có thể khôi phục đại đế cảnh tu sĩ linh hồn, mà Mộng Huyễn Thần Thủy, lại là có thể chữa trị thánh đế cảnh tu sĩ linh hồn. Nhất là ở cửu u địa ngục loại này chỗ đặc thù, tất cả tu sĩ cũng là linh hồn chi thể, có được một giọt Mộng Huyễn Thần Thủy, có thể thì tương đương với nhiều hơn một cái mạng. U Minh Thánh Thủy dĩ nhiên chân quý, nhưng vẫn không có Mộng Huyễn Thần Thủy công hiệu, chỉ có thể nói hai người giá trị không phân cao thấp. Đối với muốn chữa thương người mà nói, đương nhiên là mộng ảo thâm thúy muốn quý giá rất nhiều. Nhưng đối với muốn thức tỉnh tiền thế ký ức người mà nói, U Minh Thánh Thủy mới thật sự là tuyệt thế chân bảo. 3.000 vạn, 5.000 vạn. Phòng đấu giá phía trên tu sĩ đã triệt để điên cuồng, ba giọt Mộng Huyễn Thần Thủy, thế nhưng là tương đương với ba cái mạng là, ai không muốn lấy được. Rất nhanh, báo giá liền vượt qua một ức nguyên thạch. Tiêu Phàm một mực nhàn nhạt hướng về phía dưới phòng đấu giá, thẳng đến giá cả đột phá 2 ức nguyên thạch, kêu giá không sai biệt lắm ổn định lại, lúc này, Tiêu Phàm cũng chuẩn bị mở miệng kêu giá. Đừng trang mô tác giảng, chỉ ngươi những cái kia linh giới, có thể gom góp 2 ức nguyên thạch còn chưa nhất định đây. Váy trắng thiếu nữ đả kích nói, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Nhưng mà một khắc sau, váy trắng thiếu nữ nụ cười trong nháy mắt ngưng kết tại chỗ. Há hốc miệng nhìn xem Tiêu Phàm. Ba ức, Tiêu Phàm nói lên trong lòng mình giá cả, so với phía trước giá cả, trực tiếp nhiều hơn ức nguyên thạch. Đại nhân, ngươi, đầu trâu cũng trợn tròn mắt, hắn gặp qua kêu giá điên cuồng, có thể Tiêu Phàm loại này trực tiếp mở miệng chính là hơn ức nguyên thạch người, còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hơn ức nguyên thạch a, ở nguyên thạch cực kỳ thiếu hụt bên trong cửu u địa ngục, đây chính là cực kỳ chân quý. Dù cho ngoại giới một ức trung phẩm nguyên tinh, cũng chưa chắc có thể so sánh nơi này một ức phổ thông nguyên thạch. Rất rẻ a, không phải sao? Tiêu Phàm nhìn thấy trên mặt mấy người kinh ngạc, vẻ mặt không hiểu. Hắn cũng không phải giả vờ, mà là hắn thấy, cái kia ba giọt Mộng Huyễn Thần Thủy đáng cái giá này, cho dù là ở nguyên thạch rất thiếu cửu u địa ngục. Tiện nghi, váy trắng thiếu nữ ba người khóe miệng cuồng hống, đây chính là ba ức nguyên thạch a, cái này còn tiện nghi. Một ức một giọt Mộng Huyễn Thần Thủy, đây đã là thiên giới tốt ha. Chẳng lẽ các ngươi cảm thấy giá cả quá thấp? Cũng đúng, một ức mua một cái mạng, cái này quả thật có chút quý. Tiêu Phàm nghi hoặc nhìn ba người, lại chuẩn bị tiếp tục tăng giá. Đủ, đầu châu thấy thế, liền vội vàng kéo Tiêu Phàm cánh tay, hắn cảm giác trái tim đều có chút không nghe sai khiến. Chiếu Tiêu Phàm như vậy thêm xuống dưới, nếu là lại thêm một ức, hắn không được tức giận thổ huyết. Mộng Huyễn Thần Thủy ba giọt, ba ức nguyên thạch thành giao. Lúc này, phòng đấu giá phía trên cũng vang lên đấu giá sư giải quyết dứt khoát thanh âm. Đám người cũng không còn cách nào bình tĩnh, toàn bộ đều sôi trào. Ba ức nguyên thạch, chỉ vì ba giọt Mộng Huyễn Thần Thủy, cái này cũng quá điên cuồng a. Không biết là cái nào đại thế lực ra tay, có thể xuất ra 300 triệu lần phẩm nguyên thạch, đoán chừng làm sao cũng là quỷ vương người của tầng thứ này a. Ai biết được, bất quá 89 phần 10 là cái kia bao gian bên trong người ra tay. Đám người ngươi một lời, ta một câu, ước ao thời khắc, lại có chút kết thúc. Bọn họ người bình thường liền trăm vạn nguyên thạch đều không lấy ra được, nhưng đối phương xuất thủ là được ba ức, cái này khiến bọn họ làm sao chịu nổi. Trong dạp, đầu trâu vỗ đầu một cái, thiếu chút nữa thì ngồi sập xuống đất. Ba ức nguyên thạch a, cứ như vậy không thấy. Cái này khiến hắn làm sao không đau lòng đây. Ta ngược lại muốn xem, chờ chút ngươi làm sao xuất ra ba ức nguyên thạch. Nữ tử váy trắng nhịn không được chế nhạo Tiêu Phàm nói. Ba ức nguyên thạch, đối với nàng mà nói, đều là đại thủ bút,
có thể Tiêu Phàm chỉ đơn giản như vậy đem ra, cái này khiến nàng trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được. Nàng chỉ hy vọng Tiêu Phàm không lấy ra được, đến lúc đó vạn ma phòng đấu giá liền sẽ có lấy cớ ứng phó hắn. Lúc này, cửa ra vào liền truyền đến một trận tiếng gõ cửa, lại là vạn ma phòng đấu giá chàng chủ tự mình dẫn người đưa tới ba giọt mộng huyễn thần tủy. Mặc dù mộng huyễn thần tủy quý giá, nhưng chàng chủ quan tâm hơn chính là nữ tử váy trắng mặt mũi, cho nên tự mình đưa tới. Vị công tử này, ngài là có được tử kim thiếp khách quý, ta cho ngài xử lý tử kim hội viên, có thể ưu đãi giảm 10%. Không đợi nữ tử váy trắng mở miệng, chàng chủ liền vẻ mặt nịnh nọt nhìn xem nữ tử váy trắng nói. Nữ tử váy trắng nghe vậy, buồn bực kém chút không phun ra một ngụm lão huyết, hận không thể đem trận này chủ đạp ra ngoài. Vậy liền đa tạ tiền bối, Tiêu Phàm khẽ mỉm cười nói. Công tử là tiểu thư bằng hữu, đây là lão hủ phải làm, công tử nếu là có cái gì phải giúp một tay, tùy thời có thể tìm lão hủ. Chàng chủ khẽ mỉm cười nói. Nữ tử váy trắng hai mắt lật một cái, kém chút không hôn mê. Ngược lại là Tiêu Phàm, cười cười nói tiền bối khách khí, đúng rồi, vãn bối vừa vặn có chút việc, muốn phiền phức tiền bối. Không biết công tử cần làm chuyện gì đây? Vạn ma phòng đấu giá chàng chủ mặt mũi hiền lành mà hỏi. Nếu là những người khác mở miệng, hắn khẳng định hờ hững lạnh lẽo, có thể Tiêu Phàm là hắn nhà tiểu thư bằng hữu, hắn lại làm sao có thể không quan tâm đây? Thậm chí, hắn đều ước gì Tiêu Phàm tìm hắn hỗ trợ, kể từ đó, nhất định sẽ để váy trắng thiếu nữ ghi ở trong lòng, đến lúc đó cho hắn nói tốt vài câu. Nhưng nữ tử váy trắng lại không nghĩ như thế. Hắn giờ phút này thế nhưng là hận thấu trận này chủ, một điểm ánh mắt đều không có. Chẳng lẽ ngươi không thấy được ta ở cho ngươi nháy mắt sao? Nàng làm sao biết, chính là nàng đang không ngừng nháy mắt, mới khiến cho vạn ma phòng đấu giá chàng chủ hiểu lầm, cho rằng chính là muốn hắn giúp Tiêu Phàm bận bịu đây. Tất cả những thứ này, Tiêu Phàm tự nhiên toàn bộ đều thấy ở trong mắt, trong lòng thiếu chút nữa thì không bật cười. Chuyện là như thế này. Tiêu Phàm ra vẻ trầm ngâm chốc lát, nói, vãn bối đi ra ngoài tương đối gấp gấp rút, quên mang đủ nguyên thạch, trong tay chỉ còn lại có vài ức. Vài ức, đầu trâu cùng váy trắng thiếu nữ hai người đã hoàn toàn vô ngữ, làm sao đến trong miệng ngươi, vài ức nguyên thạch chính là một bút con số nhỏ đây, mở miệng ngậm miệng chính là hơn ức. Ngươi ra trâu đã thổi phá thiên, cha mẹ của ngươi biết không? Vạn ma phòng đấu giá chàng chủ nghe nói như thế. Nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt càng thêm tán đồng, có thể tùy tiện ra giá vài ức, mở miệng cũng là vài ức người, lại có thể đơn giản đây. Khó trách tiểu thư nhà ta đều cùng hắn liếc mắt đưa tình. Mà cái này còn dư lại vài ức, ta còn muốn dùng làm mặt khác, chờ chút cũng có khả năng muốn đập mặt khác bảo bối, cho nên. Tiêu Phàm tiếp tục nói. Cho nên, ngươi là muốn từ vạn ma phòng đấu giá mượn một chút nguyên thạch. Chàng chủ nhíu mày. Tay phải nâng cầm lên rơi vào trầm tư, nói cái này sợ. Váy trắng thiếu nữ lập tức lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, trong lòng giễu cợt nói, ngươi sợ là không biết vạn ma phòng đấu giá quy củ, ai cũng không dám tới phía ngoài mượn nguyên thạch, dù cho ta đều làm không được, ngươi lại làm sao có thể mượn được đây. Chẳng qua là khi hắn nghe được Tiêu Phàm lời kế tiếp là, váy trắng thiếu nữ sắc mặt lại cứng tại chỗ. Trước bị hiểu lầm, ta không phải là muốn mượn nguyên thạch. Tiêu Phàm lắc đầu, nói, mà là vãn bối muốn gửi đấu một chút đồ vật, nếu như tiền bối cảm thấy có thể, hôm nay tại chỗ đấu giá cũng được. Đầu trâu cùng váy trắng thiếu nữ nhịn không được trợn trắng mắt, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tràn đầy xem thường, đầu trâu nội tâm vừa mới ngưng tụ một tia ý kính nể, cũng tan thành mây khói. Người một cái liền một khỏa nguyên thạch đều không có, còn phải dựa vào trộm người, lại có thể có thứ gì đáng tiền đấu giá đây. Huống hồ. Coi như người có thứ đáng giá đấu giá, có thể nghĩ muốn bán đi vài ức nguyên thạch giá trên trời, vậy cũng là không thể nào. Không biết công tử muốn gửi đấu chính là vật gì? Chàng chủ nghe được Tiêu Phàm không phải muốn mượn nguyên thạch, ngược lại là thở dài một hơi, đối Tiêu Phàm gửi đấu đồ vật cũng hết sức tò mò. Tiêu Phàm nhìn bốn phía một cái, nói, dạng này à, tiền bối tìm một nơi yên tĩnh, giám định một lần vãn bối đồ vật lại nói, làm sao? Tốt. Lão hủ liền an bài, công tử đi theo ta. Chàng chủ gật đầu một cái. Đây là 2.700.000 nguyên thạch, mộng huyễn thần tủy ta liền nhận trước. Tiêu Phàm đưa cho chàng chủ một mai linh giới,
ngay sau đó đem ba giọt mộng huyễn thần tủy thu vào. Tại xác định là chân chính mộng huyễn thần tủy thời khắc, Tiêu Phàm nội tâm cũng nổi lên gợn sóng. Hai người trò chuyện đôi câu, Tiêu Phàm liền đi theo chàng chủ rời đi. Váy trắng thiếu nữ khí thẳng dậm chân, nổi giận mắng, đáng chết chàng chủ, cho hắn yêu đãi không nói, lại còn thật tin tưởng hắn, vậy mà vi phạm bổn tiểu thư ý tứ. Tiểu thư, người nháy mắt ra hiệu, chàng chủ làm sao minh bạch người ý tứ, người nói thẳng ra a. Tiểu Vũ không khỏi trợn trắng mắt. Nói ra, váy trắng thiếu nữ ngược lại là muốn a, có thể Tiêu Phàm ghi chép bọn họ phía trước đối thoại, vạn nhất lộ ra ánh sáng ra ngoài, cái kia cũng không phải cái gì chuyện tốt. Mà lúc này, đầu trâu lại là cứng ngắc tại nguyên chỗ, thân thể đều khẽ run lên, nói, không tốt, đại nhân không phải là muốn chạy trốn a. Lấy hắn đối Tiêu Phàm hiểu rõ, Tiêu Phàm tuyệt đối là làm được ra loại chuyện như vậy người. Nếu như Tiêu Phàm mang theo cái kia ba giọt mộng huyễn thần tủy chạy trốn, vậy hắn thì sao? Đầu trâu thanh âm không lớn, có thể váy trắng thiếu nữ bọn họ đều là thánh đế cảnh tiền kỳ tu vi, làm sao nghe không được đây? Chạy trốn, ngươi nói hắn sẽ trốn chạy. Nữ tử váy trắng sắc mặt âm trầm nhìn xem đầu trâu nói. Đầu trâu kém chút dọa đến đặt mông ngồi dưới đất, hắn ngược lại là muốn trốn, có thể biết trước mắt thân phận của thiếu nữ này về sau. Hắn nơi nào còn có nửa điểm trốn chạy tâm tư. Không, ngài nghe lầm, đại nhân làm sao có thể chạy trốn, hắn lại không làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài, khẳng định sẽ trở lại. Đầu trâu trọng trọng gật đầu nói. Hắn nhưng là đoạt hơn trăm người linh giới, cái này chẳng lẽ vẫn là chuyện vẻ vang gì. Váy trắng thiếu nữ nha hoàn Tiểu Vũ cười lạnh nói. Tiểu thư nàng không phải cũng ưa thích làm việc này sao, chẳng lẽ ngươi nói việc này ám muội? Đầu trâu không biết dũng khí đến từ nơi đâu, hùng hồn nói. Ngươi, Tiểu Vũ quả thực là bị nghẹn đến một câu đều không nói được. Ngươi gọi hắn đại nhân đúng không, hắn rốt cuộc là ai? Váy trắng thiếu nữ đổi chủ đề, muốn từ đầu trâu trong miệng hiểu rõ một chút Tiêu Phàm tin tức. Ta cũng không biết, đầu trâu vội vàng lắc đầu. Có đúng không, nữ tử váy trắng híp hai mắt, một bộ người xấu bộ dáng nhìn xem đầu trâu. Nói, nghĩ đến người biết ta là ai không, người cũng đã biết lấn hậu quả khi lừa gạt ta. Như Hi tiểu thư, ta, đầu trâu dọa đến sắc mặt đại biến, nói ta thực sự không biết, ta chỉ biết rõ, hắn gọi là Diêm La, thực lực sâu không lường được. Không nên gấp, đem hắn sự tình chậm rãi nói cho ta biết. Nữ tử váy trắng một bộ âm mưu được như ý bộ dáng, cười híp mắt nói. Tiêu Phàm không biết, đầu trâu đã bán đứng hắn, đương nhiên. Dù cho hắn biết rõ, hắn cũng sẽ không để ý, bởi vì hắn cũng không cái gì có thể được đầu trâu bán. Hắn đi theo vạn ma phòng đấu giá chàng chủ đi tới một gian đầy đủ trong căn phòng an tĩnh, chờ đợi chốc lát, hắn lại dẫn hai cái giám định sư đi đến. Công tử, hai vị này thế nhưng là ta vạn ma phòng đấu giá đỉnh cấp giám định sư, người có thể đem đồ vật lấy ra. Chàng chủ vẻ mặt nịnh nọt nhìn xem Tiêu Phàm nói. Hai cái kia giám định sư thấy thế. Trong lòng hơi hơi kinh ngạc, bất quá trên mặt lại là bất động thanh sắc. Tiêu Phàm gật đầu một cái, xòe bàn tay ra, ba giọt chất lỏng lập tức xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn, sương mù màu đen bốc lên, bất quá đều bị Tiêu Phàm áp xúc ở nhất định không gian bên trong, không cách nào phát huy một tí. Cái này, cảm nhận được chất lỏng màu đen tán phát khí tức, hai cái kia giám định sư đồng thời biến sắc, hoảng sợ nói, U Minh Thánh Thủy. U Minh Thánh Thủy. Chàng chủ nghe được mấy chữ này, con người bỗng nhiên co rụt lại, ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia ba giọt chất lỏng, hai mắt xuất thần nói các ngươi xác định. Hai cái giám định sư không có lập tức khẳng định, mà là cẩn thận kiên định một phen, lúc này mới thở sâu, đồng thời nhìn xem chàng chủ nói, chàng chủ, xác định là U Minh Thánh Thủy không thể nghi ngờ. Nói xong, Tiêu Phàm cũng đã thu hồi U Minh Thánh Thủy, cười nhạt nhìn xem ba người. Công tử, ngài đây là ý gì? Nhìn thấy Tiêu Phàm thu hồi U Minh Thánh Thủy, chàng chủ trên mặt lộ ra lo lắng, hắn không phải đã nói dùng để bán sao, tại sao lại thu lại đây? Chàng chủ, chắc hẳn ngươi cũng U Minh Thánh Thủy giá trị a. Tiêu Phàm khẽ mỉm cười nói, một bộ sâu không lường được bộ dáng. Chàng chủ gật đầu một cái, lại là không biết Tiêu Phàm là ý gì, đành phải hỏi, vậy công tử ý tứ là? U Minh Thánh Thủy cứ như vậy giao cho các ngươi, ta không quá yên tâm. Tiêu Phàm như thật nói ra, làm sao cũng phải có cái bằng chứng a. Công tử này có thể yên tâm,
Chàng chủ vỗ ngực bảo đảm nói, vạn ma phòng đấu giá tín dự, dù cho ở cửu u địa ngục đều có cam đoan. Chỉ cần chúng ta giám định sư giám định đây mới thật là u minh thánh thủy, liền sẽ sắp xếp hiệp nghị, cùng công tử ký tên đồng ý, bất quá, ta vạn ma phòng đấu giá có hai loại phương thức có thể cung cấp công tử lựa chọn. Hai loại nào? Tiêu Phàm không chút nghĩ ngợi hỏi. Loại thứ nhất, chàng chủ thần sắc hơi hơi nghiêm một chút, nói, vạn ma phòng đấu giá lấy cố định giá cả mua sắm công tử trong tay ba giọt u minh thánh thủy, u minh thánh thủy cuối cùng chỗ cùng công tử lại không quan hệ. Loại thứ hai, thì là công tử đem u minh thánh thủy ký thác cho vạn ma phòng đấu giá, vô luận u minh thánh thủy bán đi giá bao nhiêu giá trị, ta vạn ma phòng đấu giá đều thu lấy 10% phí tổn. Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm, cái này 10% phí tổn, cũng không phải lớn như vậy a. Nếu như bán ra 1 ức, sẽ phải bị vạn ma phòng đấu giá 1.000 vạn, không thể không nói, phòng đấu giá này không phải bình thường kiếm tiền. Các ngươi có thể ra giá bao nhiêu? Suy tư chỉ chốc lát sau, Tiêu Phàm lần nữa nhìn về phía chàng chủ nói. Chàng chủ nghĩ nghĩ, làm một cái thủ thế, nói 8.000 vạn nguyên thạch một giọt. Tiêu Phàm nghe vậy, không khỏi nhíu mày, hiển nhiên không hài lòng lắm cái này 8.000 vạn nguyên thạch giá cả. Nếu là ở Thái Cổ Thần Giới, U Minh Thánh Thủy có lẽ giá trị không được 8.000 vạn nguyên tinh, nhưng tại cửu U Địa Ngục, đối với những cái kia cường đại linh hồn chi thể mà nói, U Minh Thánh Thủy tuyệt đối là cực kỳ quý báu. Đừng nói bao nhiêu ức, nhưng làm sao cũng có thể bán đi 1 ức nguyên thạch a. 9.000 vạn, đây là lão hủ mức cực hạn. Chàng chủ nhìn thấy Tiêu Phàm do dự, sợ hắn không bán U Minh Thánh Thủy, vội vàng lại thêm 1.000 vạn giá cả. Không cần, Tiêu Phàm lại là khoát tay một cái nói, ta tuyển loại thứ hai. Công tử yên tâm, lão hủ cam đoan xử lý thỏa đáng. Chàng chủ lập tức mặt mày hớn hở. Bất quá ta có một cái yêu cầu. Tiêu Phàm lại trầm ngâm một tiếng, nói, ba giọt U Minh Thánh Thủy, đều muốn tách ra đấu giá, mà không phải duy nhất một lần đấu giá. Tốt, chàng chủ nơi nào có đạo lý cự tuyệt, ta quyết định, ba cái này giọt U Minh Thánh Thủy, liền xem như áp trục đồ vật đấu giá. Lấy U Minh Thánh Thủy giá trị, xem như áp trục đồ vật, cũng là không mai một giá trị của nó, chàng chủ trong đầu đã bắt đầu tưởng tượng. Ba giọt U Minh Thánh Thủy vỗ ra giá trên trời một màn. Đúng rồi tiền bối, vãn bối còn có một cái yêu cầu quá đáng. Tiêu Phàm đắng chát cười một tiếng, nói, ngươi cũng biết, vãn bối trên tay không có bao nhiêu nguyên thạch, chờ chút khó tránh khỏi sẽ coi trọng 1-2 kiện bảo bối. Tiêu Phàm nói rất huyền chuyển, bất quá chàng chủ thế nhưng là tinh danh, làm sao không minh bạch Tiêu Phàm ý tứ đây. Công tử yên tâm, nếu ngài là Như Hy tiểu thư bằng hữu. Vậy liền cho công tử 3 ức nguyên thạch hạn mức dùng trước. Chàng chủ lấy ra một tờ đen thẻ màu vàng đưa cho Tiêu Phàm. Nguyên bản Tiêu Phàm xem như tử kim thiếp quý nhân, vốn là có được 1 ức nguyên thạch hạn mức, chàng chủ xem ở nhà hắn tiểu thư phân thượng, lại nhiều cho Tiêu Phàm 2 ức hạn mức. Nếu như bị váy trắng thiếu nữ biết rõ việc này, đoán chừng sẽ thổ huyết không ngừng. Bản thân khắp nơi nghĩ đến khó xử Tiêu Phàm, có thể vạn ma phòng đấu giá chàng chủ ngược lại tốt. Vậy mà khắp nơi nịnh nọt Tiêu Phàm, chủ yếu nhất, vẫn là xem ở trên mặt của nàng. Tiêu Phàm tự nhiên là không chút khách khí nhận lấy, ngay sau đó cùng chàng chủ cùng 2 vị giám định sư ký hiệp nghị về sau, lúc này mới hài lòng hướng về Bao Xương đi đến. Chàng chủ, người trẻ tuổi kia là ai, cùng Như Hy tiểu thư là quan hệ như thế nào? Đợi Tiêu Phàm rời đi, 2 cái kia giám định sư lập tức không bình tĩnh. Vừa rồi Tiêu Phàm ở chỗ này. Bọn họ vẫn không có cơ hội hảo hảo hỏi thăm, trong lòng đã sớm vội vã không nhịn nổi. Ta cũng không biết, bất quá hắn cùng Như Hy tiểu thư ở một cái ghế lô bên trong. Chàng chủ có chừng có mực nói, còn kém đem Tiêu Phàm cùng hắn nhà Như Hy tiểu thư tầng quan hệ cuối cùng xuyên phá. 2 cái giám định sư nghe vậy, lập tức sắc mặt biến hóa, trong lòng âm thầm may mắn bản thân cũng không có bởi vì Tiêu Phàm cái kia gương mặt trẻ tuổi mà khinh thị. Lúc này, trong rạp, đầu châu kiêng kỵ váy trắng thiếu nữ Như Hy thân phận, 1 năm 1 10 đem Tiêu Phàm tin tức toàn bộ đều nói cho Như Hy, hắn cầu xin vẻ mặt, đã làm xong bị Như Hy trừng phạt chuẩn bị. Như Hy tiểu thư, cái này thực không liên quan ta sự tình a, ta cũng chỉ là một người bị hại. Đầu châu khóc giống nói, nước mắt nước mũi chảy ngang. Hừ, người cũng không phải là cái gì khá lắm, một căn cỏ mọc đầu tường. Váy trắng thiếu nữ Như Hy lạnh rên một tiếng,
lạnh lùng hướng về đầu trâu, hồi lâu mới nói, bất quá, bản tiểu thư có thể cho ngươi một cơ hội. Đầu trâu nghe vậy, thiếu chút nữa thì quỳ sát xuống dưới, dập đầu bái tạ. Cơ hội gì a, nếu không cũng cho ta một lần. Cũng đúng lúc này, Bao Xương bên ngoài, đột nhiên truyền đến một đạo cười nhạt thanh âm, ngay sau đó, Bao Xương cửa bị mở ra. Đầu trâu một cái giật mình, vội vàng ngừng thân hình, nước mắt và nước mũi trong nháy mắt bốc hơi không còn một mảnh, vẻ mặt nịnh hót nhìn xem Tiêu Phàm, cười nói, đại nhân, ngài rốt cục trở về, nàng để cho ta bán rẻ ngươi. Nói đến đây, đầu trâu bỗng nhiên căm tức nhìn Như Hi, hận không thể đem Như Hi tháo thành tám khối. Đầu trâu, ngươi một cái hỗn trướng, Như Hi nơi nào sẽ nghĩ đến, đầu trâu nói trở mặt thì trở nên mặt. Gia hỏa này vừa mới còn ngàn nói vạn nói phải thuộc về phụ lương chủ, phản bội Tiêu Phàm đây. Tiêu Phàm lúc này mới lộ một cái mặt, liền dọa đến hắn đổi ý. Vậy ngươi bán rẻ ta không? Tiêu Phàm cười híp mắt nhìn xem đầu trâu nói. Đầu trâu vừa mới chuẩn bị mở miệng, nhưng mà Như Hi lại vượt lên trước một bước, nói, hắn không chỉ bán đứng ngươi rồi, còn nói muốn quy thuận bản tiểu thư, hảo hảo đối phó ngươi. Có đúng không? Tiêu Phàm nhìn qua như trước đang cười, vừa vặn bên trên không tự chủ được tản mát ra một cỗ khí lạnh. Đại nhân, ta là bị buộc cố ý nói như vậy, hắn là vô cửu quỷ vương tôn nữ Như Hi. Đầu trâu liền vội vàng giải thích nói. Như Hi quỷ vương tôn nữ. Tiêu Phàm mặc dù đã đoán được cái này Như Hi thân phận bất phàm, thật không nghĩ đến như thế đặc thù. Như Hi cùng nha hoàn của nàng trên mặt lộ ra vẻ ngạo nhiên, theo bọn hắn nghĩ. Tiêu Phàm đã biết Như Hi thân phận, nhất định sẽ vô cùng e dè. Nhưng mà, một màn kế tiếp, hoàn toàn vượt quá bất ngờ của bọn họ. 3. Chỉ thấy Tiêu Phàm hóa thành một đạo chớp lóe, trong nháy mắt xuất hiện ở đầu trâu trước người, một bàn tay hung hăng quất vào đầu trâu trên mặt, càng là nổi giận mắng, Như Hi tiểu thư nhường ngươi quy thuận, ngươi còn không biết điều, dám đùa nghịch tiểu tâm tư. Còn không cho ta lăn, tốt nhất lăn ra vạn ma quỷ thành. Đầu trâu bị Tiêu Phàm một bàn tay đánh thất điên bát đảo, cảm nhận được Tiêu Phàm trên người băng lãnh sát ý của ngươi, nơi nào còn dám lưu tại Bao Xương bên trong, bưng bít lấy nửa bên mặt chạy ra khỏi Bao Xương. Như Hi cùng nha hoàn của nàng bị Tiêu Phàm cái kia tàn nhẫn một bàn tay cho đánh mông, thật lâu chưa từng lấy lại tinh thần. Đây là tình huống như thế nào? Gia hỏa này không nên bởi vì đầu trâu bán rẻ bản thân, mà tức giận sao? Nhưng hắn bộ dáng. Nơi nào có nửa điểm tức giận bộ dáng. Không biết còn tưởng rằng Tiêu Phàm là cùng nàng Như Hi cùng một bọn đây, đây hoàn toàn là đứng ở trên lập trường của nàng suy nghĩ vấn đề a. Tốt rồi, Tiêu Phàm vỗ tay một cái, cười nói, dạng này hai mặt người, theo ta thấy, không đáng Như Hi tiểu thư thu phục. Như Hi lấy lại tinh thần, lại là cắn răng nghiến lợi nhìn xem Tiêu Phàm, trong lòng thầm than đáng tiếc. Một chút xíu, chỉ thiếu một chút xíu. Nàng liền có thể thuyết phục đầu trâu phản bội Tiêu Phàm. Bất quá bây giờ đầu trâu cũng bị gia hỏa này đuổi đi, cũng coi là đối Tiêu Phàm một chút xíu trừng phạt, cắt đứt hắn một tay. Như Hi tiểu thư có gì thích đồ vật sao, nếu là coi trọng, ta thay ngươi mua lại. Tiêu Phàm vẻ mặt hào phóng nói ra, nơi nào có nửa điểm cừu nhân bộ dáng. Hừ, hiện tại biết rõ nịnh nọt bản tiểu thư. Như Hi cười lạnh một tiếng, nàng còn tưởng rằng Tiêu Phàm sợ nàng thân phận. Tại hạ trước đó không biết Như Hi tiểu thư thân phận, người không biết không tội, không phải sao. Tiêu Phàm vui cười một tiếng, ngay sau đó đột nhiên chỉ bên ngoài bàn đấu giá, cười nói a, người xem, sợi dây chuyền kia không sai, tựa như là tử tâm linh ngọc chế tạo, có thể ôn dưỡng linh hồn, tĩnh tâm an thần. Một ước, Tiêu Phàm trực tiếp báo ra giá cả, bộ dáng kia, tựa như thật muốn đưa Như Hi một kiện đồ vật để lấy lòng nàng. Như Hi cũng là hơi kinh hãi. Gia hỏa này, vậy mà nguyện ý vì mình ra một ước nguyên thạch đến mua một sợi dây chuyền. Chẳng biết tại sao, trong nội tâm nàng nổi lên một tia khác thường gợn sóng. Tiểu thư, vừa mới người khác chỉ báo 3.000 vạn, hắn vậy mà trực tiếp thêm một ước, chẳng lẽ hắn thực có tiền như vậy? Như Hi nha hoàn tiểu vũ nắm cả cánh tay của nàng, ở bên tai nàng nhẹ giọng nói. Nếu như Tiêu Phàm thực như thế rồi rào, trước đó đầu trâu lời nói, chẳng phải là đang nói láo. Diêm La, người từ đâu tới một ức nguyên thạch, đừng tưởng rằng bản tiểu thư sẽ cho người tính tiền. Như Hi tức giận nhìn xem Tiêu Phàm. Vừa mới Tiêu Phàm thế nhưng là hoa gần 3 ức mua 3 giọt mộng huyễn thần thủy,
hắn trộm phải nguyên thạch đoán chừng tối đa cũng chỉ có nhiều như vậy. Hiện tại hắn là tuyệt đối không có khả năng xuất ra một ức nguyên thạch đến, bất quá hắn bao xương này ngược lại là nắm giữ một cái ức nguyên thạch hạn mức, trước tiên có thể hành sử dụng. Chỉ là hoa một ức nguyên thạch, tới mua giá trị chừng 3.000 vạn vòng cổ, Như Hy là tuyệt đối không có khả năng ngu như vậy, dù cho dây chuyền này đẹp hơn nữa. Yên tâm, ta nói tặng cho ngươi, sẽ đưa cho ngươi, người ta ân oán xóa bỏ làm sao? Tiêu Phàm cười nói, lười biếng nằm trên ghế. Ân oán giữa chúng ta chỉ trị giá 3.000 vạn nguyên thạch sao? Như Hy khinh thường. Là một ước, Tiêu Phàm cười thần ra một ngón tay nói. Cuối cùng, Tiêu Phàm lấy một ước nguyên thạch mua giá trị 3.000 vạn vòng cổ, chàng chủ vẫn như cũ tự mình đưa tới. Tiêu Phàm càng là ngay trước chàng chủ trước mặt, đem dây chuyền kia đưa tới Như Hy trên tay, một sát na kia, Như Hy cũng không biết vì sao quỷ thần xui khiến tiếp nhận dây chuyền kia, càng là sắc mặt đỏ bừng hết sức. Chàng chủ nhìn thấy một màn này, chỗ nào vẫn không rõ Tiêu Phàm cùng Như Hy quan hệ trong đó đây. Bọn họ không biết, Tiêu Phàm giờ phút này cũng khóe môi nhếch lên nụ cười, mà lý giải Tiêu Phàm người đều biết rõ, một khi Tiêu Phàm lộ ra nụ cười như thế, nhất định là có người phải xui xẻo. Kế tiếp một đoạn thời gian, Tiêu Phàm cơ hồ xài hết trong tay hắn còn dư lại 2 ức hạn mức, vỗ xuống không ít vật phẩm. Không chỉ có như thế, ở Như Hy chết lặng về sau, đã lười nhắc thời khắc hướng về Tiêu Phàm thừa cơ lại len lén xài hết Như Hy vốn có 1 ức nguyên thạch sử dụng hạn mức. Mấy canh giờ xuống tới, rốt cục đập đến cuối cùng mấy món vật phẩm, mặc dù Tiêu Phàm trên người nguyên thạch không đủ, nhưng lại thời khắc đều đang kêu giá. Trong lúc đó, có không ít người đã theo dõi số 2 bao xương, có người càng là tức giận không thôi. Cái kia số 2 bao xương là ai, làm sao thường xuyên đang ra giá? Không phải là vạn ma phòng đấu giá mời nắm, cố ý lên ảo ảo đấu giá giá cả a. 89/10 là như thế, nếu như bị lão hủ ta biết là ai, nhất định vặn xuống đầu của hắn làm cầu để đá. Vạn ma phòng đấu giá quá vô sỉ a, các ngươi nhìn, xích ma thành chủ tức đến méo mũi, hắn nghĩ muốn mấy kiện bảo bối đều bị số 2 bao xương người cướp đi. Không chỉ xích ma thành chủ, còn có thiên âm quỷ tướng, bọn họ đều đối số 2 bao xương người hận thấu xương. Đám người xì xào bàn tán, phần lớn người cho rằng số 2 bao xương người là vạn ma phòng đấu giá người một nhà, bọn họ nghĩ như vậy quả thật không tệ, người khác là sẽ không tùy ý lên ảo ảo đấu giá giá cả. Mà số 2 bao xương người kia, mặc kệ có mua hay không, đều muốn báo lên 1-2 cái giá cả, cái này khiến bọn họ hết sức buồn bực và phẫn nộ. Nhưng cũng có số ít người không cho là như vậy, thật sự là số 2 bao xương người vỗ xuống quá nhiều thứ. Hơn nữa cũng là giá trên trời. Người hố người khác có thể lý giải, động lòng người như thế nào lại ngay cả mình đều hố đây. Mà lúc này, số 1 trong rạp, ngồi 2 đạo bóng người, một người trong đó đứng phía sau một loạt người, mà đổi thành một người sau lưng, lại chỉ đứng đấy một người. 2 người này chính là Vô Cửu Quỷ Vương cùng Vân Kiếm Quỷ Tướng. Vân Kiếm Quỷ Tướng trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Hắn không nghĩ tới Vô Cửu Quỷ Vương vậy mà mang theo hắn tới gặp chính là trong truyền thuyết này người. Thanh Huyền Lâu Chủ, những vật này đều không vào ngươi pháp nhãn. Vô Cửu Quỷ Vương cười nhìn lấy lão giả đối diện nói. Lão giả tóc bạc mặt hồng hào, sắc mặt hơi say rượu, tựa như uống say đồng dạng, cái kia hơi có vẻ đục ngầu con ngươi, lại là lộ ra sâu không lường được lăng lệ, để cho người ta không dám nhìn thẳng vào mắt. Lão giả này chính là Thanh Huyền Tử Lâu Lâu Chủ, ngàn năm trước đó hoành không xuất thế, thành lập Thanh Huyền Tử Lâu. Mà cái này thời gian ngàn năm, càng là để Thanh Huyền Tử Lâu phân lâu trải rộng thiên địa nhân quỷ thần năm đại thế lực, liền năm đại thế lực chủ cũng không dám khinh thường, đây cũng là Vô Cửu Quỷ Vương khách khí như thế nguyên nhân. Còn có thể, bất quá với ta mà nói, cũng không có quá nhiều ý tứ, con người của ta, liền một cái yêu thích. Đối diện tóc bạc mặt hồng hào lão giả Thanh Huyền Lâu Chủ khẽ mỉm cười nói, một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Tựa như trước mắt cuộc thịnh hội này, đối với hắn mà nói, chỉ là sẽ tìm thường bất quá sự tình. Người đời đều biết, Thanh Huyền Lâu Chủ yêu rượu, đáng tiếc, cửu u địa ngục bàn về rượu, không người có thể so sánh Thanh Huyền Lâu Chủ. Vô Cửu Quỷ Vương khẽ cười nói. Liền tựa như Vô Cửu Quỷ Vương y thuật đồng dạng. Cửu u địa ngục lại có mấy người có thể so sánh. Thanh Huyền Lâu Chủ cười nhạt một cái nói. Chúng ta hay là không muốn thổi phồng nhau,
có lẽ cuối cùng một kiện vật phẩm đấu giá, có thể làm cho Thanh Huyền lâu chủ hài lòng đây. Vô Cửu Quỷ Vương quay đầu nhìn xuống phía dưới bàn đấu giá. Hiện tại, đấu giá kiện vật phẩm cuối cùng, ta nghĩ các vị đang ngồi, nhất định sẽ điên cuồng. Đấu giá sư tiếng nói vang vọng toàn trường, trong giọng nói mang theo một loại cần ăn đòn ý vị. Tốt rồi, lão hủ cũng không thừa nước đục thả câu. Đấu giá sư kéo dài lấy ngữ khí, nói, năm nay vạn ma đấu giá hội kiện vật phẩm cuối cùng là, U Minh Thánh Thủy. U Minh Thánh Thủy, bốn chữ này rơi xuống, giống như một đạo kinh lôi vang vọng tại đấu giá hội trên sân không, không ít người bỗng nhiên đứng dậy, nhìn chằm chằm đấu giá sư bên người. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, đang đấu giá sư bên người một căn ngọc trụ bên trên, bỗng xuất hiện một cái trong suốt tinh thể. Tinh thể bên trong, lơ lửng một giọt chất lỏng màu đen, chất lỏng tản ra một cỗ nhàn nhạt năng lượng ba động, giống như có vô số u linh ở trong đó lượn lờ, phiêu đãng. Một chút kiến thức uyên bác tu sĩ, liếc mắt liền nhận ra. Cái này chất lỏng màu đen, không phải U Minh Thánh Thủy, thì là cái gì chứ? Thật là U Minh Thánh Thủy, đã nhiều năm chưa từng thấy qua U Minh Thánh Thủy, một giọt U Minh Thánh Thủy, liền đầy đủ để thánh đế cảnh tu sĩ thức tỉnh tiền thế ký ức, dùng cái này U Minh Thánh Thủy tới làm áp trục đồ vật, ngược lại là xứng với. Bây giờ người, muốn thức tỉnh tiền thế ký ức, chỉ có thể dựa vào bản thân cơ duyên, có thể chân chính thức tỉnh tiền thế ký ức người, ức bên trong không một, có thể nghĩ U Minh Thánh Thủy quý giá. Một giọt này U Minh Thánh Thủy, đoán chừng không phải đánh ra cái giá trên trời không thể, những cái kia thánh đế cảnh đỉnh phong, thậm chí bán bộ thánh tôn cảnh tu sĩ, ai không nghĩ thức tỉnh tiền thế ký ức, nhớ lại kiếp trước đủ loại đây. Bàn đấu giá phía dưới tu sĩ triệt để sôi trào, nhất là những cái kia đỉnh cấp nhân vật, đây chính là trong truyền thuyết U Minh Thánh Thủy, ai không muốn lấy được. Trong một gian phòng, Thanh Huyền lâu chủ trong mắt lóe lên ánh sáng, âm thầm trầm ngâm nói, Vô Cửu Quỷ Vương vậy mà bỏ được đem U Minh Thánh Thủy lấy ra bán. Lão hủ đã không cần nó. Vô Cửu Quỷ Vương ý vị thâm trường cười nói. Thanh Huyền lâu chủ híp híp hai mắt, nhìn xem Vô Cửu Quỷ Vương nói, chẳng lẽ ngươi đã từng nhận biết ta kiếp trước? Vô Cửu Quỷ Vương lắc đầu, nói ta không nhận biết ngươi, nhưng từ trên người ngươi, ta cảm nhận được một cỗ quen thuộc khí tức, có lẽ chúng ta thực nhận biết cũng khó nói, Thanh Huyền lâu chủ sao không mua một giọt U Minh Thánh Thủy thử xem đây? Thanh Huyền lâu chủ nhíu mày, đây là hắn lần thứ nhất lộ ra thận trọng như thế. Lúc này, lông mày của hắn giãn ra, nhàn nhạt lắc đầu nói, kiếp trước đủ loại, đã biết lại có làm sao, ta vẫn là ta. Ngươi nói không sai, tất nhiên ngươi hay là ngươi, cái kia thức tỉnh tiền thế ký ức lại như thế nào? Vô Cửu Quỷ Vương ý vị thâm trường nói. Thanh Huyền lâu chủ không còn đáp lời, mua cũng không phải, không mua cũng không phải. Ngươi đều là hiếu kỳ. Thanh Huyền lâu chủ cũng không ngoại lệ, ai không muốn nhớ lại đã từng sự tình đây. U Minh Thánh Thủy tổng cộng có 3 giọt, chia làm 3 lần đấu giá, hy vọng mọi người đừng bỏ qua, cơ hội chỉ có 3 lần. Đấu giá sư thanh âm tiếp tục vang lên, hiện tại, ta tuyên bố, giá khởi đầu 5.000 vạn, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 vạn. 5.000 vạn hạ phẩm nguyên thạch giá khởi đầu, đã không tính thấp. Phải biết, phóng nhãn vạn ma quỷ lính. Có thể xuất ra 5.000 vạn hạ phẩm nguyên thạch, chí ít cũng là quỷ tướng cấp bậc, cũng chính là thánh đế cảnh đỉnh phong tu vi. Ngoại trừ chân chính quỷ tướng bên ngoài, còn có xích ma thành chủ đám người, cũng có được nhà như vậy ngọn nguồn. 6.000 vạn, 8.000 vạn, 9.000 vạn. Đấu giá sư vừa dứt lời, đám người liền đã triệt để điên cuồng lên, đây chính là có thể khôi phục trí nhớ U Minh Thánh Thủy A. Đương nhiên. Ở những cái này cường giả chân chính trong mắt, U Minh Thánh Thủy quý giá chỗ, không hề chỉ là khôi phục ký ức mà thôi. Nó còn có thể để tu sĩ có cơ hội thu hoạch được cường đại truyền thừa, dù sao, sau khi chết linh hồn chi thể đều có thể đạt tới thánh đế cảnh cảnh giới đỉnh cao, hắn trước khi chết, lại làm sao có thể đơn giản đây. Một khi khôi phục ký ức, cái kia trước khi chết tất cả ký ức truyền thừa, đều sẽ cùng bản thân dung hợp, đây chính là tương đương với một phần vận may lớn. Dù cho Tiêu Phàm, cũng chưa từng nghĩ tới chỗ này. Bởi vậy, làm giọt thứ nhất U Minh Thánh Thủy giá cả đột phá một ức, đạt tới một ức 5.000 vạn thời điểm, Tiêu Phàm cũng khiếp sợ không gì sánh nổi. Cuối cùng, giọt thứ nhất U Minh Thánh Thủy lấy một ức 6.000 vạn bị một cái ghế lô bên trong người mua xuống, đám người chỉ có thể thầm than đáng tiếc. Về phần giết người đoạt bảo,
bọn họ còn không có can đảm này. Giá tiền này, hẳn là còn có thể cao hơn a. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, âm thầm trầm ngâm một tiếng. Hắn cũng âm thầm may mắn bản thân không có đem U Minh Thánh Thủy lấy 8.000 vạn giá cả bán cho vạn ma phòng đấu giá chàng chủ, bằng không mà nói, hắn nhưng là thua thiệt lớn. Thanh Huyền lâu chủ, còn có hai lần cơ hội. Vô Cửu Quỷ Vương cười nhìn lấy Thanh Huyền lâu chủ, hảo tâm nhắc nhở nói, có lẽ Thanh Huyền lâu chủ không nghĩ tới khôi phục tiền thế ký ức, nhưng nếu là ngươi kiếp trước có nhiều hơn cất rượu phương pháp đây. Nghe nói như thế, Thanh Huyền lâu chủ có chỗ tâm động, cái khác hắn cũng không đáng kể, nhưng là rượu thứ này, hắn bỏ qua không được. Đang lúc Thanh Huyền lâu chủ do dự thời khắc, giọt thứ hai U Minh Thánh Thủy cũng bắt đầu đấu giá, giá khởi đầu không thay đổi, nhưng mọi người ra giá lại là càng thêm điên cuồng. Có người thậm chí có chút hối hận, sớm biết vừa mới nên tăng giá. Bị người vỗ xuống một giọt, cũng liền đại biểu cho bọn họ đã mất đi một cơ hội. Một lần này nếu là bị người vỗ xuống, đoán chừng giọt thứ ba giá cả, liền là chân chính thiên giới. Giá cả từ từ dâng lên, lúc này liền đột phá hai ức đại quan. Tiêu Phàm nhìn thấy một màn này, cũng là âm thầm kinh hãi, khóe miệng hơi hơi dương lên, báo ra giá cả, 2 ức 1.000 vạn. Người điên, người có thể xuất ra 2 ức 1.000 vạn sao? Như Hy hoàn toàn không nhìn nổi, tiểu tử này, thấy thế nào đều là đang cố ý kêu giá. Ta nếu là lấy ra, phải làm gì đây? Tiêu Phàm cười nhìn lấy Như Hy nói. Như Hy nghĩ đến trước đó Tiêu Phàm cử động, trong lòng có chút không tin thật, lấy Tiêu Phàm thực lực, có lẽ thật sự có thể xuất ra nhiều như vậy nguyên thạch cũng không nhất định. Ngoại giới, đám người nghe được thanh âm này, không tự chủ được nhìn về phía số 2 Bao Xương. Lại là cái này tiểu tử, hắn đây là cố ý cố tình nâng giá. Sigma thành chủ lạnh rên một tiếng, trên mặt lộ ra vô cùng khó chịu. Người khác không dám đắc tội trong Bao Xương người, nhưng hắn lại không sợ. Hắn chỉ là không kịp lúc lấy tới Tử Kim thiếp mời mà thôi, cũng không đại biểu hắn không tư cách tiến vào Bao Xương bên trong. 2 ức 3.000 vạn, đang lúc đám người cho là có người chuẩn bị tăng giá thời điểm, số 2 Bao Xương bên trong lại truyền tới một bóng người. Đám người nghe vậy, toàn bộ đều trợn tròn mắt, gia hỏa này có bệnh sao? Hiện tại đều không người cùng hắn kêu giá, hắn làm sao bản thân đem giá cả đi lên thêm đây? Chàng chủ, cái kia công tử, chẳng lẽ là muốn cố ý nâng lên đấu giá giá cả? Một cái giám định sư đứng ở trên hành lang phương, nhìn chăm chú số 2 Bao Xương nói. Hẳn không phải là, chàng chủ lắc đầu, nói, phía trước đồ vật, hắn không phải đều gọi giá sao, cũng không phải chuyên môn nhằm vào U Minh Thánh Thủy. Dừng một chút, hắn lại nói, huống chi, coi như chính hắn cho rằng giá tiền này thấp, muốn mua về, chỉ cần hắn nguyện ý giao cho chúng ta 10% phí phục vụ dùng, cũng không cái gì không đúng. Hai cái giám định sư nghe vậy, gật đầu một cái. Tiểu tử, người điên hay sao? Sigma thành chủ cũng nhìn không được nữa, đứng dậy, căm tức nhìn số 2 Bao Xương nói. Nghe Tiêu Phàm thanh âm, Sigma thành chủ có thể nghe ra Tiêu Phàm đại khái tuổi tác. 2 ức 5.000 vạn, còn có ai phải thêm? Nhưng mà lúc này, Tiêu Phàm thanh âm tiếp tục vang lên, có tiền chính là tùy hứng, người có tức hay không? Có tiền chính là tùy hứng, người có tức hay không? Tiêu Phàm khiêu khích ngữ quanh quẩn ở vạn ma phòng đấu giá trên không, Sigma thành chủ nghe nói như thế, kém chút không một ngụm lão huyết phun ra. Người có tức hay không? Hắn Sigma thành chủ thật vẫn khí không nhẹ, sắc mặt đỏ lên, trên người càng là bộc phát ra khí thế cường đại. Nếu như nơi này không phải vạn ma phòng đấu giá, hắn đã sớm bạo phát. Đám người cũng là khóe miệng giật một cái này số 2 trong Bao Xương tiểu tử cũng quá kiêu ngạo. Lại dám khiêu khích Sigma thành chủ, nhất định chính là chán sống rồi. Chẳng lẽ ngươi không biết, Sigma thành chủ là một cái tính toán xét nét người sao? Ngươi trước mặt nhiều người như vậy nhường hắn khó xử, đây quả thực là trần truồng nhục nhã cùng khiêu khích, Sigma thành chủ có thể bỏ qua ngươi mới là lạ chứ. Bất quá khi bọn họ nghĩ đến Tiêu Phàm có thể ngồi ở số 2 Bao Xương bên trong, cũng liền bình thường trở lại, tiểu tử kia lại có tư cách ngồi ở số 2 Bao Xương. Vậy hắn thực lực và bối cảnh chắc chắn sẽ không kém đến đi đâu. Sigma thành chủ, không cần cùng như thế tiểu nhi so đo. Lúc này, khác một cái ghế lô bên trong thiên âm quỷ tướng nhàn nhạt mở miệng nói, hắn là đứng ở Sigma thành chủ một phương. Dù sao,
Trước đó hắn coi trọng tốt mấy thứ đồ, đều bị Tiêu Phàm nâng lên qua giá cả, cuối cùng dẫn đến hắn nhiều tốn không ít oan uổng nguyên thạch. Bút chướng này, Thiên Âm Quỷ Tướng còn ghi ở trong lòng đây. Trong một gian phòng, Thanh Huyền Lâu chủ cùng Vô Cửu Quỷ Vương nghe được lời nói của Tiêu Phàm, cũng là hơi sững sờ, ngay sau đó Thanh Huyền Lâu chủ đột nhiên cười ha hả. Thanh âm này, làm sao có chút quen tai đây? Vô Cửu Quỷ Vương lại là híp híp hai mắt. Nếu như không phải Vạn Ma phòng đấu giá quy củ, không cho phép nghe ngóng bao xương bên trong thân phận tu sĩ, Vô Cửu Quỷ Vương cái này coi như là lấy Thanh Huyền Lâu chủ mặt phái người đi thăm dò Tiêu Phàm lai lịch. Bất quá, hắn hiện tại không tra, cũng không có nghĩa là về sau sẽ không tra. Quỷ Vương, số 2 bao xương, tựa như là Như Hi tiểu thư định. Vân Kiếm Quỷ Tướng đột nhiên hít sâu một cái nói. A, Vô Cửu Quỷ Vương nghe vậy, con người hơi hơi sáng lên. Lúc này, Như Hi cùng nha hoàn của nàng Tiểu Vũ cũng hoàn toàn trợn tròn mắt, bọn họ không nghĩ tới, Tiêu Phàm lại là một người điên. Bản thân cùng bản thân kêu giá thì cũng thôi đi, lại còn dám khiêu khích Xích Ma thành chủ. Tiểu tử, người điên rồi sao? Cái kia Xích Ma thành chủ có thể là có tiếng tính toán chi ly, người đây là muốn chết à? Như Hi kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, ngay sau đó lộ ra nhìn có chút hả hê bộ dáng. Ta thích, không được sao? Tiêu Phàm nhún nhún vai, một bộ khí chết người không đền mạng dáng vẻ, tiếp tục nói, còn có ai kêu giá, không gọi mà nói, vậy ta tiếp tục gọi. 2 ức 7.000, còn không người, vậy liền 2 ức 8.000. Sẽ không như thế sợ a, đây chính là U Minh Thánh Thủy a, chẳng lẽ 2 ức 8.000 liền tốt ta? Chính ta đều không nhìn nổi, vậy liền 2 ức 9.000 vạn a. Được rồi, góp cái chỉnh a, 3 ức. Đám người tập thể không nói gì, tất cả mọi người vô cùng ngạc nhiên hướng về số 2 bao xương. Xích Ma Quỷ Vương sớm đã mặt đỏ tới mang tai, sắc mặt đỏ bừng tới cực điểm, hận không thể tìm một đầu kẽ đất chui vào. Hắn dù sao cũng là đường đường quỷ tướng a, lại bị một tên tiểu tử đùa bỡn, hơn nữa còn không có bất kỳ cái gì tính tình. Ai bảo hắn căn bản không có dũng khí xuất ra 3 ức nguyên thạch đến mua một giọt U Minh Thánh Thủy đây. Vạn Ma Quỷ Lĩnh người sẽ không đều nghèo như vậy a, cái này cũng không phải là hạ phẩm nguyên tinh, chỉ là thông thường hạ phẩm nguyên thạch mà thôi. Tiêu Phàm khinh bỉ lời nói quanh quẩn tại hư không, kỳ thật, Tiêu Phàm nói ngược lại là lời nói thật. Ở thái cổ thần giới, thánh đế cảnh tu sĩ, là khinh thường dùng nguyên thạch, tối thiểu nhất cũng là hạ phẩm nguyên tinh, một khối hạ phẩm nguyên tinh, đoán chừng liền bù đắp được 10 khối hạ phẩm nguyên thạch. 3 ức hạ phẩm nguyên thạch, cũng liền giá trị 3.000 vạn hạ phẩm nguyên tinh mà thôi, đổi thành cực phẩm nguyên tinh, cũng liền 300 khối cực phẩm nguyên tinh. Mà một khối cực phẩm long tinh, liền có thể so sánh 200 khối thông thường cực phẩm nguyên tinh. Nói cách khác, 3 ức này nguyên thạch, ở Tiêu Phàm xem ra, cũng liền chỉ là một khối nửa cực phẩm long tinh sự tình. Phóng nhãn Vạn Ma Quỷ Lĩnh, hàng ức tu sĩ, thậm chí ngay cả một khối nửa cực phẩm long tinh đều không lấy ra được, đây không phải nghèo, thì là cái gì chứ? Tiêu Phàm nơi nào nghĩ đến, cửu u địa ngục nguyên thạch vậy mà đã thiếu thốn đến tình trạng như thế. 3 ức 1.000, cũng đúng lúc này, lại một đường lạnh như băng sinh ý vang lên. Đám người bỗng nhiên từ tức giận lấy lại tinh thần, cùng nhau nhìn về phía Xích Ma thành chủ, trong mắt đều là kinh ngạc. Chưa ai từng nghĩ tới, lúc này đứng ra lại còn là Xích Ma thành chủ. Mọi người nhìn về phía Xích Ma thành chủ ánh mắt tràn đầy cảm kích, đây chính là thay bọn hắn Vạn Ma Quỷ Lĩnh tu sĩ mặt dài a. Người có bản lãnh lại cao hơn a, ta liền không tin ngươi dám ra 4 ức. Xích Ma thành chủ lập tức vẻ mặt ngạo nghễ, giống như thiết công kê đồng dạng, ngẩng cao lên đầu. Những người khác cũng ngẩng đầu ưỡn ngực, tựa như làm một kiện vĩ đại biết bao sự tình một dạng. Nhưng mà, khi bọn hắn nghe được tiếp xuống một câu lúc, tất cả đều một trận cuồng rút. Ngươi cho rằng ta giống như ngươi ngốc sao? Trầm mặc chốc lát, Tiêu Phàm đột nhiên lại lần nữa đáp lại nói, 3 ức 1.000 liền mua một giọt nước bẩn, tí tí, thực không phải bình thường ngốc. Phốc, Xích Ma thành chủ nghe được câu này, lửa giận công tâm. Một đạo huyết kiếm từ trong miệng hắn phun ra, sắc mặt tái nhợt hết sức. Hắn cho là mình thay Vạn Ma Quỷ Lĩnh làm vẻ vang, có thể nơi nào sẽ nghĩ đến nghênh đón lại là Tiêu Phàm câu nói này, đây quả thực là một vạn điểm bạo kích. Thằng nhãi danh, khinh người quá đáng. Xích Ma thành chủ đã đến ranh giới bùng nổ, sát khí mãnh liệt tứ phương.
Hắn đường đường to lớn thành chủ, thánh đế cảnh đỉnh phong, lại bị một tên tiểu bối như thế khi dễ cùng lăng nhục, cái này khiến hắn làm sao nuốt trôi khẩu khí này. Số 2 bao xương bên trong, Tiêu Phàm nhìn thấy Sigma thành chủ vậy mà tức giận thổ huyết, không khỏi âm thầm nói thầm, cái này tâm tính cũng quá kém rồi a hát, một câu liền tức giận thổ huyết, ta cái này vừa mới bắt đầu đây. Một bên Như Hi cùng Tiểu Vũ hai người vỗ trán một cái, các nàng giờ mới hiểu được bản thân đắc tội một cái người thế nào, đây quả thực là cái lưu manh vô lại a. Liền Sigma thành chủ đều tức giận thổ huyết, người cái này vừa mới bắt đầu. Vậy muốn tiến hành không sai biệt lắm, Sigma thành chủ chẳng phải là muốn bị ngươi tức giận thổ huyết bỏ mình. Gia hỏa này, nhất định chính là tức chết người, không đền mạng a. Tiêu Phàm nhìn xem Sigma thành chủ, khóe miệng hơi hơi dương lên, ngay sau đó thở dài nói, được rồi, ba ức 1000 tiện nghi ngươi. Ta muốn giết ngươi, nghe được Tiêu Phàm câu nói này, Sigma thành chủ lại cũng chịu đựng không nổi lửa giận trong lòng, sát khí nặng nề phóng tới số 2 bao xương. Dừng tay, không đợi Sigma thành chủ xuất thủ, một cỗ mênh mông uy áp liền bao phủ phòng đấu giá, đem Sigma thành chủ khí thế trên người hoàn toàn áp chế xuống. Sigma, nơi này là vạn ma đấu giá hội, dung ngươi không được làm càn. Một đạo thanh âm mờ mịt hư vô vang lên. Vô cửu quỷ vương, ta, Sigma thành chủ 10 điểm không cam lòng, nhưng cuối cùng không thể không áp chế lửa giận trong lòng, căm tức nhìn số 2 bao xương nói, tiểu tử, nơi này ta không làm gì được ngươi, nhưng ta cam đoan, ngươi đi không ra vạn ma quỷ thành. Đường đường Sigma thành chủ, giờ phút này vậy mà nói ra như thế uy hiếp lời nói. Có thể nghĩ hắn đã phẫn nộ tới cực điểm. Có thể tiến vào bao xương, địa vị dĩ nhiên bất phàm, nhưng ở vạn ma quỷ lĩnh, trừ bỏ vô cửu quỷ vương cùng số ít người, còn không có mấy người có thể làm cho hắn kiêng kỵ. Đám người nghe nói như thế, không khỏi đồng tình nhìn về phía số 2 bao xương. Theo bọn hắn nghĩ, cái kia tiểu tử trẻ tuổi khẳng định là chết chắc, cho dù là dự định túi kia toa người cũng cứu không được hắn. Không cho ta đi ra vạn ma quỷ thành, chỉ là, Tiêu Phàm lại tựa như lợn chết không sợ nước sôi nóng đồng dạng, nhàn nhạt trả lời, trong giọng nói còn mang theo một tia ngoạn vị trào phúng. Dừng một chút, Tiêu Phàm lại bổ sung một câu, ta lại không cần đi, ta dùng bay. Phốc, rất nhiều người nghe vậy, toàn bộ đều nhịn không được cười lên. Không cần đi đến, dùng bay, suy nghĩ một chút cũng đúng, lời này cũng không có mau bệnh, có thể người tới chỗ này. Coi như ở tuổi trẻ, cũng khẳng định đạt đến đại đế cảnh tu vi a, xác thực không cần đi bộ. Chỉ là lời này nghe vào Sigma thành chủ trong tai lại là cực kỳ chói tai, gân xanh trên trán bạo khởi, nắm đấm phát ra thanh âm ca ca. Lúc này, toàn trường lúc này mới an tĩnh lại. Trong một gian phòng, vô cửu quỷ vương hơi hơi nhíu lông mày, mặc dù hắn không thích kết thù, có thể số 2 bao xương người, cũng có vẻ như quá không nể mặt hắn. Hắn đã mở miệng, tiểu tử kia lại còn đang cố ý chọc giận Sigma thành chủ. Có ý tứ, dám như vậy cùng Sigma thành chủ nói chuyện, không biết là cuồng vọng vô tri, vẫn có chỗ ỷ lại đây. Ngược lại là Thanh Huyền lâu chủ, vuốt vuốt cái kia mỏng manh râu bạc trắng. Lè người mà thôi, Vân Kiếm quỷ tướng lạnh rên một tiếng, trong giọng nói đều là khinh thường. Mà lúc này, giọt thứ ba U Minh Thánh Thủy đấu giá vừa lúc bắt đầu. Thời gian trở lại mấy canh giờ trước đó, Tiêu Phàm đuổi đi đầu châu rời đi vạn ma phòng đấu giá, trong đầu một mực hồi tưởng đến Tiêu Phàm mà nói. Trong lòng của hắn hối hận không thôi, sớm biết mình liền không nên bán rẻ Tiêu Phàm, bằng không mà nói, cũng sẽ không bị đuổi đi. Bây giờ, hắn nhưng là mặt mũi đều không lấy lòng, đã đắc tội Tiêu Phàm, lại đắc tội Như Hi. Ai, cái này vạn ma quỷ thành là không tiếp tục chờ được nữa. Đầu châu lắc đầu thở dài, trên mặt đều là vẻ bất đắc dĩ. Đột nhiên, hắn ngừng thân hình, trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, tựa như trong nháy mắt nhớ ra cái gì đó, âm thầm trầm ngâm nói, đại nhân để cho ta lăn, tốt nhất lăn ra vạn ma quỷ thành, nếu như hắn thật muốn ta ly khai, hoàn toàn không cần thiết nói câu nói này a. Tất nhiên đại nhân để cho ta rời đi, vậy ta vẫn mau mau rời đi tốt. Thở sâu. Đầu châu đột nhiên nhanh chóng hướng về vạn ma quỷ thành bên ngoài chạy như điên. Hơn một canh giờ về sau, đầu châu xuất hiện ở vạn ma quỷ thành bên ngoài, ở một tòa sơn lâm ngừng lại. Liền ở chỗ này chờ đại nhân a. Đầu châu nắm tay bên trong giản dị truyền âm ngọc phù,
tùy ý tại mặt đất ngồi xuống. Hô, đột nhiên, đầu châu hình bóng lóe lên, một đạo hắc ảnh đột nhiên kiên quyết mà lên, sau đó trở thành một người, đem đầu châu đều làm cho sợ hết hồn. Mặc cho ai nhìn thấy cái bóng của mình bên trong đột nhiên thêm ra một người đến, cũng sẽ không bình tĩnh. Chẳng qua là khi đầu châu thấy rõ ràng đạo hắc ảnh kia bộ dáng lúc, không khỏi trợn to hai mắt, nói, đại nhân, ngài làm sao? Cũng khó trách đầu châu khiếp sợ như vậy, Tiêu Phàm không phải còn đang vạn ma phòng đấu giá sao, làm sao đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Không cần kinh hoàng, ta chỉ là một bộ phân thân mà thôi. Tiêu Phàm thản nhiên nói, nơi này đã là vạn ma quỷ thành ở ngoài a. Là, đại nhân, đầu châu trong lòng mọi loại nghi hoặc, bất quá vẫn gật đầu nói. Đã như vậy, cái kia nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành, ngươi có thể trở về vạn ma quỷ thành. Tiêu Phàm lơ đễnh khoát tay một cái nói. Ta, về vạn ma quỷ thành, đầu châu duỗi ra một cái ngón tay chỉ mình, trợn to hai mắt nhìn xem Tiêu Phàm, còn cho rằng mình nghe lầm. Ngươi vừa mới đuổi ta đi ra, hiện tại lại muốn cho ta trở về, thật sự cho rằng ta dễ khi dễ sao? Tất nhiên ngươi không đi, vậy liền chờ một chút mặt ngựa. Tiêu Phàm không cùng đầu châu giải thích cái gì, lấy ra một khối đơn sơ truyền âm ngọc phù nói vài câu, hai tay vác sau lưng, ngắm nhìn phương xa. Không sai biệt lắm hơn một canh giờ về sau, lại một bóng người từ đằng xa bay vụt mà tới, lại là mặt ngựa trở về. Đại nhân, người muốn ta mua tốt nhất ngọc, chỉ có nhiều như vậy, đại khái tầm 10 khối. Mặt ngựa từ hắn linh giới bên trong lấy ra từng khối chưa từng điêu khắc ngọc thạch. Tốt rồi, nhiệm vụ của ngươi cũng hoàn thành. Tiêu Phàm nhìn xem cái kia mấy khối ngọc thạch, trên mặt lộ xuất ra mãn ý tiếu dung, hiện tại, ta lại giao cho các ngươi hai người một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì? Nhìn thấy Tiêu Phàm nụ cười trên mặt, hai người không tự chủ được dùng mình một cái. Tiêu Phàm tiện tay vung ra một mai linh giới, nói, hai người các ngươi không phải nói Thanh Huyền Tửu Lâu rượu uống rất ngon sao, chờ đấu giá hội kết thúc sau, chúng ta đi đâu bên trong hảo hảo uống một chầu, các ngươi trước cho ta đi định rượu ngon nhất, chờ ta đi qua. Hai người vẻ mặt mơ hồ, nhưng làm bọn họ nhìn thấy linh giới bên trong 5-6 ngàn vạn nguyên thạch lúc, nơi nào còn dám hoài nghi Tiêu Phàm lời nói. Đại nhân yên tâm, chúng ta nhất định làm thỏa đáng. Đầu trâu mặt ngựa giống như con gà con mổ gạo đồng dạng, sau đó mang theo linh giới rời đi. Đợi đến hai người rời đi, Tiêu Phàm thần sắc đột nhiên ngưng tụ, nhe răng cười nói, một trận trò hay liền muốn bắt đầu, xích ma thành chủ, hy vọng ngươi đừng khiến ta thất vọng. Những ngọc thạch này, dùng để khắc họa truyền tống ngọc bàn cùng thịnh trang U Minh Thánh Thủy Bình Ngọc hẳn đủ. Dứt lời, Tiêu Phàm linh hồn phân thân thu hồi cái kia mấy khối ngọc thạch, đột nhiên hướng về một phương hướng khác bay đi. Thời gian chậm rãi trôi qua, vạn ma đấu giá hội rốt cục bắt đầu đấu giá kiện vật phẩm cuối cùng, kia liền là giọt thứ 3 U Minh Thánh Thủy, cũng là giọt cuối cùng. Giọt thứ nhất U Minh Thánh Thủy bán đấu giá 1.600.000 vạn, giá cả không ít. Giọt thứ 2 U Minh Thánh Thủy càng là bán đấu giá 3.100.000, có thể nói là thiên giới, chỉ ít lần này đấu giá hội không có người nào giá cả có thể vượt qua. Bây giờ chỉ còn lại có giọt cuối cùng U Minh Thánh Thủy, đám người tâm tư cũng biến thành hoàn toàn khác biệt. Người bình thường đã bỏ đi giọt cuối cùng U Minh Thánh Thủy, giọt thứ 2 giá cả đã như thế đáng sợ, giọt cuối cùng giá cả, như thế nào người bình thường có thể mua được. Mặc dù giọt thứ 2 giá tiền là Tiêu Phàm nâng lên giá cả nguyên nhân, nhưng dù ai cũng không cách nào phủ định U Minh Thánh Thủy giá trị. Tính đến nay 100 năm, giọt cuối cùng U Minh Thánh Thủy, ta nghĩ mọi người là sẽ không bỏ qua, giá khởi đầu 5.000 vạn, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 vạn, hiện tại, ta tuyên bố, đấu giá hiện tại. Bắt đầu, đấu giá sư cố ý nâng thanh âm quát to nói, mang động lên toàn trường bầu không khí. Một sát na này, toàn trường tu sĩ hô hấp đều trở nên dồn dập lên, đây chính là giọt cuối cùng U Minh Thánh Thủy, lại sẽ rơi vào trong tay ai đây? Tiếng nói vừa mới rơi xuống, toàn trường tu sĩ liền triệt để sôi trào lên, giá cả càng là từ từ dâng đi lên, vẻn vẹn mấy hơi thở thời gian, giá cả thì đến được 1.600.000 vạn. Mà cái này, xa còn lâu mới có kết thúc. Trong một gian phòng, Thanh Huyền lâu chủ vẫn bình tĩnh nhìn chăm chú lên phòng đấu giá, có thể đáy mắt của hắn chỗ sâu lại là hiện lên vẻ mong đợi. Đối với hắn mà nói, một không thiếu nguyên thạch, hai không thiếu thực lực, tự nhiên đối tiền thế ký ức đã mất đi quá nhiều hứng thú. Hơn nữa,
hắn cũng sợ mình thức tỉnh tiền thế ký ức, sẽ mang đến cho mình quá nhiều buồn rầu, cho nên nội tâm 10 điểm xoắn suýt. Thanh Huyền lâu chủ, đây là giọt cuối cùng, có thể không nên bỏ qua. Lúc này, Phổ Cửu Quỷ Vương đột nhiên vỗ hai tay đứng dậy, liền hướng lấy bên ngoài giáp đi đến, Vân Kiếm Quỷ Tướng cũng đi theo ra ngoài. Thanh Huyền lâu chủ nhíu mày, cũng không nói thêm gì, đợi đến Phổ Cửu Quỷ Vương biến mất chốc lát, hắn cũng đột nhiên đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Lâu chủ, Thanh Huyền lâu chủ một cái cấp dưới nhịn không được mở miệng, hắn hết sức ngạc nhiên, vì sao Thanh Huyền lâu chủ đối tiền thế ký ức cứ như vậy không có hứng thú đây? Một giọt U Minh Thánh Thủy mà thôi, các ngươi liền đều hy vọng ta có thể vỗ xuống. Thanh Huyền lâu chủ thản nhiên nói. Thuộc hạ không dám, người kia nào dám cho Thanh Huyền lâu chủ làm chủ, kém chút trực tiếp quỳ sát xuống dưới. Đi thôi, Thanh Huyền lâu chủ khoát khoát tay, cũng không có truy cứu, đạt tới hắn dạng này cảnh giới, đã có rất ít đồ vật có thể làm cho hắn quan tâm. Rất nhanh, Phổ Cửu Quỷ Vương liền biết được Thanh Huyền lâu chủ rời đi sự tình, không khỏi thở dài. Quỷ Vương, thuộc hạ nhìn ngươi ý tứ, có vẻ giống như rất muốn Thanh Huyền lâu chủ năng đủ khôi phục tiền thế ký ức nha. Một bên Vân Kiếm Quỷ Tướng tò mò hỏi. Phổ Cửu Quỷ Vương chỉ là khẽ gật đầu một cái, khoát tay một cái nói, người đi xuống đi, thuộc hạ cáo lui. Vân Kiếm Quỷ Tướng lui ra khỏi phòng, chỉ còn lại có Phổ Cửu Quỷ Vương một người. Thật lâu, Phổ Cửu Quỷ Vương mới nhẹ nhàng thở dài, nói, Thanh Huyền lâu chủ, Thiên Uyên Quỷ Chủ đã không nhịn được muốn ra tay với ngươi, ngươi muốn là lão hủ người quen, lão hủ bất kể như thế nào đều muốn giúp ngươi một cái, có thể ngươi. Nói đến đây, Phổ Cửu Quỷ Vương lộ ra 10 điểm vẻ bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể thầm than, có lẽ là mình nghĩ nhiều lắm. Giờ phút này, số 2 Bao Xương, Tiêu Phàm nhàn nhạt nhìn xem phòng đấu giá phía trên điên cuồng kêu giá, trên mặt hiện lên nụ cười hài lòng. Mặc dù hắn không quan tâm cái kia cơ hồ không dùng được vài ức nguyên thạch, nhưng ở Cửu U địa ngục, không có nguyên thạch, rất nhiều chuyện đều không làm được. Chủ yếu nhất là, hắn một giọt U Minh Thánh Thủy, nếu như chỉ có thể bán một khối nửa cực phẩm long tinh, đây chẳng phải là nhường hắn trên mặt tối tăm. Diêm La, người tại sao không gọi giá, không phải là bởi vì đắc tội Xích Ma thành chủ, không dám hiêu trương bạt hộ a? Như Hy nhìn thấy Tiêu Phàm một mực trầm mặc không nói, không khỏi đả kích nói. Ngươi nói rất đúng, nếu không, Tiêu Phàm như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nói, năm ước chơi đùa. Thời gian trở lại mười mấy hơi thở trước đó, U Minh Thánh Thủy giá cả tăng lên không ngừng, chỉ chốc lát sau, liền đã đạt đến 2 ức 5.000 vạn. Phải biết, đây chính là không có người cố ý lên ào ào giá cả a, ở nơi này tiền đề phía dưới, giá cả đều như thế đáng sợ. Nếu là có người cố ý lên ào ào giá cả, còn đến mức nào? Mấy trăm năm qua, lần thứ nhất xuất hiện U Minh Thánh Thủy, quả nhiên không phải bình thường quý giá a, nếu là ta có thể có một giọt, đoán chừng cũng có thể bán đi cái giá trên trời a. Chớ nằm mộng ban ngày, U Minh Thánh Thủy biết bao chân quý, ta còn nói ba cái này giọt U Minh Thánh Thủy là của ta liền tốt đây, vậy ta nhìn liền có được tầm 10 ức nguyên thạch. Có thể có được tầm 10 ức nguyên thạch thế lực. Đoán chừng yếu nhất cũng là thành chủ cùng quỷ tướng cấp bậc A, hơn nữa còn không phải bình thường thành chủ cùng quỷ tướng. Đám người nghị luận ầm ĩ, nhiệt tình tăng vọt, rất nhiều người đang làm nằm mơ ban ngày, hy vọng mộng mãi mãi cũng không muốn tỉnh lại. 2 ức 5.000 vạn, giọt này U Minh Thánh Thủy, bản tướng muốn. Đột nhiên, phòng đấu giá phía trên truyền đến một đạo ngang ngược thanh âm, đám người nhao nhao hướng về trong đó một cái bao xương nhìn tới. Thanh âm này tựa như là Thiên Âm Quỷ Tướng a, bị Thiên Âm Quỷ Tướng coi trọng đồ vật, sợ là không mấy người cùng hắn tranh nhau. Ai nói không phải đây, ta Vạn Ma Quỷ Lĩnh tất cả quỷ tướng bên trong, Thiên Âm Quỷ Tướng đều có thể đứng vào 5 vị trí đầu, cho dù là Xích Ma thành chủ, cũng phải để hắn mấy phần a, một lần này tốt rồi, giọt cuối cùng U Minh Thánh Thủy, quỷ Thiên Âm Quỷ Tướng tất cả. Đám người xì xào bàn tán, đối số 4 trong bao xương Thiên Âm Quỷ Tướng tràn đầy kiêng dè. Trừ cái đó ra, cũng là không ngừng hâm mộ. Tạ mọi người cổ động, Thiên Mỗ vô cùng cảm kích. Thiên Âm Quỷ Tướng nhìn thấy không ai dám cùng hắn kêu giá, lập tức cười to không thôi. 2 ức 5.000 vạn mua sắm một giọt U Minh Thánh Thủy, ở Thiên Âm Quỷ Tướng xem ra, cái này vẫn là hết sức đáng giá. Nhưng mà, nếu không, 5 ức chơi đùa, đột nhiên, một đạo 10 điểm thanh âm bình tĩnh vang vọng toàn trường. Cùng lúc đó,
Thiên Âm quỷ tướng tiếng cười đột nhiên ngừng lại. Đám người cũng trợn to hai mắt, ánh mắt không hẹn mà cùng chuyển hướng số 2 Bao Xương. Nếu không năm ước chơi đùa, người nhà xác định đây chỉ là chơi đùa. Vừa mới xích ma thành chủ kêu giá 3 ức 1.000, ngươi không phải mắng hắn là kẻ ngu sao, làm sao ngươi bây giờ mình cũng biến thành đồ đần không được. Chủ yếu nhất là, Thiên Âm quỷ tướng rõ ràng kêu giá 2 ức 5.000 vạn, nhưng ngươi trực tiếp chướng gấp 1, đây không phải đánh Thiên Âm quỷ tướng mặt sao. Đám người không cách nào nhìn thấy Thiên Âm quỷ tướng tức giận khuôn mặt, nhưng ai cũng có thể cảm nhận được, Thiên Âm quỷ tướng trên người tán phát sát khí khủng bố. Tiểu tử, người khẳng định muốn kêu giá 5 ức, Thiên Âm quỷ tướng thanh âm lạnh như băng vang lên. Tựa như chỉ cần Tiêu Phàm dám nói xác định hai chữ, hắn liền muốn trực tiếp đem Tiêu Phàm dầm nát cho chó ăn. Đám người cũng nín thở ngưng thần, ai cũng có thể nghe ra Thiên Âm quỷ tướng trong giọng nói ý tứ, bọn họ đều đang đợi Tiêu Phàm trả lời. Chơi đùa mà thôi, tất yếu nghiêm túc như vậy sao? Mấy tức về sau, số 2 Bao Xương bên trong truyền đến Tiêu Phàm lơ đễnh thanh âm. Đám người khóe miệng cuồng rút, người nhà 5 ức nguyên thạch chỉ là chơi đùa sao? Phóng nhãn vạn ma quỷ lính, thậm chí quỷ khốc lính, cũng không mấy người dám theo ngươi chơi như vậy a. Bất quá đám người nghe nói như thế, cũng là dùng vì Tiêu Phàm nhận túng. Hắn đã đắc tội xích ma thành chủ, nếu như lại đắc tội Thiên Âm quỷ tướng, cái kia cho dù nhân vật sau lưng hắn cũng cứu không được hắn. Tiểu tử, tính ngươi thức thời, Thiên Âm quỷ tướng lạnh rên một tiếng. Một bộ đối U Minh Thánh Thủy nhất định phải được bộ dáng. Đáng tiếc, Tiêu Phàm đột nhiên lời nói xoay chuyển, nói con người của ta, không thích nhất chính là uy hiếp, tất nhiên người muốn chơi, ta bồi người hảo hảo chơi đùa, vậy liền 6 ức a, không có tiền cút sang một bên. 6 ức, đám người một trận hít ngược một hơi khí lạnh thanh âm vang lên, trong lòng mãnh liệt rung động. Bọn họ vốn cho là đây là một trận tương đương nhau chiến đấu, nhưng mà ai biết. Đây quả thực là một trận áp đảo tính chiến đấu. Tiêu Phàm xác thực không gọi giá 5 ức nguyên thạch, nhưng hắn kêu giá 6 ức nguyên thạch a, so với hắn trước đó giọt thứ 2 U Minh Thánh Thủy kêu giá, cao hơn gấp 1. Đánh mặt, nhất định chính là hung hăng đánh mặt, Thiên Âm quỷ tướng trên người tán phát sát khí càng ngày càng lạnh, đám người đều cảm giác một trận phát lạnh, thật sự là tiểu tử này quá hắn nha cần ăn đòn. Đầu tiên là chọc giận Xích Ma thành chủ. Hiện tại càng là khí nộ Thiên Âm quỷ tướng, tiểu tử này đứng ở tìm đường chết trên đường càng chạy càng xa. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 170.